Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 149. Hoàng Vô Cương ra lệnh một tiếng, cách đó không xa bốn cái thuộc hạ lập tức không chút do dự hướng về Nam Cung Tiêu Tiêu ba người bọn họ một thú đánh tới, khí thế đáng sợ đang cuộn trào mãnh liệt. Người muốn chết sao? Tiêu Phàm thấy thế, hai mắt trở nên hết sức băng lãnh, sát cơ nồng nặc nở rộ mà ra. Giờ khắc này, hắn đã động sát cơ, Hoàng Vô Cương cách làm đã vượt quá ranh giới cuối cùng của hắn. Cái gì năm đại thánh tử, ở trong mắt Tiêu Phàm, giống như cẩu thí. Hoàng Vô Cương ngay từ đầu xuất hiện liền tìm hắn để gây sự, ở khác người xem ra, hắn là vì Cung Tử Long đòi lại một cái công đạo. Nhưng Tiêu Phàm lại là rất rõ ràng, vậy chỉ bất quá là Hoàng Vô Cương lấy cớ mà thôi, mục đích thực sự là muốn bản thân thần phục với hắn, làm tùy tùng của hắn. Lấy Tiêu Phàm ngạo khí, đừng nói Hoàng Vô Cương chỉ là một cái đại đế cảnh đỉnh phong, dù cho hắn là thánh đế cảnh, cũng không xứng bản thân đi theo hắn. Huống chi, lấy thực lực của hắn bây giờ cùng át chủ bài, thực cùng Hoàng Vô Cương một trận chiến, hưu chết vào tay ai còn chưa biết được đây. Người có thể giết được ai? Hoàng Vô Cương nhàn nhạt phun ra mấy chữ, ngay sau đó hai tay kết ấn, từng đạo thần lực hiện lên, tại hư không xen lẫn thành một bộ minh mông sơn hà bức tranh. Sơn hà bức tranh không ngừng mở rộng, trở nên hết sức thực sự là lên, mang theo một cỗ không cách nào địch nổi khí thế hướng về Tiêu Phàm nghiền ép mà xuống. Sơn hà ấn, là hoang gia sơn hà ấn, có người kinh hô mà ra, trong mắt đều là hâm mộ và vẻ sợ hãi. Bọn họ mặc dù cùng là đại đế cảnh tu vi, nhưng thực lực chênh lệch lại là rất lớn, phần lớn người căn bản không có tu luyện cổ pháp cùng cổ thuật, thực lực tự nhiên giảm bớt đi nhiều. Cũng không phải là mỗi người đều có thể cùng Tiêu Phàm đồng dạng, đem nhục thân cùng linh hồn mài giũa đến nhất cực hạn, dù là không cần cổ pháp cùng cổ thuật, uy lực cũng viễn phi cùng giai tu sĩ có thể so sánh. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn không chung một cái kia sơn hà bức tranh giống như chân thực, mang theo một cỗ cuồn cuộn chi uy trấn áp mà đến, đáng sợ khí thế, nhưng hắn đều cảm giác được một tia nguy hiểm. Không hổ là hoang gia người, nội tình xa không phải những người khác có thể so sánh. Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, hai tay cùng dạng kết ấn, ở sau lưng hắn, hiện ra một cái to lớn hắc sắc móng vuốt. Móng vuốt toàn thân bốc lên hắc khí, tản ra một cỗ ngập trời ma khí, khí thế khiếp người, trực tiếp đón lấy cái kia sơn hà bức tranh. Sơn hà ấn vs diệt ma ấn, Tiêu Phàm cũng biết cổ thuật, đám người con ngươi kịch liệt co rút lại, vẻ mặt kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm. Nói chung, cổ pháp cùng cổ thuật cũng là nắm giữ ở các đại cổ cương đại gia tộc cùng thế lực trong tay a, Tiêu Phàm chẳng qua là một người bình thường mà thôi, hắn lại làm sao có thể nắm giữ lấy mạnh mẽ như vậy cổ thuật đây. Không chỉ đám người kinh ngạc, ngay cả Hoàng Vô Cương cũng là hết sức kinh ngạc, chỉ từ khí thế đến xem, Tiêu Phàm diệt ma ấn, so với hắn sơn hà ấn còn muốn bá đạo một chút. Bất quá hắn đối thực lực của mình cũng cực kỳ tự tin, hắn nhưng là cao hơn Tiêu Phàm hai cái tiểu cảnh giới. Cái này có thể không phải là ai đều có thể vượt qua. Chí ít, ở Hoàng Vô Cương xem ra, nhân tộc còn không người có thể vượt qua hai cái tiểu cảnh giới ứng phó hắn. Oanh, ở đoàn người trong ánh mắt kinh hãi, sơn hà bức tranh cùng ma chảo màu đen đụng vào nhau, giống như hai khỏa tinh thần đụng vào nhau, hủy diệt tính năng lượng khiến người ta cảm thấy có chút ngạt thở. Rất nhiều người bị gió lốc hất bay ra ngoài, căn bản không mở mắt ra được. Chỉ có số ít người có thể thấy rõ ràng hai người chiến đấu tràng cảnh. Cái này, đột nhiên, một cái đại đế cảnh cường giả tối đỉnh kinh hô một tiếng. Lời còn chưa dứt, lại là sơn hà bức tranh cùng ma chảo màu đen đồng thời nổ tung, hai cỗ năng lượng không ngừng va chạm, cuối cùng biến mất. Chặn lại, đám người trợn mắt hốc mồm nhìn phía xa, trong miệng đủ để tắc hạ một cái trứng vịt. Đây chính là năm đại thánh tử một trong Hoàng Vô Cương A. Thực lực bá đạo vô cùng, dù là nói là bên trong đại đế cảnh vô địch cũng không xê xích gì nhiều. Mà bây giờ, công kích của hắn lại bị một cái nho nhỏ đại đế cảnh trung kỳ tu sĩ chặn lại, điều này khiến mọi người làm sao tin tưởng. Có chút ý tứ, Hoàng Vô Cương híp híp hai mắt, trên mặt lộ ra một vòng vẻ đăm chiêu, có thể đỡ được bản đế ba phần sức mạnh, người cũng đầy đủ kiêu ngạo. Ba phần sức mạnh, đám người hít một hơi lạnh. Đây chỉ là Hoàng Vô Lân ba phần sức mạnh sao? Liền mới vừa sơn hạ ấn, đoán chừng đều đủ để chém giết bình thường đại đế cảnh đỉnh phong rồi a hát.
nếu là thi triển toàn bộ lực lượng, kia lại là làm sao đáng sợ. Ngươi cũng không tệ, có thể tiếp được bổn điện chủ một thành lực lượng, có thể tiếu ngạo. Tiêu Phàm nhàn nhạt đáp lại. Hướng trên mặt rát vàng mà nói, không có ai không biết nói đây. Mặc dù vừa rồi xác thực không phải Hoang Vô Cương toàn bộ thực lực, nhưng là tuyệt đối không chỉ là ba phần sức mạnh, chí ít cũng là hắn năm thành lực lượng. Đương nhiên, hắn Tiêu Phàm lời nói cũng có chút khoa trương, bởi vì diệt ma ấn, cũng kém không nhiều là của hắn năm thành lực lượng. Tiêu Phàm quá kiêu ngạo, một thành lực lượng liền muốn ngăn trở Hoang Vô Cương ba phần sức mạnh sao, cái kia năm đại thánh tử chẳng phải là chỉ có bị hắn đè lên đánh phần. Qua phía dưới hắn liền phách lối không nổi, hắn mặc dù có thể vọt giai chiến đấu, có thể Hoang Vô Cương cũng đồng dạng là có thể vọt giai chiến đấu người, hai đại có thể chênh lệch hai cái tiểu cảnh giới. Ta cảm thấy coi như Tiêu Phàm thua cũng không tính là sỉ nhục, Hoang Vô Cương dù sao cũng là đại đế cảnh đỉnh phong người, nếu là Tiêu Phàm cũng là đại đế cảnh đỉnh phong, Hoang Vô Cương thật đúng là không nhất định là đối thủ. Đám người xì xào bàn tán, hai người bọn họ cũng không dám đắc tội, bất quá phần lớn người đều vẫn như cũ xem trọng Hoang Vô Cương, dù sao hai người cảnh giới chênh lệch bày ở cái kia. Hoang Vô Cương sắc mặt khó coi hết sức, hắn vốn cho rằng hôm nay nếu là có thể thu phục Tiêu Phàm, liền tha hắn một mạng, thật không nghĩ đến, Tiêu Phàm vậy mà khắp nơi rơi hắn mặt mũi. Trong lòng hắn, Tiêu Phàm đã là tất sát đối tượng. Xòe bàn tay ra, Hoang Vô Cương lòng bàn tay bỗng xuất hiện một cái đỉnh nhỏ màu trắng, tiểu đỉnh chung quanh hiện lên từng tia bạch sắc sương mù, như mộng như ảo. Dù là cách nhau rất xa, đám người cũng cảm nhận được một cỗ nhiếp nhân tâm phách khí tức. Thánh đế chí bảo, Đại Hoang Đỉnh, có người nhận ra tôn này đỉnh nhỏ màu trắng lai lịch, không khỏi hít một hơi lạnh. Thánh đế chí bảo a, dù là chỉ có thể thôi động thứ nhất thành lực lượng, cũng đầy đủ miểu sát đại bộ phận đại đế cảnh đỉnh phong tu sĩ. Tiêu Phàm chỉ là một cái đại đế cảnh trung kỳ tu sĩ, lại như thế nào có thể ngăn cản được. Tiêu Phàm nghe vậy, cũng nhíu mày, từ cái kia bạch sắc ngọc đỉnh phía trên, cảm nhận được một luồng khí tức đáng sợ. Trên người hắn có thể sánh ngang Đại Hoang Đỉnh pháp bảo ngược lại là có hai kiện, một là Thời Không Thiên Châu, hai là Hắc Hỏa Hồ Lô. Chỉ bất quá, nơi này có ở nhiều người như vậy, Tiêu Phàm không dám tùy tiện xuất ra Thời Không Thiên Châu. Vạn nhất bị người nhận ra coi như hết sức phiền toái, hắn luôn cảm giác Thời Không Thiên Châu lai lịch thật không đơn giản. Về phần Hắc Hỏa Hồ Lô, mặc dù đỉnh phong thời kỳ rất cường đại, nhưng bây giờ lại tổn hại không chịu nổi, dù là có được Thánh Đế Chí Bảo chi uy, cũng không khả năng chống được Đại Hoang Đỉnh. Nếu là vạn bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể bại lộ Tu La tộc thân phận. Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm nói, ở Tu La tộc thi triển Tu La cửu biến, còn có người có thể nhận ra, nhưng ở trong này thi triển, đoán chừng có thể nhận ra rất ít, một dạng cũng chỉ sẽ cho là hắn là Tu La tộc mà thôi, nhưng hẳn là liên tưởng không đến Tu La tộc trưởng thân phận. Tiêu Phàm, chịu chết đi. Hoang Vô Cương không định cho Tiêu Phàm cơ hội, tiện tay ném ra Đại Hoang Đỉnh, hướng về Tiêu Phàm trấn áp mà đến. Đại Hoang Đỉnh mang theo một cỗ đáng sợ uy thế bay vụt mà tới, đang đến gần Tiêu Phàm quá trình bên trong, không ngừng biến lớn. Khi đi tới Tiêu Phàm đỉnh đầu lúc, đã biến thành một tòa núi cao kích cỡ tương đương. Tiêu Phàm không chút do dự lấy ra Tu La kiếm, liên tục chém ra vài kiếm, đồng thời, thân hình nhanh chóng lùi về phía sau. Nhưng quỷ dị chính là, Đại Hoang Đỉnh tựa như khóa chặt hắn, căn bản chạy không thoát, một cỗ cuồng bạo lực lượng truyền khắp nhục thể của hắn, Tu La kiếm ma sát phát ra trận trận bén nhọn tiếng hét lớn. Nếu là lại không nghĩ biện pháp, Tiêu Phàm tuyệt đối sẽ bị ép thành thịt nát. Đại Hoang Đỉnh băng lãnh mà lên trầm trọng, bạch sắc cường thịnh chậm rãi biến thành màu xám, tản ra một cỗ hoang vu chi khí, như ẩn chứa vô số thế giới, ép tới Tiêu Phàm xông không qua khí. Tiêu Phàm quyết đoán thu hồi Tu La kiếm, từng quyền oanh ra, đốm lửa bắn tứ tung, tiếng ầm ầm bên tai không dứt. Cường đại như nhục thể của hắn, cũng nhịn không được đau đớn một hồi, xương cốt đều muốn bị nghiền nát. Thân thể một đoạn hướng trong lòng đất rơi xuống. Hắn cắn chặt răng kiên trì, vẫn như trước dung chuyển không được Đại Hoang Đỉnh mảy may. Tiêu Phàm nếu là không có thủ đoạn khác, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đám người ánh mắt sáng quắc hướng về Tiêu Phàm. Rất nhiều người lại là âm thầm lắc đầu, Tiêu Phàm chẳng qua là một cái bình thường địa vực tu sĩ, có thể học được một đạo cổ thuật đã coi như là nghịch thiên cơ duyên, làm sao có thể còn có thủ đoạn khác.
Lão Tam, Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ cũng kêu lớn lấy, muốn hướng về bên này gần lại gần, lại bị Hoang Vô Cương bốn cái thuộc hạ gắt gao quấn lấy, căn bản không xuất thủ. Ba người bọn họ rất mạnh, nhưng những cái kia người cũng không yếu, chỉ ít xem như man hoang cổ cương cao cấp nhất thiên tài, ở đâu là dễ dàng như vậy có thể được bọn họ giết chết. Dù sao, cũng không phải là mỗi người cũng là Tiêu Phàm. Không cần quản ta, Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại hét lớn, dưới thân thể chìm càng lúc càng nhanh, đại hoang đỉnh uy lực đã vượt qua đại đế cảnh cấp độ, căn bản không phải hắn có thể đủ ngăn cản. Dù là hắn cực lực thúc giục vô tận chiến huyết, cũng căn bản làm không được. Hô, đột nhiên, đại hoang đỉnh tốc độ rơi xuống tăng tốc, trái tim tất cả mọi người đều nhảy tới cổ họng, nhìn chằm chằm phiến kia khu vực, sợ bỏ qua cái gì. Một lần này sợ là không sống được, Bắc Thần Tinh Hồn cười lạnh nói. Những người khác cũng bất đắc dĩ thở dài, đại hoang đỉnh đánh rơi xuống mà xuống, quản chi Tiêu Phàm nhục thân có mạnh hơn, cũng chỉ có bị nghiền thành thịt nát phần. Rất nhiều người đều rất giống đã thấy Tiêu Phàm kết cục, trừ bỏ tử vong, không còn gì khác khả năng. A, à, tại sao không có thanh âm? Đột nhiên có người kinh hô một tiếng, những người khác cũng trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Phiến khu vực này mặc dù không gian bích lũy dị thường kiên cố, dù là đại đế cảnh đều không thể đánh nát, nhưng đại hoang đỉnh nếu là rơi trên mặt đất, ít nhiều cũng sẽ phát ra một điểm thanh âm a. Nhưng hiện tại, đại hoang đỉnh nhưng không có phát ra cái gì thanh âm, cái này cũng quá quỷ dị. Bất quá rất nhanh, đã có người phát hiện ảo diệu bên trong, nguyên lai đại hoang đỉnh căn bản cũng không có rơi trên mặt đất, mà là cách xa mặt đất mấy chục cm. Đám người không biết xảy ra chuyện gì, chỉ có thể nhìn chằm chằm, sợ bỏ qua cái gì. Các ngươi nhìn, đại hoang đỉnh tăng lên, đột nhiên, có người hét lớn. Quả nhiên, như người kia nói tới, đại hoang đỉnh đang chậm rãi kéo lên, mặc dù tốc độ rất chậm, nhưng là thực đang lên cao. Có ít người muốn biết đến cùng xảy ra chuyện gì, vội vàng hướng xuống đất bay đi, sau một khắc, những người kia tất cả đều lộ ra vẻ kinh hãi, ngốc trệ tại nguyên chỗ. Ầm, một đạo tiếng kim loại va chạm vang lên, lại là đại hoang đỉnh đột nhiên kịch liệt run lên, sau đó cực tốc hướng về chân trời bay đi. Đồng thời, một bóng người lộ ra ngoài, nhìn thấy đạo thanh âm này thời khắc, tất cả mọi người trợn to hai mắt, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Lúc đầu Tiêu Phàm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một đầu hơn một trượng kim sắc quái vật. Quái vật toàn thân tựa như đúc bằng vàng ròng, cái trán mọc ra một đôi sừng thú, sau lưng mọc một đôi xương cánh, giống như hai thanh tuyệt thế thiên đao, tản ra lăng lệ sát lục chi khí. Một đôi đỏ thắm con ngươi càng là nhiếp nhân tâm phách, người bình thường cũng không dám cùng đối mặt. Đây chẳng lẽ là Tu La? Có người lên tiếng kinh hô, nhận ra kim sắc quái vật lai lịch. Nhưng những người khác lại là lộ ra vẻ không hiểu, Tu La không phải huyết sắc sao, làm sao trở thành kim sắc, bọn họ có thể chưa từng nghe nói qua kim Tu La à? Đây đúng là Tu La, nghe đồn đã từng Tu La tộc phồn vinh nhất thời điểm, không chỉ có huyết Tu La, cũng có kim Tu La, đen Tu La, tử Tu La. Một cái thế hệ trước tu sĩ mở miệng nói. Tiền bối, cái kia những Tu La này là như thế nào phân biệt đây? Có người hỏi. Cái này ta không rõ lắm, ta chỉ là ở một quyển tàn phá cổ tịch nhìn lên từng tới đôi câu vài lời, đoán chừng cùng bọn hắn huyết mạch có quan hệ a. Lão giả kia lắc đầu nói. Tiêu Phàm không thấy, hiện tại chỉ còn lại cái này Tu La, chẳng lẽ? Có người lấy lại tinh thần, si ngốc nhìn xem Tiêu Phàm, trong mắt lóe lên bản năng e ngại. Bọn họ không phải người ngu, làm sao vẫn không rõ, trước mắt kim Tu La, chính là Tiêu Phàm a. Người dĩ nhiên là Tu La nhất tộc, Hoàng Vô Cương cũng là vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, đây hoàn toàn vượt qua hắn nhận thức. Trước khi đến, hắn cũng biết qua Tiêu Phàm một chút tin tức, dù sao hắn nghĩ đem Tiêu Phàm thu làm tùy tùng. Tiêu Phàm độ đại đế kiếp thế nhưng là hoang cổ diệt thần kiếp a, có thể lúc kia, Tiêu Phàm căn bản không có biến thân Tu La, chẳng phải là nói, lúc độ kiếp, còn không phải Tiêu Phàm toàn bộ thực lực. Nghĩ vậy, Hoàng Vô Cương run lên trong lòng, nhìn trước mắt trở thành Tu La Tiêu Phàm, Hoàng Vô Cương nội tâm cũng có chút sợ hãi. Hắn còn rõ ràng nhớ kỹ bản thân đã từng cùng gia tộc lão tổ cho tới qua Tu La tộc. Lão tổ đã từng khuyên bảo hắn, đừng nhìn Tu La tộc bây giờ sa sút, nhưng tuyệt đối không nên đắc tội cái chủng tộc này, bởi vì bọn hắn đắc tội không nổi.
Lúc ấy Hoàng Vô Cương vẻ mặt không tin, một cái sa sút chủng tộc, như thế nào Hoàng gia đối thủ. Lão Tổ lúc ấy không cùng hắn giải thích cái gì, chỉ để lại một câu, bất kỳ chủng tộc nào, đều không thể truyền thừa mấy trăm vạn lại, nhưng Tu La tộc, nhưng từ thái cổ thần giới tồn tại lúc cũng đã tồn tại. Nghe được câu này, Hoàng Vô Cương nội tâm là cực kỳ không an tĩnh, cũng hoàn toàn thay đổi hắn đối Tu La tộc cách nhìn. Bây giờ nhìn thấy trở thành Tu La Tiêu Phàm, chẳng biết tại sao, Hoàng Vô Cương nội tâm sinh ra một tia hối hận cảm xúc. Hiện tại tới phiên ta, Tiêu Phàm ánh mắt băng lãnh, thi triển Tu La Đệ Tam Biến, hắn cảm giác toàn thân huyết mạch bành trướng, thể nội tràn đầy một cỗ nổ tính lực lượng. Đây là Tiêu Phàm đột phá đại đế cảnh đến nay lần thứ nhất thi triển Tu La Đệ Tam Biến, nhưng hắn vẫn đột nhiên ý thức được, chỉ có đột phá đến đại đế cảnh, mới có thể phát huy ra Tu La Đệ Tam Biến lực lượng chân chính. Ở thần vương cảnh lúc thi triển Tu La Đệ Tam Biến còn có một số di chứng, nhưng là bây giờ, lại không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Nói xong, Tiêu Phàm liền trong nháy mắt tại chỗ biến mất, dưới chân của hắn xuất hiện một cái kim sắc vòng sáng, đám người căn bản bắt không đến cái bóng của hắn. Làm Tiêu Phàm lúc xuất hiện lần nữa, đã là ở Hoàng Vô Cương cách đó không xa. Tiêu Phàm, chờ đã. Hoàng Vô Cương cảm nhận được cỗ kia áp bách tính lực lượng, vội vàng hét lớn. Chờ một chút, Tiêu Phàm cười lạnh không thôi, đem mình dồn đến tình trạng như vậy, mới biết được sợ hãi sao. Hiện tại hắn nhưng là bốc lên bại lộ thân phận nguy hiểm, thi triển ra Tu La cửu biến, hắn lại làm sao có thể từ bỏ ý đồ đây. Huống hồ, cũng không phải hắn chủ động đi tìm Hoàng Vô Cương phiền phức, mà là Hoàng Vô Cương đến giúp hắn rủi ro, Tiêu Phàm có thể buông tha hắn mới là lạ. Bởi vậy, nghe được lời nói của Hoàng Vô Cương, Tiêu Phàm tốc độ không giảm mảy may, một chảo giận vung mà xuống, hư không lưu lại một đạo kim mang, thật giống như bị hắn một chảo cho xé mở một dạng. Phốc suy một tiếng, một đạo huyết kiếm bắn về phía hư không, thời khắc mấu chốt, Hoàng Vô Cương thân thể lùi lại mấy trượng, bằng không mà nói, đầu của hắn đã dọn nhà. Không thể không nói, Hoàng Vô Cương thân làm năm đại thánh tử một trong, thực lực vẫn là cực kỳ mạnh mẽ. Tiêu Phàm một chút cũng không kinh ngạc, mặc dù bây giờ hắn thực lực tăng vọt, nhưng Hoàng Vô Cương cũng không khả năng liền điểm ấy thủ đoạn, bằng không mà nói, hắn cũng không khả năng trở thành năm đại thánh tử. Nếu như năm đại thánh tử một trong Hoàng Vô Cương, liền tùy tiện bị hắn giết chết, có thể liền là nhân tộc thật đáng buồn. Tiêu Phàm, việc này đến đây thì thôi, ngươi nếu dám động thủ nữa, đừng trách ta không khách khí. Hoàng Vô Cương sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng nói. Nếu là bình thường, có người dám đả thương đến hắn, đoán chừng đã sớm liều mạng, đối với hắn mà nói, bị một cái đại đế cảnh trung kỳ tu sĩ gây thương tích, thế nhưng là một loại sỉ nhục. Nhưng là, hắn lại không thể không nhận nén giận, lão tổ câu nói kia còn quanh quẩn ở trong đầu hắn. Nếu Tiêu Phàm chỉ là phổ thông Tu La thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác Tiêu Phàm vẫn là Kim Tu La. Hoàng Vô Cương không biết Kim Tu La đại biểu cái gì, nhưng hắn trong lòng có một thanh âm nói cho hắn, tốt nhất đừng cùng Tiêu Phàm là địch. Ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao không khách khí. Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, xuất thủ càng lúc càng nhanh, căn bản không có đến đây dừng tay ý nghĩa. Một câu xin lỗi đều không có, Tiêu Phàm dựa vào cái gì đến đây thì thôi. Nếu là thực lực của hắn yếu, bị giết chết liền chết vô ích sao? Hoàng Vô Cương lên cơn giận dữ, trên người lại xuất hiện mấy đạo vết thương, hắn cũng rốt cục nhịn không được, giận dữ hét, Tiêu Phàm, đây là ngươi bức ta. Lời còn chưa dứt, Hoàng Vô Cương trên người đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường tuyệt khí thế, toàn thân tản ra từng đạo hào quang màu tím, ở sau lưng hắn hiện lên một cái bóng mờ. Hư ảnh đứng chắp tay, người mặc áo bào tím, mặc dù thấy không rõ khuôn mặt, lại cho người ta một loại không giận chi uy cảm giác, khiến nỗi lòng người bành trướng. Không thể nào, có người kinh ngạc nhìn xem Hoàng Vô Cương, bờ môi đều đang run rẩy lấy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tiêu Phàm cũng ngừng thân hình, vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Hoàng Vô Cương, nhìn chằm chằm Hoàng Vô Cương sau lưng tử sắc hư ảnh, thể chất dị tượng, khói tím lượn lờ, chí tôn hoàng uy, đây là chín đại cổ thể một trong chí tôn hoàng thể. Chín đại cổ thể, Tiêu Phàm đến bây giờ cũng chỉ gặp qua Vũ Văn Tiên có được chín đại cổ thể một trong tinh thần thiên thể, mặt khác còn nghe nói Đế Tử Yên cũng có được cửu khiếu linh lung thể. Nhưng hắn không nghĩ tới,
Hoàng Vô Cương vậy mà cũng có được trong truyền thuyết chín đại cổ thể một trong, hơn nữa còn là cực kỳ bá đạo một loại thể chất chí tôn hoàng thể. Ở chín đại cổ thể bên trong, đơn vòng nhục thân cường độ, chí tôn hoàng thể thế nhưng là trước ba tồn tại, đương nhiên, cái này còn không phải chí tôn hoàng thể cường đại nhất. Chí tôn hoàng thể cường đại nhất là thể chất của nó dị tượng, để người sở hữu tự mang một cỗ này khí thế ngút trời, liền có thể ép người không thở nổi. Nghe đồn, chí tôn hoàng thể, có thể trong nháy mắt để người sở hữu nhục thân cùng linh hồn lực lượng tăng lên một cái tiểu cảnh giới, cũng không biết thật giả. Nếu như là thực, lấy Hoàng Vô Cương thực lực thế nhưng là tương đương với thánh đế cảnh A, coi như không phải chân chính thánh đế cảnh, đoán chừng cũng chênh lệch không được bao xa. Tiêu Phàm thực lực ở trong đại đế cảnh xem như tiểu vô địch, nhưng hắn còn không có cuồng ngạo đến cùng thánh đế cảnh một trận chiến. Thật là chín đại cổ thể một trong chí tôn hoàng thể. Hoàng Vô Cương lại còn có được chín đại cổ thể, quả nhiên không hổ là trở thành năm đại thánh tử nhân vật, nếu không phải Tiêu Phàm bức bách, đoán chừng không có người biết rõ hắn có được bậc này thể chất. Tiêu Phàm bức bách hắn bại lộ một át chủ bài này, một lần này sợ là càng thêm sẽ không làm tốt. Đám người ngươi một lời ta một câu, trong lời nói đều là kinh hãi ý tứ. Tất nhiên ngươi muốn chiến, bản đế bồi ngươi là được. Hoàng Vô Cương lạnh lùng nhìn xem Tiêu Phàm, hắn bị Tiêu Phàm liên tục tổn thương nhiều lần, cũng bị đánh nhau thật tình. Lấy Tiêu Phàm trạng thái, hắn nếu là không thi triển chí tôn hoàng thể, đến lúc đó đoán chừng mài đều sẽ bị Tiêu Phàm mài chết, cho nên hắn không thể không thi triển chí tôn hoàng thể. Cũng chính là bởi vì như vậy, hắn bây giờ cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Giết, Tiêu Phàm y nguyên không sợ, cái gì chín đại cổ thể, cái gì chí tôn hoàng thể, căn bản không coi ra gì. Hắn bây giờ không phải cũng là vô tận chiến thể sao, hơn nữa còn là luyện hóa hơn 3.000 loại thần huyết vô tận chiến thể, càng là thi triển ra tu la đệ tam biến. Cho dù là thánh địa chí bảo, hắn đều có thể dựa vào nhục thân tay không tiếp đó, há lại sẽ sợ chí tôn hoàng thể. Sau một khắc, hai người va chạm kịch liệt cùng một chỗ, hư không thỉnh thoảng truyền đến từng đợt kịch liệt tiếng nổ vang, dù là thế hệ trước đại đế cảnh đỉnh phong, thị lực cũng theo không kịp tốc độ của hai người. Những cái kia cấp thấp tu sĩ, càng là lộ ra vẻ mờ mịt, liền hình bóng đều bắt không đến, chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi kết quả. Bọn họ đều rất muốn biết rõ, một trận chiến này rốt cuộc là ai thắng ai thua. Các ngươi nói, đến cùng ai sẽ thắng? Có người nhìn không được mở miệng nói. 89/10 là Hoàng Vô Cương thắng, đừng quên, hắn nhưng là đại đế cảnh đỉnh phong. Vậy nhưng chưa hẳn, ta cảm thấy Tiêu Phàm kim tu la bất phàm. Coi như trở thành kim tu la lại như thế nào, các người cũng đừng quên, Hoàng Vô Cương trong tay còn có đại hoang đỉnh. Đám người kích động nghị luận, phần lớn người đều xem trọng Hoàng Vô Cương, dù sao hai người cảnh giới chênh lệch bầy ở vậy, hơn nữa Hoàng Vô Cương còn có được đại hoang đỉnh. Trên không trung, Tiêu Phàm cùng Hoàng Vô Cương hai người đại chiến mấy trăm hiệp, lúc này mới tách ra, cách xa nhau hơn 10 dặm lung lay rằng co. Một trận chiến này, nếu như vừa nãy là tất cả của ngươi thực lực, ngươi thua không nghi ngờ. Hoàng Vô Cương lạnh mở miệng cười nói, ước lượng trong tay đại hoang đỉnh. Vừa rồi chiến đấu, hắn nhưng không có sử dụng đại hoang đỉnh, nhưng như cũ cùng Tiêu Phàm ngang hàng, thậm chí còn có thể chiếm cứ một điểm thượng phong. Nếu là sử dụng đại hoang đỉnh, Tiêu Phàm thua không nghi ngờ. Có đúng không? Tiêu Phàm khinh thường cười nói, chiến đấu lâu như vậy, ngay cả ta một cái đại đế cảnh trung kỳ đều bắt không được, thật không biết ngươi từ đâu tới tự tin. Nghe nói như thế, Hoàng Vô Cương thần sắc cứng đờ, lạnh rên một tiếng nói, tất nhiên ngươi muốn chết, vậy ta thành toàn ngươi. Nói xong, Hoàng Vô Cương khí thế lần nữa tăng vọt, tiện tay ném ra ngoài trong tay đại hoang đỉnh, lần nữa hướng về Tiêu Phàm trấn áp tới. Trước đó Tiêu Phàm trở thành tu la đánh bay đại hoang đỉnh, là bởi vì hắn không có toàn lực điều khiển, nhưng là bây giờ, Tiêu Phàm lại đem cái gì để ngăn cản đây? Tiêu Phàm thần sắc hơi hơi ngưng tụ, cực lực thúc dục vô tận chiến huyết, toàn thân chán phóng sáng chói kim sắc quang mang, giống như một vòng mặt trời nhỏ đồng dạng, chuẩn bị nghênh đón đại hoang đỉnh trấn áp chi lực. Ân, đột nhiên, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy huyết mạch trong cơ thể lực lượng kịch liệt run một cái, tựa như nhận lấy cảm ứng nào đó đồng dạng, không khỏi nhìn về phía xa xa vô trần thiên khuyết phương hướng, cổ quái nói, không thể nào. Đám người nhìn thấy Tiêu Phàm đứng ở đó không hề bị lay động, còn tưởng rằng Tiêu Phàm sợ choáng váng, rất nhiều người âm thầm lắc đầu.
Tầng thứ này người chiến đấu, dù là trong nháy mắt thất thần, đều đủ để chí mạng. Hoàng Vô Cương thực lực cực kỳ cường hoành, bá đạo, hơn nữa còn thúc giục đại hoang đỉnh trấn áp mà tới, đừng nói Tiêu Phàm chỉ là một cái đại đế cảnh trung kỳ, dù là cùng là đại đế cảnh đỉnh phong, cũng chưa hẳn là đối thủ. Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Quan Tiểu Thất mấy người sắc mặt đại biến, bọn họ muốn nhắc nhở Tiêu Phàm, lại bị Hoang Vô Cương mấy cái thuộc hạ liều chết cản trở về. Mấy người thực lực rất mạnh, qua một phen chiến đấu, đã rõ ràng ở vào thượng phong. Nhưng Hoang Vô Cương bốn cái tùy tùng liều mạng lên đến, cũng là cực kỳ khủng bố, hơn nữa, theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần Tiêu Phàm chết rồi, Hoang Vô Cương liền trống không, Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ cũng đồng dạng hẳn phải chết không nghi ngờ. Oanh, tiếng vang ầm ầm truyền ra, ở tất cả mọi người trong ánh mắt kinh hãi, Tiêu Phàm đột nhiên động, hơn nữa không tránh không lùi, trực tiếp đón nhận Đại Hoang Đỉnh. Bá đạo nắm đấm đụng ở trên Đại Hoang Đỉnh, phát ra một tiếng âm vang thanh âm, hư không run rẩy dữ dội, xuất hiện từng đạo tỉ mỉ khe hở. Vô Trần Thiên Khuyết trận pháp sắp phá mở, đám người kinh ngạc nhìn hư không. Phải biết, bọn họ trước đó thế nhưng là thử qua. Nơi này hư không cực kỳ kiên cố, dù là đại đế cảnh đỉnh phong cũng không khả năng phá mở, nhưng bây giờ lại xuất hiện một tia khe hở, hiển nhiên nói rõ một vài vấn đề. Ánh mắt rất nhiều người không hẹn mà cùng hướng về một mảnh kia dãy cung điện, đó mới là Vô Trần Thiên Khuyết chân chính giải đất trung tâm, tất cả mọi người không muốn bỏ qua bên trong cơ duyên. So với Tiêu Phàm cùng Hoang Vô Cương chiến đấu, bọn họ càng thêm quan tâm Vô Trần Thiên Khuyết. Hơn nữa, nếu như không phải Tiêu Phàm kéo lại Hoang Vô Cương, lấy Hoang Vô Cương thực lực, bọn họ cơ bản không có hy vọng quá lớn đoạt được Vô Trần Thiên Khuyết cơ duyên. Nhưng là bây giờ, Tiêu Phàm cùng Hoang Vô Cương chiến đấu cùng một chỗ, mỗi người bọn họ đều có cơ hội. Bất quá cũng có một số nhỏ người vẫn như cũ chú ý hai người chiến đấu, trong mắt bọn hắn, tầng thứ này chiến đấu, đối bọn hắn mà nói, cũng là được ích lợi không nhỏ, không so được đến một lần cơ duyên kém. Cái gì, chặn lại, đột nhiên, có người lên tiếng kinh hô, không thể tưởng tượng nổi nhìn phía xa Tiêu Phàm. Chỉ thấy Tiêu Phàm bá đạo nhục thân chán phóng kim quang sáng chói, kim quang càng ngày càng sán lạn, giống như một vòng liệt nhật một dạng. Nguyên bản Tu La đệ tam biến, Tu La chi thể chỉ là mang theo một tia kim sắc, nhưng bây giờ, lại trở thành thấu lượng kim sắc. Tiêu Phàm trong lòng cũng là khiếp sợ không tên, vừa rồi một sát na kia. Hắn điều động vô tận chiến huyết thôi động Tu La đệ tam biến, lại là phát hiện hai người độ phù hợp cực cao, uy lực càng là trở tăng gấp ba có thừa. Tiêu Phàm lúc này mới ý thức được, Tu La cửu biến nhất định phải tương ứng cấp độ vô tận chiến huyết mới có thể tu luyện, đây là có nguyên nhân. Nếu là huyết mạch chi lực không đủ mạnh, căn bản liền tu luyện không ra tương ứng cấp độ Tu La cửu biến. Hoàng Vô Cương nhìn thấy Tiêu Phàm vậy mà dựa vào nhục thân chặn lại đại hoang đỉnh chấn áp. Cũng là mí mắt cuồng loạn, ngay sau đó thúc giục chí tôn hoàng thể lực lượng, khí thế lần nữa tăng vọt. Cho ta trấn áp, Hoàng Vô Cương gào thét một tiếng, đem hết toàn lực, phía sau hắn tử sắc hư ảnh chán phóng vô tận tử quang, để Hoàng Vô Cương cả người lộ ra chí tôn quý khí, cao không thể chạm. Ken két, đại hoang đỉnh lần nữa biến lớn, hướng về phía dưới đập xuống mà xuống, Tiêu Phàm hai chân khẽ run lên, thể nội phát ra một trận xương cốt phá toái thanh âm. Nhục thể của hắn, đã vượt qua tất cả đế giai pháp bảo, ẩn ẩn đạt đến thánh đế chí bảo cấp độ, vẫn như trước gánh không được Hoang Vô Cương lực lượng chân áp, có thể nghĩ Hoang Vô Cương cường hoành. Tiêu Phàm mặt không biểu tình, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Vô Trần Thiên Khuyết bên trong vùng cung điện kia, tựa như đang đợi cái gì. Thân thể của hắn chậm rãi chìm xuống dưới đi, to lớn phụ tải đã vượt ra khỏi hắn lực lượng, cứ tiếp như thế, Tiêu Phàm tuyệt đối sẽ bị ép thành thịt nát. Bất quá, Tiêu Phàm lại không có bất kỳ cái gì bối rối, sắc mặt chậm rãi đỏ lên, gân xanh trên trán bạo khởi, thiếu chút nữa thì muốn nổ tung. Không hổ là năm đại thánh tử một trong, hai cái tiểu cảnh giới chênh lệch, hơn nữa đại hoang đỉnh, xác thực không phải tốt như vậy vượt qua. Tiêu Phàm nhỏ giọng thì thầm. Thi triển Tu La đệ tam biến, đã cơ hồ là nhục thể của hắn cực hạn, không tá trợ pháp bảo lực lượng, hắn là không thể nào thắng qua Hoang Vô Cương. Điểm này Tiêu Phàm vô cùng rõ ràng, nhưng hắn một chút cũng không khí lũy. Thậm chí, hắn rõ ràng có thể sử dụng thế giới chi lực, lại vẫn không có sử dụng, bởi vì hắn biết rõ, Hoang Vô Cương cũng đồng dạng có thể sử dụng thế giới chi lực.
Hoàng Vô Cương thân làm đại đế cảnh đỉnh phong, thế giới của hắn lực lượng không thể so với hắn yếu bao nhiêu, bằng vào thế giới chi lực, Tiêu Phàm là không thể nào chuyển bại thành thắng. Bây giờ duy nhất có thể làm, có lẽ chính là sử dụng thời không thiên châu lực lượng, chỉ có thời không thiên châu có thể tùy tiện phá mở đại hoang đỉnh chân áp. Nhưng là, Tiêu Phàm cũng đồng dạng không có sử dụng, cũng không nghĩ tới sử dụng. Thời không thiên châu mặc dù rất mạnh, cuối cùng chỉ là ngoại lực mà thôi, nếu là đã mất đi thời không thiên châu, hắn lại phải làm sao tự xử đây? Chủ yếu nhất là, coi như thi triển thời không thiên châu, cũng không khả năng giết chết tất cả mọi người, ngược lại là nếu là những người khác tìm hắn để gây sự, cũng đồng dạng không tránh thoát. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm đột nhiên nhắm hai mắt lại, tinh tế cảm ứng đến cái gì, nhục thân như trước đang liều mạng kiên trì. Hai chân của hắn đã là thật sâu lâm vào trong đất bùn, đại địa không ngừng sụp đổ, chìm xuống, rậm rạp chằng chịt khe hở giống như mạng nhện một dạng lan tràn ra ngoài. Nhưng Tiêu Phàm lưng đã thẳng tắp như núi, chưa từng uốn lượn mảy may. Ngông nghênh, vĩnh viễn chưa từng bẻ gãy. Mấy tức về sau, vô trần thiên khuyết phương hướng đột nhiên truyền đến một trận năng lượng to lớn chấn động, một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức từ bên trong khu cung điện truyền đến. Đồng thời, mặt đất cũng bắt đầu run rẩy dữ dội lên, giống như đã xảy ra mười mấy cấp địa chấn, màn sáng cũng như là sóng nước nhộn nhạo, tùy thời đều có thể sụp ra. Chuyện gì xảy ra, đám người vẻ mặt kinh ngạc nhìn phía xa tràng cảnh, bản năng hướng phía sau thối lui. Gần như đồng thời, oanh một tiếng nổ mạnh, chỉ thấy màn sáng kia ầm vang nổ tung, hóa thành vô số quang vũ bay về phía bốn phương tám hướng, cuồng phong gào rít giận dữ, quét ngang tứ phương. Rất nhiều người bị cuồng phong thổi đến không mở mắt ra được, bất quá cũng có số ít người lờ mờ nhìn thấy, một đạo đen kim sắc quang mang từ vô trần thiên khuyết bên trong phóng lên tận trời. Bởi vì tốc độ quá nhanh, đám người căn bản không thấy rõ đó là vật gì, chỉ là gặp đến cái kia đồ vật nhanh chóng hướng về Tiêu Phàm cùng Hoàng Vô Cương hai người chiến trường bay đi. Oanh long, lúc này, Hoàng Vô Cương đột nhiên thôi động đại hoang đỉnh, toàn lực chấn áp mà xuống, nhìn thấy đạo kia hắc kim sắc lưu quang kích xạ mà đến, trong mắt của hắn hiện lên vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Mặc dù không thấy rõ đó là vật gì, nhưng là cái kia năng lượng cường đại chấn động, để Hoàng Vô Cương minh bạch. Đây nhất định là một món không được dị bảo. Cho nên, hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng, dù là giết Tiêu Phàm cũng sẽ không tiếc, chỉ nhằm chiếm được món này dị bảo. Nhìn xem đại hoang đỉnh chấn áp mà xuống, Hoàng Vô Cương trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn, sau đó chuẩn bị hướng về đạo kia hắc kim sắc quang mang chộp tới. Nhưng mà, khi hắn quay người thời khắc, nụ cười trên mặt lại là trong nháy mắt ngưng kết. Hoàng Vô Cương trợn tròn mắt, vốn cho là giết Tiêu Phàm, liền có thể thừa cơ chiếm lấy cái kia dị bảo. Nhưng mà khi hắn quay người thời khắc, cái kia dị bảo lại không thấy bóng dáng, tựa như hư không tiêu thất đồng dạng, nếu như không phải vừa mới nhiều người như vậy nhìn thấy, hắn còn cho rằng mắt mình hoa. Không đúng, Hoàng Vô Cương đột nhiên lắc đầu, chỉ cảm thấy chính phía dưới truyền đến một cỗ năng lượng cuồng bạo chấn động. Hắn bỗng nhiên cúi đầu nhìn tới, dư quang vừa mới bắt gặp một đạo hắc kim sắc tàn ảnh. Sau một khắc, Hoàng Vô Cương sắc mặt trở nên hết sức cứng ngắc, nụ cười cũng bị băng lãnh chiếm lấy, trong lòng sinh ra một loại dự cảm xấu. Đột nhiên, một tiếng kinh thiên nổ vang, chỉ thấy mênh mông đại hoang đỉnh bỗng nhiên nổ tung, hóa thành vô số khối vụn bay vụt tứ phương. Hoàng Vô Cương vội vàng không kịp chuẩn bị, mặc dù hắn phản ứng đã rất nhanh, nhưng đã không kịp đào tẩu, bị một khối mảnh vỡ xuyên thủng ngực, một cái to lớn huyết động hiện lên, hết sức dữ tợn. Khóe miệng của hắn cũng tràn ra một vòng máu tươi, đại hoang đỉnh vỡ nát, hiển nhiên cũng cho hắn tạo thành nhất định phản phệ. Cách đó không xa, càng là truyền đến từng đợt tiếng kêu thảm thiết, có mấy cái khoảng cách tương đối gần đại đế cảnh tu sĩ, trực tiếp bị đại hoang đỉnh mảnh vỡ đánh giết, tính cả mệnh thạch cùng nhau hóa thành bột mịn. Tất cả mọi người vô cùng ngạc nhiên, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Đại hoang đỉnh nát, có người kinh hô mà ra, hoàn toàn không tin sự thật này. Phải biết, đại hoang đỉnh thế nhưng là thánh đế chí bảo A, phóng nhãn năm đại cổ cương, cũng là thuộc về pháp bảo cao cấp cấp bậc tồn tại, có thể bây giờ lại làm vỡ nát. Nếu như không phải tận mắt nhìn đến, đám người tuyệt đối sẽ không tin tưởng đây là sự thực. Đám người muốn nhìn rõ ràng cái kia bụi bặm bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì, đáng tiếc nơi đó bụi bặm tràn ngập, che khuất bầu trời,
hơn nữa còn có một cỗ mạnh mẽ năng lượng, bọn họ linh hồn chi lực đều thẩm thấu không đi vào, cho nên căn bản không biết nơi đó xảy ra chuyện gì. Không phải là Tiêu Phàm làm vỡ nát Đại Hoang Đỉnh a? Đột nhiên có người kinh ngạc nói. Những người khác nghe vậy, con người bỗng nhiên co rụt lại, không khỏi hít một hơi lạnh. Mặc dù đại bộ phận người không tin sự thật này, thế nhưng chỉ có lời giải thích này mới có thể giải thích thông, dù sao, Đại Hoang Đỉnh một bên, chỉ có Tiêu Phàm một người. Giờ khắc này, đám người tất cả đều vì quên Vô Trần Thiên Khuyết chung quanh đại trận đã biến mất, cũng không có xông vào trong đó, bọn họ chỉ muốn biết, rốt cuộc là ai vỡ vụn Đại Hoang Đỉnh. Chỉ chốc lát sau, bụi bặm chậm rãi tán đi, một bóng người chậm rãi hiển lộ ra, nhìn thấy đạo thân ảnh kia, đám người liếc mắt liền nhận ra. Tiêu Phàm, hắn không chết, đám người kinh ngạc không thôi, vừa mới bọn họ thế nhưng là tận mắt nhìn đến Đại Hoang Đỉnh đánh rơi xuống mà xuống a, Tiêu Phàm cũng đã bị nện thành thịt nát mới đúng a, làm sao chả khả năng sống đây này. Các ngươi nhìn, bên người hắn đó là vật gì? Đột nhiên, có người kêu to lên, trong giọng nói đều là vẻ rung động. Ánh mắt của mọi người nhìn chằm chằm vào Tiêu Phàm, nghe nói như thế, ánh mắt không khỏi chuyển qua Tiêu Phàm bên người, ở hắn một thước bên ngoài, có một cái hắc kim sắc hình vuông vật thể. Hình vuông vật thể tạo hình quái dị, dựng thẳng cắm ở mặt đất, một dạng lâm vào trong đất, cho người ta một loại cực kỳ vừa dày vừa nặng cảm giác. Các ngươi nhìn xem hình vuông vật thể giống thứ gì, nghĩ một khối tinh đồng, bất quá tinh đồng sẽ không tản ra cường đại như vậy khí tức. Dù là thánh đế chí bảo cũng chỉ đến như thế. Các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được thứ này giống một cái quan tài sao? Quan tài, mạnh mẽ như vậy quan tài, chẳng lẽ là, lịch cổ 10 đại chí bảo một trong chấn thế đồng quan? Đám người vẻ mặt tò mò hướng về Tiêu Phàm bên cạnh hình vuông vật thể, bất quá rất nhanh liền có chút thế hệ trước tu sĩ nhận ra được, không khỏi một trận hít ngược một hơi khí lạnh thanh âm vang lên. Mặc dù đám người không biết Tiêu Phàm tu luyện Tu La Cửu Biến, dù sao Tu La Cửu Biến đã biến mất trăm vạn năm, lúc trước cũng chỉ có Tu La tộc tộc lão biết rõ. Nhưng là, phần lớn người đều biết lịch cổ 10 đại chí bảo, có thể trong nháy mắt hủy đi thánh đế chí bảo Đại Hoang Đỉnh, hơn nữa ngoại hình vẫn là quan tài, vậy cũng chỉ có trong truyền thuyết chấn thế đồng quan. Chấn thế đồng quan, Hoàng Vô Cường ổn định thân hình, lau đi máu tươi trên khóe miệng, con người bỗng nhiên co rụt lại. Đáy mắt chỗ sâu hiện lên nồng nặc tham lam. Đại Hoang Đỉnh cường đại, Hoàng Vô Cường rất rõ ràng, nhưng chấn thế đồng quan lại dễ như trở bàn tay hủy nó, có thể nghĩ chấn thế đồng quan khủng bố. Nếu là có thể lấy được chấn thế đồng quan, đại đế cảnh bên trong, hắn không sợ vạn tộc bất luận kẻ nào. Nghĩ vậy, Hoàng Vô Cường đột nhiên bóp tay đánh ra từng đạo thủ ấn, đầy trời tử quang nở rộ, ngưng tụ thành 9 vị tử sắc hư ảnh, tản ra hoàng uy. Uy lực tuyệt luân, đồng thời hướng về Tiêu Phàm trấn áp mà xuống. Vì trấn thế đồng quan, Hoàng Vô Cường lại cũng không có giữ lại chút nào, chỉ muốn diệt Tiêu Phàm, chiếm lấy trấn thế đồng quan. Giết hắn, cướp đoạt trấn thế đồng quan. Trong đám người cũng có người hét lớn, ngay sau đó không ít người không muốn sống một dạng hướng về Tiêu Phàm lao đến. Những người khác nghe vậy, thần sắc cũng biến thành điên cuồng lên, cái gì Vô Trần Thiên Khuyết, thần bí gì cơ duyên. Bọn họ đã sớm quăng ra ngoài 9 tầng mây. Hiện tại bọn hắn duy nhất ý nghĩ, chính là cướp đoạt chấn thế đồng quan. Lịch cổ 10 đại chí bảo a, hơn nữa còn là thái cổ thần giới vạn tộc 10 đại chí bảo, nếu là có thể lấy được, chắc chắn nhất phi trùng thiên. Trong thiên hạ, còn có cái gì cơ duyên và bảo bối, có thể cùng lịch cổ 10 đại chí bảo so sánh đây? Muốn chết, Nam Cung Tiêu Tiêu mấy người gầm thét, cuồng bạo khí tức nở rộ. Chuẩn bị xông đi lên trợ giúp Tiêu Phàm. Lúc này, cản bọn họ lại Hoàng Vô Cương thuộc hạ, cũng từ bỏ đối chiến bọn họ, mà là hướng về Tiêu Phàm đánh giết đi. Chỉ là, không đợi mấy người khởi hành, bên tai lại truyền đến một thanh âm, các ngươi không cần quản ta, trước đi vào Vô Trần Thiên Khuyết, những người này còn không làm gì được ta. Lão Tam, Nam Cung Tiêu Tiêu nghe vậy, vẻ mặt kinh ngạc, thở sâu, hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng Tiêu Phàm lời nói. Mấy người nhìn nhau, dứt khoát quay người hướng về Vô Trần Thiên Khuyết phương hướng bay đi, nơi xa, có một ít coi như tự biết mình tu sĩ, cũng không lựa chọn công kích Tiêu Phàm, mà là tiến nhập bên trong Vô Trần Thiên Khuyết. Nghĩ vậy, Nam Cung Tiêu Tiêu mấy người cũng bước nhanh hơn, dù sao, nơi này chỉ là Vô Trần Thiên Khuyết trong đó một cái phương hướng mà thôi.
mấy cái khác phương hướng người, nhưng không biết chấn thế đồng quan xuất thế, bọn họ nhất định sẽ không kịp chờ đợi tiến vào vô trần thiên khuyết vơ vét. Tiêu Phàm nhìn thấy Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ rời đi, lúc này mới quay đầu nhìn bốn phía vây công hắn tu sĩ, đối với Hoang Vô Cương công kích, hắn hoàn toàn nhìn như không thấy. Hắn dư quang đảo qua bên người hắc kim sắc quan tài, trong lòng cũng cực kỳ không bình tĩnh, âm thầm trầm ngâm nói, nguyên lai vừa rồi loại kia đặc thù cảm ứng, lại chính là chấn thế đồng quan. Vừa mới cùng Hoang Vô Cương chiến đấu thời điểm, Tiêu Phàm toàn lực kích phát vô tận chiến huyết lực lượng, từ nơi sâu xa cảm nhận được một loại triệu hoán lực lượng, cho nên Tiêu Phàm lúc này mới cổ quái nhìn xem vô trần thiên khuyết phương hướng, ẩn ẩn đoán được một vài thứ. Nhưng hắn không nghĩ tới, loại kia cảm ứng, thật là đến từ chấn thế đồng quan, tuy nhiên không biết ngươi vì sao xưng là lịch cổ 10 đại chí bảo, nhưng nghĩ đến không yếu, vậy liền cho ta nhìn xem uy lực của ngươi. Tiêu Phàm ngâm khẽ một tiếng, lấy tay liền cầm lên chấn thế đồng quan một cái góc, nhanh chóng hướng về không trung lao đi. Tiêu Phàm một tay dắt lấy chấn thế đồng quan cướp thiên mà lên, những nơi đi qua, hư không run rẩy kịch liệt, mảnh không gian này lại có chút bất ổn lên. Lấy hắn làm trung tâm, nhấc lên một cỗ to lớn sóng gió trực tiếp đem bốn phía tu sĩ công kích tất cả đều thổi trở về. Đây vẫn chỉ là chấn thế đồng quan dự uy mà thôi, nếu là bị chấn thế đồng quan nện vào, vậy thì như thế nào? Nghĩ vậy, Tiêu Phàm liền đem ánh mắt tập trung vào Hoang Vô Cương, nếu như cũng đã là ngươi không chết, chính là ta vong cục diện, Tiêu Phàm là tuyệt đối sẽ không buông tha Hoang Vô Cương. Cho dù giết không chết hắn, cũng phải cho hắn một bài học. Lấy Tiêu Phàm thực lực bây giờ, còn không có đầy đủ thực lực cùng Hoang gia chống lại, Hoang gia dù sao cũng là nhân tộc 3000 vực ngũ đại đỉnh cấp gia tộc một trong. Nhưng Hoang Vô Cương nếu là ở nhân tộc thí luyện cổ lộ bên trong bị chút tổn thương, chảy chút huyết, Hoang gia lão bất tử cũng chưa chắc sẽ đứng đi ra, dù sao đó cũng không phải chuyện vẻ vang gì. Sơn Hà Ấn, cho ta trấn áp. Hoang Vô Cương cười giận dữ một tiếng, tóc dài cuốn lên, quanh thân thần lực cuồn cuộn, thậm chí còn điều động thế giới chi lực. Vì giết chết Tiêu Phàm, lấy được chấn thế đồng quan, hắn đã liều mạng. Cái gì cẩu thí Sơn Hà Ấn, phá cho ta. Tiêu Phàm khinh thường xì cục đàm, luân động chấn thế đồng quan liền hướng lấy cái kia to lớn Sơn Hà bức tranh đập tới. Hoang Vô Cương thấy thế, khóe miệng lộ ra một tia cười khẽ, hắn thi triển mặc dù là cổ thuật, nhưng cũng là thần lực và thế giới chi lực ngưng tụ mà thành, như thế nào pháp bảo có thể phá vỡ. Huống chi, Tiêu Phàm rõ ràng còn không có luyện hóa pháp bảo. Nhưng mà một khắc sau, Hoang Vô Cương trợn tròn mắt, nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến thành rung động. Chỉ thấy Tiêu Phàm luân động lấy chấn thế đồng quan hung hăng ném ra, trên người mặc dù không có bất kỳ năng lượng nào chấn động, nhưng chấn thế đồng quan lại tản ra một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức. Làm đâm vào Sơn Hà bức tranh phía trên lúc, cái kia Sơn Hà Ấn trực tiếp nổ tung, hóa thành một trận gió tiêu tán, tựa như căn bản chưa từng xuất hiện. Mà Tiêu Phàm tốc độ càng nhanh, dẫn theo chấn thế đồng quan một góc liền đến Hoang Vô Cương trước mặt, ngay sau đó hai tay ôm chấn thế đồng quan hung hăng rơi đập mà xuống. Những người khác nhìn thấy một màn này, khóe miệng co quắp một trận, cái này chấn thế đồng quan thế nhưng là lịch cổ 10 đại chí bảo a, có thể trong tay ngươi, lại trở thành một khối cục gạch. Chỉ bất quá, Hoang Vô Cương lại không cười nổi, làm chấn thế đồng quan rơi xuống thời khắc, hắn cảm nhận được một loại khí tức tử vong. Qua nhiều năm như vậy, dù là hắn xâm nhập nhân tộc thí luyện cổ lộ, cũng chưa từng cảm thụ qua loại khí tức này, cái này còn là lần đầu tiên. Giờ khắc này, Hoang Vô Cương nơi nào còn dám chần chờ, thi triển bí pháp lui lại, có thể Tiêu Phàm là tốc độ so với hắn nhanh hơn mấy phần. Mắt thấy chấn thế đồng quan sắp rơi ở trên người hắn thời khắc, Hoang Vô Cương trên người đột nhiên lưu quang lóe lên, xuất hiện một bộ lấp lóe lấy sán lạn quang mang chiến giáp. Man Hoang Đế Giáp, có người nhận ra Hoang Vô Cương trên người chiến giáp lai lịch, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Nhưng mà đám người vừa dứt lời, Tiêu Phàm trong tay chấn thế đồng quan bá đạo nện ở Hoang Vô Cương trên thân, cái kia lấp lóe lấy quang mang Man Hoang Đế Giáp trực tiếp nổ tung, trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Đồng thời, Hoang Vô Cương phun ra mấy ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, lộ ra thống khổ, cả người giống như đạn pháo hướng về nơi xa bay ngược. Rầm rầm rầm, từng tiếng nổ vang truyền ra, lại là từng tòa sơn phong bị Hoang Vô Cương đập xuyên, chỗ nào bụi bặm tràn ngập, sương mù cuồn cuộn.
Tê đám người không khỏi hít một hơi lạnh, đây chính là Hoang Vô Cương a, man hoang cổ cương trẻ tuổi một đời người thứ nhất, lại bị Tiêu Phàm một đòn đập bay. Nếu như không phải man hoang đế giáp hộ thể, đoán chừng Hoang Vô Cương đều đã nổ lên a. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, câm như hến. Những cái kia vây công Tiêu Phàm người, tất cả đều đã ngừng lại thân hình, vẻ mặt sợ hãi nhìn xem Tiêu Phàm. Bất quá chỉ chốc lát sau, bọn họ lại trở nên tham lam, Tiêu Phàm thực lực lúc đầu không bằng Hoang Vô Cương, bây giờ trấn thế đồng quan nơi tay, liền Hoang Vô Cương đều chỉ có bị miểu sát phần, cái này đủ để chứng minh trấn thế đồng quan cường đại a. Rất nhiều người nhìn nhau, bỗng nhiên đồng thời hướng về Tiêu Phàm đánh giết đi, chỉ vì cướp đoạt Tiêu Phàm trong tay trấn thế đồng quan. Còn không có sợ chết, Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết. Hoang Vô Cương chết hay không, hắn không biết, nhưng không có nửa năm thời gian, đoán chừng cũng không còn cách nào động đậy mảy may. Vừa rồi một đòn, trấn thế đồng quan một đòn, tuyệt đối đã thôi hủy Hoang Vô Cương thể nội tất cả xương cốt cùng kinh mạch, lấy Hoang gia nội tình dĩ nhiên có thể khôi phục, nhưng là không phải thời gian ngắn có thể làm được. Bây giờ còn không có sợ chết người dám động thủ, Tiêu Phàm không khỏi cười lạnh. Những người này trừ bỏ Hoang Vô Cương, những người khác hắn thật đúng là không để trong mắt, hơn nữa giết lên cũng không kiêng nể gì cả. Đồ sát bắt đầu, đột nhiên, Tiêu Phàm ngâm khẽ một tiếng, liền tại chỗ biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, đã là ở một cái tu sĩ áo đen trước người, trấn thế đồng quan hung hăng đập ở trên người hắn, tu sĩ áo đen kia liền kêu thảm cũng không kịp gọi ra. Liền bị trấn thế đồng quan đập thành huyết phụ. Nhìn thấy một màn này, không ít người lộ ra vẻ sợ hãi, có thể Tiêu Phàm lại không lý sẽ nhiều như thế. Các ngươi không phải muốn cướp ta trấn thế đồng quan sao? Không phải muốn giết ta sao? Đã như vậy, vậy ta cũng không tất yếu khách khí với các ngươi. Tiêu Phàm thân hình không hề dừng lại một chút nào, mặc dù không có luyện hóa trấn thế đồng quan. Nhưng trấn thế đồng quan lại tựa như cùng hắn có một loại kỳ lạ huyết mạch liên hệ, cầm trong tay căn bản không cần phế quá lớn khí lực. Tốc độ của hắn rất nhanh, đến mỗi một cái địa phương, liền có mấy chục cái tu sĩ bị trấn thế đồng quan đập thành huyết phụ, mảnh không gian này hoàn toàn bị huyết phụ bao phủ, hư không bên trong tràn ngập máu tanh nồng nặc chi khí. Không sai biệt lắm giữ vững được thời gian uống cạn nửa chén trà, vây công tu sĩ rốt cục sợ hãi, ai cũng không dám tiếp tục xuất thủ. Co cẳng liền hướng lấy nơi xa bỏ chạy. Trấn thế đồng quan là mạnh, bọn họ đã vừa mới dùng tới trăm đầu mệnh chứng minh, có thể vậy cũng phải có mệnh đi hưởng a. Liền Hoang Vô Cương đều không phải là Tiêu Phàm đối thủ, bọn họ những người này càng thêm không phải. Vốn cho là quần ẩu, có thể giết chết Tiêu Phàm, có thể Tiêu Phàm tốc độ, hoàn toàn để bọn hắn theo không kịp, đừng nói giết chết Tiêu Phàm, chính là đụng đều không đụng tới. Tiêu Phàm hung mãnh cùng tàn nhẫn, cũng triệt để kinh hãi những người này, ai còn dám có cướp đoạt trấn thế đồng quan tâm tư. Không tới sao, Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, bốn phía tu sĩ sớm đã vô tung vô ảnh. Có được trấn thế đồng quan nơi tay, hắn cảm giác thực lực của mình tăng cường gấp bội, trấn thế đồng quan mặc dù là ngoại lực, nhưng là làm cho tâm thần người hướng tới ngoại lực. Lấy tay vung lên, từng mai mệnh thạch từ bốn phía bay lên. Toàn bộ bị hắn thu vào, một khỏa đều không có lãng phí. Nội tâm của hắn, cũng bị trấn thế đồng quan bá đạo lực lượng làm cho sợ hết hồn, cỗ này lực lượng, nhưng hắn có loại đại đế cảnh bên trong vô địch cảm giác. Không hổ là lịch cổ 10 đại chí bảo, Tiêu Phàm trong lòng khẽ nói một tiếng, ngay sau đó ánh mắt nhìn ra xa vô trần thiên khuyết vị trí, nơi đó đã có rất nhiều người tiến vào. Bất quá Tiêu Phàm lại không nóng nảy. Lạnh lẽo con ngươi lại là nhìn về phía xa xa trong cổ lâm, lạnh giọng nói, nhìn lâu như vậy, cũng nên đi ra rồi hả? Tiêu Phàm thâm thúy con ngươi lạnh lùng hướng về trong cổ lâm, tựa như một con rắn độc đồng dạng, lộ ra một cỗ hàn ý lạnh lẽo. Lấy sức cảm nhận của hắn, đã sớm biết trong rừng cây kia có người theo dõi hắn, chỉ bất quá không biết là ai mà thôi. Nhưng cũng chính là bởi vì như vậy, Tiêu Phàm mới có thể đoán ra trong bóng tối thân phận của người kia. Phóng nhãn nhân tộc thí luyện cổ lộ, linh hồn chi lực so với hắn Tiêu Phàm cường đại, đoán chừng cũng chỉ mấy cái như vậy. Nói xong, trong cổ lâm đột nhiên đi ra một đạo áo bào trắng thân ảnh, áo bào trắng thân ảnh con ngươi lạnh như băng hướng về Tiểu Phàm, hận không thể đem Tiêu Phàm tháo thành tám khối. Bất quá,
Tiêu Phàm lại là ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái, mà là theo dõi hắn đỉnh đầu một cái ăn mặc quần cộc hoa hoàng kim hoa, trừ bỏ thánh thổ thần hoa, còn có thể là ai đây? Tiểu tử, người quả nhiên không khiến ta thất vọng, thực tìm được chấn thế đồng quan. Hoàng kim hoa cười ha ha một tiếng, một chút đều không có cảm thấy lúng túng ý nghĩa. Cười đã chưa, Tiêu Phàm cười nhạo một tiếng, tiếng cười rất lạnh. Cũng khó trách Tiêu Phàm khó chịu, vừa mới lấy được chấn thế đồng quan thời khắc, thánh thổ thần hoa rõ ràng ngay tại trong bóng tối, nhưng không có xuất thủ. Đoán chừng nó là nghĩ thăm dò thực lực của mình, nếu như những người này có thể giết chết hắn Tiêu Phàm, có lẽ càng có thể như nó mong muốn. Đối với dạng này có phần có tâm cơ thần thú, Tiêu Phàm cũng không muốn cùng hắn quá nhiều kết giao. Thánh thổ thần hoa nụ cười cứng đờ, bất quá ngoài mặt vẫn là duy trì bình tĩnh, nói, đừng quên ngươi ta chuyện hợp tác, ta chỉ cần ta đổ vật, chấn thế đồng quan về ngươi. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, nhìn chằm chằm thánh thổ thần hoa, hắn không tin chấn thế đồng quan bậc này chí bảo câu không nổi thánh thổ thần hoa tham lam dục vọng. Nhưng nó nhưng lại không giống như đang nói dối, chẳng lẽ chấn thế đồng quan bên trong đổ vật, so chấn thế đồng quan còn trọng yếu hơn. Nếu thật là như vậy, vậy hắn thật vẫn hảo hảo ước lượng một phen, có phải hay không hẳn là đem bên trong đồ vật cho nó. Nhìn thấy Tiêu Phàm không hề bị lay động, thánh thổ thần hoa thần sắc cứng lại nói, tiểu tử, ngươi sẽ không đổi ý à. Lời còn chưa dứt, thánh thổ thần hoa trên người trán phóng một cỗ sát ý lạnh như băng, hư không đều không chịu nổi nó uy áp, bắt đầu vỡ nát, trong thần thái rất có một chút uy hiếp ý nghĩa. Thánh đế cảnh, Tiêu Phàm trong lòng cảm giác nặng nề, đối thánh thổ thần hoa thực lực lại có một cái rõ ràng nhận biết. Dù là hiện tại có được chấn thế đồng quan, lại có sát lục luyện ngục nơi tay, hắn cũng không dám thực cùng thánh thổ thần hoa giao thủ, giữa hai người chênh lệch quá xa. Đồ vật có thể cho ngươi, nhưng ngươi nhất định phải dùng cái gì để đổi. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói, khóe miệng hơi hơi dương lên. Ngươi, thánh thổ thần hoa tức giận nhìn xem Tiêu Phàm. Ta lại không đổi ý, không phải sao? Tiêu Phàm cười nhạt một cái nói, chỉ bất quá nụ cười rất nhanh biến mất, thay vào đó là vô tận băng lãnh. Đồng thời, ngữ khí của hắn cũng biến thành rét lạnh lên, trước ngươi nói cùng ta hợp lực lấy được chấn thế đồng quan, có thể chấn thế đồng quan đi ra thời khắc, ngươi lại ở đâu? Bây giờ, là ta một người chiếm được chấn thế đồng quan, trong này đồ vật tự nhiên về ta, ngươi muốn, liền đem đồ vật tới đổi, nếu không... liền chiến một trận. Một chữ cuối cùng rơi xuống, Tiêu Phàm trên người cũng bộc phát ra khí tức cường đại, đồng thời sát lục luyện ngục hiện lên ở hắn chung quanh, như ẩn như hiện. Chỉ cần thánh thổ thần hoa xuất thủ, Tiêu Phàm tuyệt đối sẽ cùng nó thực liều mạng, về phần nó đổ mong muốn, đó là cùng không có khả năng cho nó. Thánh thổ thần hoa sắc mặt tái xanh, nhưng lại không biết nói gì. Vừa rồi hắn xác thực muốn cho Tiêu Phàm ăn chút thiệt thòi nhỏ. Mặc dù hắn cũng không dự định để những người này giết chết Tiêu Phàm, nhưng thờ ơ lại là thực. Là chính hắn trái với điều ước trước đây, Tiêu Phàm tự nhiên cũng sẽ không tay không đem đồ vật cho thánh thổ thần hoa. Ngươi muốn cái gì, thánh thổ thần hoa thật lâu mới biệt xuất một câu. Vậy phải xem ngươi có đồ vật gì, Tiêu Phàm cười cười. Thánh thổ thần hoa trầm tư chốc lát, xòe bàn tay ra, một vệt sáng bắn về phía Tiêu Phàm, những vật này, đủ chứ? Tiêu Phàm nắm lấy trong tay càn khôn giới nhìn lướt qua, lắc đầu nói, không đủ. Trong càn khôn giới chỉ là một chút thiên tài địa bảo, còn có một số nguyên tinh, đối với người tầm thường mà nói, giá trị bất phàm, nhưng ở Tiêu Phàm xem ra, lại không tính là gì. Chí ít, những vật này không cách nào cùng thánh thổ thần hoa đồ mong muốn sánh ngang. Tiểu tử, ngươi chớ quá mức, thánh thổ thần hoa giận dữ hét, thanh âm mang theo một loại âm ba công kích. Hư không đều trực tiếp bị chấn bể. Một bên Hoang Vô Lân cũng là cười lạnh nhìn xem Tiêu Phàm, hắn thấy, Tiêu Phàm coi như có thể đem hắn đại ca Hoang Vô Cương đánh bại, có thể nghĩ muốn dọa dẫm thánh thổ thần hoa, vẫn như cũ không đủ tư cách. Ngươi cảm thấy ta quá đáng mà nói, vậy coi như ta quá phận a. Tiêu Phàm khẽ nói, hắn một tay nắm lấy chấn thế đồng quan, linh hồn chi lực bắt đầu luyện hóa. Nguyên bản Tiêu Phàm cho rằng luyện hóa chấn thế đồng quan sẽ rất gian nan, song khi máu tươi của hắn chảy vào chấn thế đồng quan phía trên lúc, vậy mà trong nháy mắt cùng chấn thế đồng quan sinh ra một loại liên hệ vi diệu. Chỉ là để Tiêu Phàm kinh ngạc là, chấn thế đồng quan vậy mà bị hao tổn nghiêm trọng, nhìn kỹ mới phát hiện,
chấn thế đồng quan toàn thân có đông đảo rậm rạp chẳng chịt đường vân. Dù là như thế, Tiêu Phàm cũng dùng nó một đòn đánh bể đại hoang đỉnh, có thể nghĩ chấn thế đồng quan cường đại. Tiểu tử, xem như ngươi lợi hại, thánh thổ thần oa lạnh rên một tiếng, lại vung ra hai đạo lưu quang. Tiêu Phàm lấy tay một chảo, phát hiện dĩ nhiên là hai cái ngọc phù, hắn linh hồn lực lượng rót vào ngọc phù bên trong, nhưng hắn kinh ngạc chính là, hai mai này ngọc phù bên trong, dĩ nhiên là ghi lại một loại cổ thuật cùng một loại cổ pháp. Thánh côn bảo thuật, thần linh trảm thiên kiếm, Tiêu Phàm trong lòng hơi hơi ngưng tụ, hai loại cổ thuật cùng cổ pháp, hiển nhiên vượt qua dự liệu của hắn, không nghĩ tới thánh thổ thần oa như thế hào phóng. Thánh côn bảo thuật chính là một loại cổ thuật, truyền thừa từ một loại cổ lão thần thú thánh côn, mà thánh côn ở thần thú bảng xếp hạng 86 tên, còn xa xa cao hơn thánh thổ thần oa. Tiêu Phàm như thế nào cũng không nghĩ đến, thánh thổ thần oa vậy mà có được thánh côn thần thú cổ thuật, hơn nữa còn hào phóng như vậy cho mình. Một loại khác cổ pháp thần linh trảm thiên kiếm, càng là để Tiêu Phàm mừng rỡ không thôi, bởi vì đây là một loại linh hồn công kích chi pháp, linh hồn thi triển kiếm thuật, uy lực của nó càng là hung mãnh dị thường, có thể trực trảm linh hồn. Hai loại cổ thuật cùng cổ pháp giá trị, hoàn toàn không kém gì hai kiện thánh đế pháp bảo. Hắn cũng biết, nếu như không đáp ứng nữa thánh thổ thần oa, đoán chừng đối phương cũng sẽ bão nổi, nếu là thật sự chiến một trận, Tiêu Phàm cũng không dám, cho nên cũng liền thấy tốt thì lấy. Vậy liền đa tạ tiền bối, Tiêu Phàm lúc này mới hài lòng cười một tiếng, đem hai cái ngọc phù bên trong tin tức rõ ràng ký trong đầu, không biết tiền bối muốn thu hồi thứ gì đây. Ngươi mở ra chấn thế đồng quan liền có thể, ta tự có biện pháp thu hồi ta đồ vật. Thánh thổ thần oa rất khó chịu nói, nếu như không phải chỉ có Tiêu Phàm mới có thể mở ra chấn thế đồng quan, hắn đã sớm động thủ. Tiêu Phàm trầm ngâm lúc này, gật đầu một cái, thở sâu nhìn xem chấn thế đồng quan, mặc dù hắn cảm giác cùng chấn thế đồng quan có một ít liên hệ vi diệu, nhưng đối với hắn cũng không là rất biết. Nhất là nội bộ không gian, Tiêu Phàm càng là chưa từng nghe nói qua. Thở sâu, Tiêu Phàm linh hồn chi lực hướng về chấn thế đồng quan nắp quan tài bao phủ tới, chuẩn bị mở ra chấn thế đồng quan. Bang chấn thế đồng quan chậm rãi mở ra, phát ra một trận ầm ầm thanh âm, vang vọng hư không. Tiêu Phàm thần sắc hết sức ngưng trọng, đối mặt chấn thế đồng quan bên trong không biết không gian, hắn nhịp tim đều bắt đầu gia tăng tốc độ. Thánh thổ thần oa cũng là ánh mắt sáng quắc hướng về chấn thế đồng quan, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ mong đợi, thân thể đều đang khẽ run lấy, không biết là kích động chỗ đến, hay là cái khác. Theo chấn thế đồng quan mở ra, không gian bốn phía đều trở nên 10 điểm không bình tĩnh, chân trời gió xoáy vân dũng, hắc lôi cuồn cuộn, ngẫu nhiên truyền đến một trận kêu rên thanh âm, kinh khủng dị thường. Từng tia huyền diệu khí tức từ chấn thế đồng quan khe hở bên trong truyền ra, đó là một loại cực kỳ già nua cùng khí tức mục nát, Tiêu Phàm không khỏi lui về phía sau một hai bước, phòng bị hướng về chấn thế đồng quan. Hô hô, làm nắp quan tài trượt ra thời khắc, từng đạo sương mù màu đen khe hở kia bên trong tuôn ra, lấy Tiêu Phàm làm trung tâm, bốn phía đột nhiên trở nên đen như mực, hơn nữa nhanh chóng hướng về bốn phía lan tràn. Đây là, Tiêu Phàm con người co rụt lại, làm cái kia sương mù màu đen bao phủ hắn thời khắc, hắn cảm giác trong cơ thể mình khí số chính đang nhanh chóng xói mòn. Không, chuẩn xác mà nói, là tức số bị loại hắc khí này cho hủ hóa. Hắc khí kia có thể hủ hóa khí số. Tiêu Phàm trong đầu trong nháy mắt toát ra hai chữ, chọc khí. Cũng chỉ có chọc khí, mới có thể ăn mòn khí số, điểm này Tiêu Phàm rất rõ ràng, hắn thức tỉnh thần thông chọc, liền có được năng lực như vậy. Chấn kinh thời khắc, Tiêu Phàm rất muốn đóng lại chấn thế đồng quan nắp quan tài. Nhưng mà lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, chỉ thấy một đạo kim sắc lưu quang từ đằng xa vọt tới, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người từ phía sau truyền đến. Muốn chết, Tiêu Phàm gầm thét một tiếng, chuẩn bị triệu hoán sát lục luyện ngục, nhưng mà nhường hắn kinh hãi là, sát lục luyện ngục căn bản triệu hoán không ra. Giờ khắc này, Tiêu Phàm sắc mặt đại biến, hắn chỗ nào vẫn không rõ, mình bị thánh thổ thần oa tính toán. Không cần uổng phí sức lực, chọc khí phía dưới, tu la tổ giới căn bản triệu hoán không đến. Thánh thổ thần oa cười lạnh nói, lộ ra một ngụm cao thấp không đều răng, hết sức dữ tợn. Nguyên lai ngươi một mực đang tính kế ta, Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng,
chẳng những không có bất luận cái gì e ngại, ngược lại khơi gợi lên một vòng cười tà. Thánh thổ thần oa không tiếp tục để ý Tiêu Phàm, nó song chảo kết ấn, ngay sau đó, bốn đạo lưu quang từ chấn thế đồng quan bên trong bắn ra, tản ra một cỗ ngập trời khí tức. Chỉ bất quá, bốn đạo quang mang xuất hiện ở chấn thế đồng quan cửa ra thời khắc, làm thế nào cũng ra không được. Tiêu Phàm nhìn thấy cái kia bốn đạo quang mang thời khắc, con người bỗng nhiên co rụt lại, trong mắt đều là không thể tưởng tượng nổi. Không đợi Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, Thánh Thổ Thần Oa một chảo đập vào Tiêu Phàm trên người, Tiêu Phàm thân thể nhanh chóng hướng về chấn thế đồng quan phóng đi, đang đến gần quá trình bên trong, thân thể của hắn vậy mà đang nhanh chóng thu nhỏ. Ngươi yên tâm, Oa gia sẽ không giết ngươi, nhưng ta muốn nhường ngươi vĩnh thế trấn áp, Tu La nhất tộc lại không truyền thừa. Thánh Thổ Thần Oa càn rỡ cười lớn. Có đúng không, ngươi bây giờ sợ là cao hứng quá sớm. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng. Nói xong, trong tay của hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện một mai hạt châu màu xám, một cỗ huyền diệu khí thế từ trên hạt châu tản ra. Thời không thiên châu, Thánh Thổ Thần Oa nụ cười trên mặt cứng đờ, ngay sau đó biến thành vẻ sợ hãi, dừng tay. Hiện tại để cho ta dừng tay, đã chậm, nghĩ tính toán ta, vậy liền để bọn họ cùng ta chôn cùng a. Tiêu Phàm cười lớn một tiếng, trực tiếp thúc giục thời không thiên châu. Bây giờ thời không thiên châu đã luyện hóa ba thành, uy lực tự nhiên không phải trước kia có thể so sánh, huống chi hắn Tiêu Phàm cũng đạt tới đại đế cảnh trung kỳ. Theo thần lực tràn vào thời không thiên châu bên trong, một cỗ khí tức mang tính chất hủy diệt từ Tiêu Phàm trên người bộc phát ra, bốn phía không gian cũng bắt đầu yên diệt. Vô luận người cỡ nào kiên cố không gian, ở thời không thiên châu trước mặt, cũng là cặn bã. Hỗn trướng, Thánh Thổ Thần Oa gầm thét. Đem hết toàn lực phung ra một chảo, chấn khai chấn thế đồng quan cửa ra cấm chế, cái này còn nhờ vào Tiêu Phàm thân thể tiến nhập trong đó duyên cớ. Ở nó toàn lực công kích đến, tầng kia cấm chế phá mở, ba đạo lưu quang bị hắn bắt đi ra, lại còn có một đạo bị Tiêu Phàm nắm trong tay. Cái ngũ hành thần hoa, đáng tiếc, người ngũ hành không được đầy đủ, nhất định nhường ngươi thất vọng rồi. Tiêu Phàm cười lớn một tiếng. Một tay dắt lấy trong đó một đạo quang mang đầu nhập vào chấn thế đồng quan. Oanh, theo Tiêu Phàm tiến vào chấn thế đồng quan bên trong, nắp quan tài cũng ầm ầm đóng cửa, bốn phía hắc khí quay cuồng, hóa thành một vòng xoáy khổng lồ, đem chấn thế đồng quan hút vào. Thánh Thổ Thần Hoa sắc mặt khó coi, hướng về trong tay ba đạo lưu quang, thân thể đều đang rung động lấy. Nếu như tử tế quan sát, sẽ phát hiện, ba đạo này lưu quang không đặc biệt. Cũng là ba cái hoàng kim hoa, chỉ là thần lực trên người chấn động có chút khác biệt mà thôi. Tiêu Phàm ở nhìn thấy bốn đạo lưu quang thời khắc, cũng đã đoán ra, cái này Thánh Thổ Thần Hoa, vốn phải là thần thú bảng xếp hạng bài danh hạng 21 ngũ hành thần hoa. Ngũ hành thần hoa, chính là thiên sinh đầy đủ thuộc tính ngũ hành, có được 5 cái thân thể, thực lực cực kỳ cường đại. Chỉ bất quá ngũ hành tách rời, trừ bỏ Thánh Thổ chi thân bị vây ở sát lục luyện ngục bên ngoài. Mặt khác bốn cỗ thân thể đều bị phong ấn ở chấn thế đồng quan. Nguyên bản nó muốn lợi dụng Tiêu Phàm đoạt lại bản thân bốn cỗ thân thể, thực lực chắc chắn trở lại đỉnh cao nhất. Nhưng nó vẫn như cũ đánh giá thấp Tiêu Phàm thực lực, nhất là Tiêu Phàm trong tay thời không thiên châu, cuối cùng tan vỡ hắn kế hoạch. Mặc dù bây giờ có bốn cỗ thân thể, nhưng chỉ cần cái kia một thân thể không có quy vị, thực lực của nó vĩnh viễn cũng không khả năng trở lại đỉnh phong. Đừng nói Tiêu Phàm bây giờ bị vây ở chấn thế đồng quan bên trong, căn bản là không có cách đi ra, coi như Tiêu Phàm có thể đi ra, đoán chừng cũng không khả năng đem cái kia cuối cùng một thân thể giao cho nó. Nghĩ vậy, Thánh Thổ Thần Hoa nheo mắt, trên mặt lộ ra nồng nặc hối hận, run giọng nói, tiểu tử này có tài đức gì, để Tu La tộc lão đầu coi trọng như thế, đem vật kia truyền thừa cho tiểu tử này thì cũng thôi đi, lại còn nhường hắn cũng coi trọng như thế. Trong miệng nó hắn. Nói dĩ nhiên chính là thời không thiên châu chủ nhân. Thánh Thổ Thần Hoa rất rõ ràng, lịch cổ 10 đại chí bảo, cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể sử dụng, cho nên dù là chấn thế đồng quan bày ở nó trước mắt, nó cũng căn bản không động tâm. Chính là bởi vì như vậy, nó mới như thế không bình tĩnh, chấn thế đồng quan chủ nhân coi trọng Tiêu Phàm thì cũng thôi đi, thời không thiên châu chủ nhân, vì sao cũng phải nhìn nặng Tiêu Phàm đây? Ha ha, Tiêu Phàm rốt cục chết rồi. Chúc mừng Oa gia. Hoàng Vô Lân nhìn thấy Tiêu Phàm biến mất, lập tức càn rỡ cười ha hả. Lan,
Thánh thổ thần oa nổi giận gầm lên một tiếng, một chảo vung ra, hóa thành một đạo thủ ấn, trọng trọng đập vào Hoang Vô Lân trên mặt. Hoang Vô Lân nụ cười cứng đờ, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, vẻ mặt buồn bực nhìn xem thánh thổ thần oa, hắn không biết mình đến cùng nói sai rồi cái gì. Ta không liền đập cái mông ngựa sao, lại không đắc tội ngươi, huống hồ Tiêu Phàm chết rồi, đúng là đáng giá cao hứng sự tình a. Khi hắn lấy lại tinh thần thời khắc, lúc này mới phát hiện, thánh thổ thần oa đã không biết tung tích. Ngốc trệ chỉ chốc lát sau, Hoang Vô Lân lập tức lại hôi tay múa chân, càng là nhịn không được cười to nói, ha ha, ta rốt cục tự do, hôm nay thật đúng là xong hỷ lâm môn. Lại nói Tiêu Phàm bị thánh thổ thần oa đánh vào trấn thế đồng quan bên trong, một sát na kia, hắn ra sức thúc dục thời không thiên châu trấn thương thánh thổ thần oa bốn cỗ thân thể. Đồng thời, ở thời khắc mấu chốt bắt được thánh thổ thần oa trong đó một thân thể, ngay sau đó, trấn thế đồng quan khép kín, bốn phía trở nên đen kịt hết sức. Hắn mặc dù cùng trấn thế đồng quan sinh ra một tia liên hệ vi diệu, nhưng cũng không có chân chính luyện hóa, tự nhiên không thể tùy ý điều khiển trấn thế đồng quan. Bởi vậy, bị oanh vào trấn thế đồng quan một sát na kia, Tiêu Phàm trong lòng dù sao cũng hơi khẩn trương. Nhất là hắn thôi động thời không thiên châu, cơ hồ đã tiêu hao hết tự thân tất cả thần lực. Không nghĩ tới thánh thổ thần oa cũng chỉ là ngũ hành thần oa một bộ phân thân, một lần này bị nó hại chết. Tiêu Phàm sắc mặt ngưng tụ, lộ ra một tia hận sắc. Bất quá rất nhanh hắn liền bình tĩnh trở lại, bây giờ bị vây ở trấn thế đồng quan bên trong, việc cấp bách là muốn nghĩ đến biện pháp rời đi nơi này. Về phần thánh thổ thần oa cừu hận, Tiêu Phàm tạm thời cũng không đoái hoài tới, dù là thánh thổ thần oa đứng ở trước mặt hắn, hắn cũng không khả năng giết chết được thánh thổ thần oa. Huống chi thánh thổ thần oa còn chiếm được mặt khác ba bộ thân thể, nếu như dung hợp, thực lực tất nhiên sẽ bạo tăng vô số lần. Cũng may ta có chút dự kiến trước, bắt được hắn một thân thể. Tiêu Phàm hướng về trong tay một vệt kim quang trầm ngâm nói. Nơi này một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy năm ngón, chỉ có thể dùng linh hồn chi lực bắt. Thở sâu, Tiêu Phàm cưỡng ép bình tĩnh trở lại, cầm trong tay quang đoàn trực tiếp ném vào thể nội thế giới bên trong, lúc này mới bắt đầu đánh giá bốn phía tất cả. Nhưng mà, để Tiêu Phàm kinh ngạc chính là, bốn phía trừ bỏ hắc ám, không có cái gì, tựa như đi tới thời không cuối cùng. Nhìn thấy loại tình huống này, Tiêu Phàm cũng trợn tròn mắt, trấn thế đồng quan nhìn qua 10 điểm nhỏ bé, lại không nghĩ rằng mênh mông như vậy, nhất định chính là giống như một vũ trụ. Vũ trụ, Tiêu Phàm con người co rụt lại, âm thầm trầm ngâm, đây sẽ không là thật sao? Nếu như là thực, một thân làm lịch cổ 10 đại chí bảo trấn thế đồng quan, vậy cũng thật là đáng sợ. Tiêu Phàm vội vàng ở tu la truyền thừa bên trong tìm kiếm một chút liên quan tới trấn thế đồng quan ghi chép, có thể để hắn thất vọng là, trong truyền thừa căn bản không có trấn thế đồng quan bất kỳ tin tức gì. Hắn biết rõ, hẳn là thực lực của mình quá thấp, vẫn chưa giải phong những tin tức kia. Không được, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, thể nội khí số chính đang nhanh chóng xói mòn, cứ tiếp như thế, không bao lâu ta liền sẽ chết ở chỗ này. Tiêu Phàm trong đầu hiện lên nguyên một đám suy nghĩ, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Hơn nữa, mặc cho hắn làm sao ngăn cản, thể nội khí số như trước đang không khô mất, căn bản không dừng được. Đúng rồi, đây đều là chọc khí, chỉ là so với lúc trước chọc khí càng đáng sợ hơn mà thôi, ta có được thần thông chọc, hơn nữa đã từng tiểu thiên địa cũng đồng dạng có thể thôn vệ chọc khí, bây giờ tiểu thiên địa sớm đã lột xác thành thế giới, hẳn là cũng có thể hấp thu những cái này chọc khí a. Tiêu Phàm linh quang lóe lên, cũng không có tiếp tục ngăn cản khí số sói mòn, hắn thể nội thế giới bên trong nhưng còn có lấy 49 cỗ thần thi, bên trong tràn ngập cửu u chi khí. Lấy Tiêu Phàm luyện hóa khí số tốc độ, khẳng định có thể bổ sung khí số sói mòn. Dám thôn phệ ta khí số, vậy ta cũng thôn phệ ngươi chọc khí. Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng. Nói xong, hắn mở ra miệng to như chậu máu, một cỗ to lớn hấp lực sinh ra. Ngay sau đó bắt đầu điên cuồng thôn vệ chung quanh hắc sắc khí thể. Những cái này sương mù màu đen rất nồng nặc, cũng ẩn chứa rất mạnh tính ăn mòn, đừng nói đại đế cảnh, chính là thánh đế cảnh, cũng chưa chắc có thể thời gian dài chống đỡ được. Nhưng Tiêu Phàm nghiến răng nghiến lợi kiên trì, theo những cái này sương mù màu đen xông vào thể nội, Tiêu Phàm kinh ngạc phát hiện, khí số biến mất tốc độ nhanh hơn. Hơn nữa,
nhục thể của hắn cũng đang chậm rãi ăn mòn, quả nhiên là cực kỳ quỷ dị. Không đúng, đây không phải là chọc khí. Tiêu Phàm mãnh kinh, trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Nếu như chỉ là chọc khí mà nói, hắn hoàn toàn có thể dùng thế giới đến hấp thu, thế giới một dạng đều đang trưởng thành bên trong, ngũ chọc chi khí không chỉ có không thể hủy diệt, ngược lại sẽ tăng tốc nó phát triển. Nhưng là, bốn phía những cái này sương mù màu đen, làm dung nhập thế giới bên trong một sát na kia, vậy mà bắt đầu hủ hóa cái thế giới này, tựa như muốn đem Tiêu Phàm thế giới hóa thành hư vô. Tiêu Phàm dọa đến kinh hồn táng đảm, bị loại này sương mù màu đen dọa cho phát sợ. Ngũ hành thần hoa bốn cỗ thân thể ở trong này bên cạnh ngốc vô số tuế nguyệt đều không có hủy đi, khẳng định có chống cự loại khí thể này phương pháp. Tiêu Phàm trầm giọng nói, chậm rãi bình tĩnh trở lại. Lúc này, hắn không thể loạn, một khi lòng rối loạn, vậy liền khoảng cách tử vong không xa. Lúc này, trong đầu của hắn trong nháy mắt toát ra mấy chữ, ngũ hành. Cái kia ngũ hành thần hoa trừ bỏ thánh thổ chi thân bên ngoài. Ngoài ra còn có bốn cỗ thân thể bị phong ấn ở nơi này, mặc dù thiếu thổ hành thuộc tính, nhưng ngũ hành thế nhưng là tương sinh tương khắc, bởi vậy, bốn bộ này thân thể có thể là dựa vào ngũ hành chi lực ngăn trở chấn thế đồng quan bên trong lực lượng. Thế nhưng là, hắn căn bản không có lĩnh ngộ ngũ hành chi lực, lại làm sao có thể chống đỡ được hắc sắc khí thể đây? Ngũ hành chi lực ta không có, nhưng ta lĩnh ngộ thời không chi lực a, thời không chi lực cũng không thể so ngũ hành chi lực yếu a. Tiêu Phàm trong tối thầm nghĩ. Chỉ một thoáng, Tiêu Phàm trên người lấp lóe lấy thời không lực lượng, đương nhiên, cái này vẫn như cũ chỉ là thế giới chi lực. Tiêu Phàm cảm ứng một lần, phát hiện cái này thời không thế giới lực lượng, vẻn vẹn chỉ là giảm bớt khí số tan rã, cũng không hề hoàn toàn dừng lại. Giờ khắc này, Tiêu Phàm thật sự có chút hoảng, vì sao thời không chi lực cũng không có ý nghĩa đây? Cái này ngũ hành chi lực, tuyệt đối không phải thông thường thế giới chi lực. Khẳng định vượt qua thế giới chi lực. Tiêu Phàm thở sâu, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Liền tựa như thời không pháp tắc, mặc dù có thời điểm cũng nói là thời không chi lực, nhưng là vĩnh viễn không có khả năng cùng thời không thế giới lực lượng so sánh. Vội vàng thời khắc, Tiêu Phàm đành phải đem thời không thiên châu lấy ra, chống đối lực lượng quỷ dị kia, đây cơ hồ là trên người hắn cường đại nhất lá bài tẩy. Trừ cái đó ra, cũng chỉ có bạch sắc thạch đầu. Thời không thiên châu lấy ra một sát na kia, lập tức lấp lóe lấy hào quang nhỏ yếu, màn sáng mặc dù rất suy yếu, nhưng lại đem chung quanh trong vòng 10 trượng sương mù màu đen ngăn cản bên ngoài. Hơn nữa, không gian chung quanh cũng biến thành thanh minh. Cũng chính là bởi vì như vậy, Tiêu Phàm mới hết sức kinh hãi, chỉ thấy chung quanh một mảnh trống rỗng, không có cái gì. Xuyên thấu qua hào quang nhỏ yếu, Tiêu Phàm nhìn thấy cuồn cuộn sương mù màu đen đang không ngừng tràn ngập. Tựa như muốn xông ra thời không thiên châu quang mang ngăn cản. Tiêu Phàm ngắm nhìn cái kia sương mù màu đen, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, không khỏi trợn to hai mắt, run giọng nói, không thể nào, chẳng lẽ, đây quả thật là trong truyền thuyết vô cực chi khí. Vô cực chi khí, đây chính là mạnh mẽ nhất mấy loại nguyên khí một trong A, dù là thánh đế cảnh tu sĩ, cũng không dám tùy tiện hấp thu, so với cửu u chi khí còn muốn bá đạo vô số lần. Cái gì gọi là vô cực? Tiêu Phàm có lẽ không biết, nhưng là hắn rõ ràng, phàm là đụng tới vô cực chi khí đổ vật, cuối cùng đều sẽ hóa thành hư ảo, cuối cùng cái gì cũng không biết lưu lại. Tê nhận ra vô cực chi khí, Tiêu Phàm cũng nhịn không được nữa, hít một hơi lạnh. Cũng khó trách Tiêu Phàm khiếp sợ như vậy, vô cực chi khí, đây chính là thế gian nhất chưa có mấy loại nguyên khí a. Đừng nói hắn một cái đại đế cảnh, chính là thánh đế cảnh cũng không hấp thu được, càng thêm ngăn cản không nổi. Không bao lâu, liền sẽ đem người hóa thành hư ảo. Thậm chí có nghe đồn, nếu là có thật nhiều vô cực chi khí, hoàn toàn có thể đem thái cổ thần giới cho dung hợp tiêu vong, liền cặn bã cũng sẽ không còn lại. Có thể nghĩ vô cực chi khí khủng bố, nhưng mà, chấn thế đồng quan bên trong, lại khắp nơi đều là loại này bá đạo mà huyền diệu vô cực chi khí. Tiêu Phàm nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Hồi lâu, Tiêu Phàm lúc này mới bình tĩnh trở lại, trầm ngâm nói, bằng vào ngũ hành thần hoa nhục thân, hẳn là không thể nào ngăn trở vô cực chi khí, thứ tư cỗ thân thể có thể còn sống xuống tới, hẳn là có nguyên nhân khác. Chỉ ít, ở Tiêu Phàm xem ra, dù là ngũ hành chi lực, cũng không khả năng hoàn toàn chống đối nhiều như vậy vô cực chi khí.
qua trên trăm vạn năm luyện hóa, đừng nói thần thú bảng xếp hạng thứ 21 ngũ hành thần hoa, chính là 10 vị trí đầu thần thú, có thể chưa chắc có thể kiên trì được. Bất quá, Tiêu Phàm lại nghĩ tới một vấn đề khác, kia liền là ngũ hành thần hoa bốn cỗ thân thể sở dĩ có thể còn sống sót, cũng có khả năng cùng chấn thế đồng quan hư hao có quan hệ. Nhìn qua cái kia lăn lộn vô cực chi khí, Tiêu Phàm cười khổ một hồi, bản thân thật vẫn bất lực, bây giờ cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở thời không Thiên Châu. Để cho hắn buồn bực là, cái này vô cực chi khí mặc dù không kém gì cửu u chi khí, nhưng lại căn bản là không có cách hấp thu. Bằng không mà nói, nếu là hấp thu những cái này vô cực chi khí, hắn tu vi tuyệt đối có thể tiến thêm một tầng lầu. Không biết vô tận chiến huyết, có thể hay không cảm ứng chấn thế đồng quan, trước rời đi nơi rách nát này lại nói. Tiêu Phàm bình phục một lần suy nghĩ, chậm rãi vận chuyển vô tận chiến huyết. Lưu lại nơi này cuối cùng không phải là một biện pháp, ai biết ngoại giới xảy ra chuyện gì, nếu là Bắc Thần tinh hồn bọn họ ứng phó Nam Cung Tiêu Tiêu mấy người liền phiền toái. Ân, Tiêu Phàm vừa mới điều động vô tận chiến huyết, đột nhiên thần sắc cứng lại. Chỉ thấy bốn phía vô cực chi khí đột nhiên càng thêm mãnh liệt lên, bất quá quỷ dị lại là hướng về hai bên bay tới, trung ương nhường ra một con đường. Tiêu Phàm nhíu mày, trong lòng của hắn có loại cực kỳ cảm giác phi diệu, tựa như có đồ vật gì đang triệu hoán hắn một dạng. Thậm chí, hắn đối mảnh không gian này đều có một loại cảm giác quen thuộc, không biết lúc nào đã từng tới nơi này. Tiêu Phàm trầm ngâm lúc này, chậm rãi phóng ra bước chân, thời không Thiên Châu nắm trong tay, hướng về trong hư vô đi đến. Nếu là người khác nhìn thấy, Tiêu Phàm vậy mà dùng thời không Thiên Châu tới làm chiếu sáng, đoán chừng đều sẽ buồn bực thổ huyết, người so với người thực không phải bình thường tức chết người. Chỉ bất quá Tiêu Phàm lại không quan tâm những cái này, chỉ cần có thể giữ được tính mạng, đừng nói dùng thời không Thiên Châu chiếu sáng rồi, chính là hủy thời không Thiên Châu, hắn cũng sẽ không có mảy may do dự. Tiêu Phàm hành tẩu ở bóng tối vô tận bên trong, thời không Thiên Châu chính là duy nhất quang minh, bốn phía vô cực chi khí mặc dù đang lăn lộn, nhưng không có bất kỳ thanh âm gì, hoàn toàn tĩnh mịch. Tiêu Phàm có loại cảm giác kỳ lạ, tựa như mảnh này trong bóng tối, căn bản không có thời gian và không gian tồn tại. Hắn cảm giác không thấy thời gian trôi qua, cũng không lãnh hội được không gian ngạt thở, trong thế giới này, chỉ có chính hắn. Điều này cũng làm cho Tiêu Phàm đối chấn thế đồng quan lại có một cái rõ ràng nhận biết, rõ ràng nhìn qua chỉ là một kiện dài một trượng đồ vật, có thể bên trong tự nhiên ẩn chứa một cái mênh mông như vậy thế giới. Không biết được đi được bao lâu, Tiêu Phàm đã quên đi thời gian, có lẽ đi qua một năm, có lẽ đi qua mấy chục năm, cũng có khả năng chỉ là đi qua trong nháy mắt. Dưới chân hắn hư vô lan tràn hướng về phía trước, hai bên dũng động vô cực chi khí, tựa như không có cuối cùng một dạng. Đây phảng phất là một đầu vĩnh viễn cũng đi không đến cuối đường, Tiêu Phàm cũng có loại ảo giác, cảm giác mình một mực dậm chân tại chỗ. Bất quá, Tiêu Phàm không nghĩ tới từ bỏ, bởi vì theo thời gian trôi qua, trong lòng của hắn cái chủng loại kia triệu hoán cảm giác của hắn càng rõ ràng, liền tựa như người xa quê trở về nhà một dạng. Sau một hồi lâu, cái kia bóng tối cuối cùng, xuất hiện một đạo huyết kim sắc ánh sáng, Tiêu Phàm thấy thế, bước chân bỗng tăng tốc. Dù vậy, Tiêu Phàm cũng chạy trốn hồi lâu, lúc này mới đi tới huyết kim sắc trước mặt, để Tiêu Phàm kinh hãi là, điểm sáng không đặc biệt, mà là một bộ to lớn huyết kim sắc quan tài. Đứng ở đó huyết kim sắc quan tài trước mặt, Tiêu Phàm lộ ra 10 điểm nhỏ bé, bất quá, hắn lại cảm nhận được một cỗ cực kỳ khí tức quen thuộc. Huyết U Minh, Tiêu Phàm con ngươi co rụt lại. Tiêu Phàm thế nhưng là trải qua huyết U Minh người, trước mắt cỗ này huyết kim sắc quan tài tán phát khí tức. Cùng trong truyền thuyết huyết U Minh khí tức cơ hồ giống như đúc. Chẳng lẽ huyết U Minh cùng Tu La tộc có quan hệ? Tiêu Phàm trong đầu toát ra một cái to gan ý nghĩ, trong lòng cũng không khỏi trở nên ngưng trọng lên, thái cổ thần giới cất ở đây quá nhiều bí mật, lấy hắn bây giờ tu vi, lại là liền biết đến tư cách đều không có. Dưới chân hắn một điểm, trong nháy mắt xuất hiện ở huyết kim sắc quan tài giáp danh, chỉ một thoáng. Tiêu Phàm con ngươi trong nháy mắt bị phía trước một màn cho khiếp sợ đến. Chỉ thấy huyết kim sắc quan tài một phương khác, vậy mà trưng bày đông đảo thật nhỏ huyết sắc quan tài, bên trên còn hiện đầy phù văn thần bí, tựa như tại triều bái huyết kim sắc quan tài một dạng. Nhìn thấy những cái này huyết sắc quan tài, Tiêu Phàm trong đầu trong nháy mắt toát ra mấy chữ, khi thiên huyết quan.
nhiều như vậy khi thiên huyết quan, cũng khó trách Tiêu Phàm khiếp sợ như vậy, phải biết, khi thiên huyết quan bình thường thế nhưng là một bộ khó cầu a, mà ở trong đó, lại là nhiều đến mấy ngàn phó. Thô sơ giản lược nhìn lướt qua, khi thiên huyết quan vậy mà nhiều đến 3.000 phó nhiều. Không đúng, trước đó những cái kia khi thiên huyết quan, cùng những cái này khi thiên huyết quan so sánh, như có chút khác biệt. Tiêu Phàm trong mắt hiện lên một vòng tinh quang. Ngay sau đó thân hình nhảy lên, đi tới một bộ khi thiên huyết quan một bên, tử tế quan sát một phen, lại lấy ra trước đó lấy được khi thiên huyết quan so sánh một lần. Quả nhiên khác nhau, phía trước khi thiên huyết quan ít một chút thần văn, mà thiếu hụt những cái này thần văn, vừa vặn có được che giấu khí tức tác dụng, nói cách khác, nơi này mới thật sự là khi thiên huyết quan. Tiêu Phàm thở sâu, nội tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh. 3.000 cỗ khi thiên huyết quan a, đây nếu là bị ngoại giới người biết rõ, đoán chừng những cái kia cổ cương đại gia tộc đều muốn tránh phá đầu. Dù sao, những cái này khi thiên huyết quan cũng không phải Bích Lạc Hoàng Tuyền những cái kia giả có thể so sánh. Tiêu Phàm đại khái cũng minh bạch Bích Lạc Hoàng Tuyền những cái kia giả khi thiên huyết quan tác dụng, có lẽ chỉ là dùng để liên thông cửu u địa ngục, rút ra cửu u địa ngục cửu u chi khí, mà không phải thật dùng để phục sinh huyết quan bên trong thi thể. Bích Lạc Hoàng Tuyền thủ đoạn, ở trước mặt Tu La tộc, căn bản chính là tiểu hài tử đồ chơi a. Tiêu Phàm từ trong thâm tâm cảm thán nói, hắn cũng bị Tu La tộc tác phẩm lớn này cho khiếp sợ đến. Chỉ bất quá, nhìn xem mấy ngàn phó khi thiên huyết quan, Tiêu Phàm trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao, cũng may vô cực chi khí không cách nào tới gần nơi này. Trầm ngâm chốc lát, Tiêu Phàm ánh mắt rơi vào lớn nhất cái kia một bộ huyết kim sắc quan tài phía trên, chính là bộ kia quan tài, cho hắn một loại 10 điểm cảm giác thân thiết. Không biết bên trong đến cùng có cái gì, Tiêu Phàm híp híp hai mắt, chậm rãi đi tới. Loại này cảm giác thân thiết, để Tiêu Phàm cảm thấy 10 điểm quái dị, lần trước ở huyết u minh nhìn thấy những cái kia quan tài, hắn cũng có loại này cảm giác vô hình. Loại cảm giác này, để Tiêu Phàm có chút không rõ chột dạ. Bất quá, tu luyện tới bây giờ, Tiêu Phàm đã sớm trải qua vô số huyết phũ, tâm trí lại là cực kỳ kiên định, bởi vậy rất nhanh liền bình tĩnh lại. Không bao lâu, Tiêu Phàm làm một cái quyết định, chuẩn bị mở ra huyết kim sắc quan tài, xem xét rốt cuộc, đến cùng bên trong thần thi, có phải hay không còn sống. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm bàn tay hướng về to lớn huyết kim sắc quan tài xóa đi. Tự tiện xông vào Tu La cấm vực giả, chết. Đột nhiên, một tiếng quát chói tai quanh quẩn hư không, giống như xuyên việt vạn cổ tuế nguyệt mà đến, chấn động đến Tiêu Phàm màng nhĩ không ngừng chấn động một cái. Đồng thời thấy lạnh cả người từ phía sau hắn dâng lên. Hồng hộc, một đạo tiếng xé gió vang lên, từ khía cạnh nổi giận chém mà đến, Tiêu Phàm sắc mặt biến hóa, vội vàng thu về bàn tay, nhanh chóng hướng phía sau thối lui. Dù là chỉ cần lại chậm một chút, Tiêu Phàm cánh tay tuyệt đối sẽ bị chém đứt. Lui ra phía sau mấy trăm trượng, Tiêu Phàm rơi vào huyết kim sắc quan tài một đầu khác, lạnh lùng hướng về vừa mới xuất thủ phương hướng. Chỉ một thoáng, Tiêu Phàm con người hơi hơi ngưng tụ, nhưng hắn kinh hãi là, ở hắn đối mặt, đứng dĩ nhiên là một cái toàn thân hiện lên kim sắc Tu La. Thân hình đạt đến hơn một trượng, người khoác chiến giáp, cầm trong tay huyết đao, cõng ở sau lưng một chuôi cự kiếm, cùng lớn lên nô, tạo hình mặc dù quái dị, nhưng trên người tán phát khí tức, lại là để Tiêu Phàm đều cảm thấy sợ hãi. Đại đế cảnh sao, Tiêu Phàm trong lòng cảm giác nặng nề, tĩnh mịch âm thầm lắc đầu. Trên người tán phát khí tức, tuyệt đối không phải đại đế cảnh, chí ít cũng đạt tới thánh đế. Hơn nữa, hắn toàn thân hiện lên kim sắc, đây mới thật là kim Tu La, mà không phải tu luyện Tu La cửu biến cùng Tu La tộc bất diệt kim thân nguyên nhân. Thánh đế cảnh kim Tu La, Tiêu Phàm thở sâu. Chiếu Tu La truyền thừa bên trong tin tức miêu tả, thân thể có màu vàng kim nhạt kim Tu La, mới là đại đế cảnh, mà toàn thân hiện lên màu vàng kim, thì là thánh đế cảnh. Hiển nhiên, trước mắt tôn này Kim Tu La, chính là chân chính thánh đế cảnh cường giả. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm thân hình trong nháy mắt phát sinh biến hóa, cũng đồng dạng biến thành Tu La chi thể. Lấy hắn thực lực, tuyệt không có khả năng là đối diện Kim Tu La đối thủ, bởi vậy, hắn chỉ có thể biến thành Tu La chi thể, chỉ hy vọng Kim Tu La xem ở cùng là Tu La tộc phân thượng, không muốn ra tay với hắn. Đương nhiên, nếu như đối phương quả thực là muốn liều mạng với hắn mà nói, Tiêu Phàm cũng chỉ có thể liều.
để Tiêu Phàm ngoài ý muốn là, Kim Tu La cặp kia con mắt màu vàng óng chuyển động mấy lần, không ngừng đánh giá Tiêu Phàm, lại là không có động thủ. Tiêu Phàm đứng ở đó, cũng không dám vọng động, thể nội vô tận chiến huyết sôi trào, tùy thời làm xong xuất thủ chuẩn bị. Nhưng mà, sau một khắc, để Tiêu Phàm mắt trợn tròn sự tình đã xảy ra. Chỉ thấy cái kia Kim Tu La đột nhiên cầm trong tay huyết đao vượt qua ở bên hông, tiến lên một bước, quỳ một chân không chung, nói, thần ma vệ chi thần vệ doanh trận thứ 6 soái thần phong bái kiến tộc trưởng, thuộc hạ phạm thượng, tội đáng chết vạn lần. Hùng hồn ngang ngược thanh âm, vang vọng thật lâu trong hư không. Tiêu Phàm nhìn thấy một màn này, trực tiếp ngốc trệ tại nguyên chỗ, hắn vốn cho là Kim Tu La đã làm xong động thủ chuẩn bị, có thể nơi nào sẽ nghĩ đến Kim Tu La đột nhiên quỳ xuống. Nếu như không phải tận mắt thấy, Tiêu Phàm tuyệt đối sẽ không tin tưởng, đường đường thánh đế cảnh cường giả, vậy mà lại quỳ ở trước mặt mình. Nghĩ vậy, hắn cũng không nhịn được trong bóng tối bóp bản thân một cái, phát hiện đau đớn mới biết được, tất cả những thứ này không phải đang nằm mơ. Ngươi nhận ta tộc trưởng này, Tiêu Phàm hít sâu mấy khẩu khí, đều khó mà bình phục suy nghĩ. Có được vô tận chiến huyết người, liền là tộc trưởng, thuộc hạ thân làm thần ma vệ chiến soái. Đời đời vì tộc trưởng tận trung tận trách. Kim Tu La thần phong cung kính bái nói. Vừa rồi hắn không cảm nhận được Tiêu Phàm thể nội vô tận chiến huyết, nghĩ lầm Tiêu Phàm mạo phạm cấm vực, cho nên mới xuất thủ. Tiêu Phàm nghe vậy, gật đầu một cái, nói, đứng lên đi. Một cái thánh đế cảnh tu sĩ cho hắn quỳ xuống, đây chính là buông xuống tôn nghiêm cùng ngông nghênh, Tiêu Phàm đương nhiên sẽ không hoài nghi hắn, cũng không cái gì có thể hoài nghi. Cái này thần phong nếu là muốn giết hắn, căn bản không cần phiền toái như vậy. Thuộc hạ không dám, còn mời tộc trưởng trách phạt, thần phong cũng không có đứng dậy, vừa mới hắn đánh lén Tiêu Phàm sự tình, cũng không thể cứ tính như vậy. Ta lấy mệnh lệnh của tộc trưởng, nhường ngươi lên, Tiêu Phàm ngữ khí trầm xuống, ngươi nếu muốn tha tội, liền trả lời ta một vài vấn đề a. Là, tộc trưởng, thần phong không dám ngỗ nghịch Tiêu Phàm mệnh lệnh. Loại này kiên quyết tuân theo ra lệnh thái độ dường như đến từ hắn thực chất bên trong. Tiêu Phàm đánh giá bốn phía, bình phục một lần suy nghĩ, lúc này mới hỏi, người nói nơi này là Tu La cấm vực, thần ma vệ lại là có ý gì? Tu La cấm vực, chính là Tu La tộc thần ma vệ bế quan địa phương, thần ma vệ thì là Tu La tộc tộc trưởng cấm vệ, chia làm thần vệ doanh cùng ma vệ doanh, tổng cộng có được 12 đại chiến soái, 3.600 thần ma vệ. Thần ma vệ chỉ nghe tộc trưởng hiệu lệnh. Thần phong thần thái cung kính, một hơi hồi đáp. Hắn cũng không có bởi vì Tiêu Phàm tu vi thấp, mà xem nhẹ Tiêu Phàm, điểm này để Tiêu Phàm đều hết sức bội phục. 12 chiến soái, Tiêu Phàm trong lòng ngưng tụ, quét xa xa khi thiên huyết quan một cái, hắn lúc này mới phát hiện, bản thân còn đánh giá thấp khi thiên huyết quan số lượng. Ngay sau đó ánh mắt lại rơi vào thần phong trên người, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng tinh quang. Thần phong chỉ là thứ 12 chiến soái, nhưng tu vi cũng đã là thánh đế cảnh. Cái kia mặt khác 11 cái chiến soái, lại là cường đại dường nào đây? Ngươi bây giờ cái gì tu vi? Tiêu Phàm vẫn là không nhịn được hỏi. Bẩm báo tộc trưởng, thuộc hạ 12 chiến soái bên trong yếu nhất, thánh đế đỉnh phong. Thần phong lời ít mà ý nhiều hồi đáp. Tê Tiêu Phàm nội tâm hít một hơi lạnh, nhưng mặt ngoài lại là ra vẻ trấn định. Cũng khó trách Tiêu Phàm khiếp sợ như vậy, phải biết, yếu nhất thần phong chiến soái, dĩ nhiên là thánh đế cảnh đỉnh phong, cái kia mặt khác 12 cái chiến soái, đi không phải khả năng vượt qua thánh đế cảnh. Nếu là có thể mang theo thần ma vệ ra ngoài, Tiêu Phàm có sợ gì nhân tộc 3.000 vực thế lực? Người cũng đã biết rời đi Tu La cấm vực phương pháp. Mặt khác, các người có thể cùng ta rời đi. Tiêu Phàm lại hỏi, hắn hiện tại đã khẩn cấp nghĩ đến rời đi cái địa phương quỷ quái này. Bẩm báo tộc trưởng luyện hóa chấn thế đồng quan, liền có thể rời đi Tu La cấm vực liền ở chấn thế đồng quan. Thần phong như thực nói ra. Tiêu Phàm bĩu môi, vẻ mặt phiền muộn, thầm nói, tiểu gia nếu là có biện pháp luyện hóa chấn thế đồng quan, cũng không cần lưu tại cái địa phương quỷ quái này lâu như vậy. Thần phong lại là không biết Tiêu Phàm tâm tư, tiếp tục nói, thần ma vệ trừ bỏ thuộc hạ trở về một sợi hồn phách bên ngoài. Những người khác hồn phách chưa từng trở về, hơn nữa, thuộc hạ cũng phải trấn thủ huyết kim quan, trong thời gian ngắn không cách nào rời đi, còn mời tộc trưởng tha tội. Huyết kim quan, Tiêu Phàm trên mặt lộ ra vẻ thất vọng,
ngay sau đó ánh mắt chuyển hướng huyết kim quan, nghi ngờ nói, huyết kim quan bên trong táng chính là ai? Tiêu Phàm đã sớm muốn hỏi, trong này một mực cho hắn một loại 10 điểm cảm giác thân thiết. Chỉ là hắn cũng biết, cái này thần phong chức trách chính là thủ hộ huyết kim quan, đoán chừng cũng sẽ không dễ dàng nhường hắn mở ra, dù cho hắn là tộc trưởng. Nhìn thấy thần phong trên mặt lộ ra vẻ khó xử, Tiêu Phàm lại nói, có cái gì không thể nói sao? Thần phong cho Tiêu Phàm ấn tượng là gọn gàng, nhưng bây giờ, lại là do dự dự, Tiêu Phàm không khỏi nhíu mày. Thứ gì, là hắn cái này tu la tộc tộc trưởng đều không thể biết đây. Ngươi nếu không nói, kia bản tộc trưởng liền mở ra nhìn xem. Tiêu Phàm một bước tiến lên, ngữ khí cũng biến thành sắc bén lên. Tộc trưởng, thần phong lách mình xuất hiện ở trước mặt Tiêu Phàm, cúi đầu ngăn lại Tiêu Phàm đường đi nói, còn mời tộc trưởng tha tội, không muốn mạo phạm tổ cốt. Tổ cốt, Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, kinh ngạc nhìn dưới chân to lớn huyết kim quan vật liệu, ngươi là nói. Cái này huyết kim quan bên trong, táng lấy chính là ta tu la tộc một vị nào đó lão tổ hài cốt. Cũng khó trách Tiêu Phàm kinh ngạc như thế, tu la tổ lão tổ A, vậy ít nhất cũng là trăm vạn năm trước nhân vật tuyệt đỉnh, không nghĩ tới vậy mà chết rồi chôn xương nơi đây. Không phải một vị nào đó lão tổ, mà là ta tu la tộc đệ nhất tổ. Thần Phong trịnh trọng nói, trong mắt đều là nồng nặc vẻ kính sợ. Tu la tộc đệ nhất tổ, nghe được mấy chữ này. Lấy Tiêu Phàm tâm tính, cũng nhịn không được hít một hơi lạnh. Như thế nào tu la tộc đệ nhất tổ, Tiêu Phàm trong lòng tự nhiên rõ ràng, đây chính là tu la tộc thủy tổ A, toàn bộ tu la tộc đều vì hắn mà đến. Tu la tộc thủy tổ, sớm từ thái cổ thần giới tồn tại thời điểm liền đã xuất hiện, vậy cái này đệ nhất tổ, chẳng phải là thái cổ thời đại nhân vật. Hơn nữa, hắn thi cốt một mực chôn ở chấn thế đồng quan bên trong, đây hoàn toàn vượt quá Tiêu Phàm dự kiến. Chỉ bất quá, Tiêu Phàm nhưng trong lòng thì càng thêm nổi lên nghi ngờ, vì sao cái này tu la tộc thủy tổ quan tài, sẽ cho mình một loại 10 điểm cảm giác thân thiết đây. Loại cảm giác này rất quái dị, nhưng lại 10 điểm chân thực, hắn sở dĩ muốn mở ra huyết kim quan, cũng là bởi vì nội tâm hắn cái loại cảm giác này, nhưng hắn có chút khẩn cấp muốn mở ra huyết kim quan. Thần Phong, thực không thể mở ra huyết kim quan. Tiêu Phàm thở sâu, giải thích nói, người yên tâm. Ta tuyệt đối sẽ không khinh nhờn thủy tổ thi cốt, ngươi không phải nói các ngươi chỉ nghe mệnh lệnh của tộc trưởng sao. Thần Phong vẫn như cũ lắc đầu, kiên quyết nói, thủy tổ có lệnh, tộc trưởng cũng không thể tự tiện mở ra huyết kim quan, trừ phi. Trừ phi cái gì, Tiêu Phàm không kịp chờ đợi hỏi. Trừ phi lấy được thủy tổ chi hồn, nếu không không thể mở ra huyết kim quan. Thần Phong suy nghĩ một chút nói, đầu quy củ này, thế nhưng là thần ma vệ truyền xuống mệnh lệnh. Ai cũng không được sửa đổi. Mặc dù thần ma vệ nghe theo tu la tộc mệnh lệnh của tộc trưởng, nhưng càng phải tuân thủ thủy tổ mệnh lệnh. Thủy tổ chi hồn, Tiêu Phàm lộ ra vẻ không hiểu, cái gì là thủy tổ chi hồn. Tu la tộc đều sẽ tỉnh lại tu la ma ảnh, Phàm là có thể thức tỉnh thủy tổ ma ảnh người, thì là lấy được thủy tổ chi hồn. Thần Phong bổ sung một câu. Thủy tổ ma ảnh sao? Thần sắc hơi động, bản năng điều động thể nội tu la ma ảnh. Hắn không biết mình tu la ma ảnh đến cùng là cái gì. Nhưng là, có thật nhiều người nhìn thấy bản thân tu la ma ảnh về sau, chính là phát ra từ nội tâm e ngại. Tiêu Phàm cho tới nay đều muốn làm biết mình tu la ma ảnh là vật gì, bây giờ nhìn thấy thần phong, vừa vặn hỏi thăm một phen, bản thân tu la ma ảnh rốt cuộc là cái gì. Nhưng mà, làm Tiêu Phàm thể nội tu la ma ảnh vừa mới xuất hiện lúc, thần phong thân thể liền run rẩy kịch liệt lên. Vẻ mặt kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm sau lưng tu la ma ảnh. Phải biết, thần phong thế nhưng là thánh đế cảnh đỉnh phong A, thế gian này, còn có bao nhiêu sự tình là hắn có thể kích động như thế đây? Thủy tổ chi hồn, thần phong nói chuyện đều có chút run rẩy, cung kính quỳ một chân xuống đất, cúi đầu, hoàn toàn không dám nhìn thẳng Tiêu Phàm. Đây chính là thủy tổ chi hồn, Tiêu Phàm trợn tròn mắt. Hắn cho là mình tu la ma ảnh chẳng qua là vị kia lão tổ ma ảnh mà thôi, dù sao rất nhiều người nhìn thấy nó đều sẽ e ngại. Nhưng hắn không nghĩ tới, bản thân tu la ma ảnh dĩ nhiên là tu la tộc đệ nhất tổ, cũng chính là thủy tổ ma ảnh. Khó trách rất nhiều người nhìn thấy bản thân ma ảnh lúc, đều sẽ lộ ra vẻ sợ hãi. Trước đó Tiêu Phàm còn không rõ ràng lắm, nhưng là bây giờ, hắn hoàn toàn minh bạch. Là, đây chính là thủy tổ chi hồn. Thần Phong nói chuyện đều có chút run rẩy.
chớ nhìn hắn bây giờ là thánh đế cảnh đỉnh phong tu vi, có thể hắn biết rõ, mình ở thủy tổ trước mặt, lại là giống như run rế. Tiêu Phàm có thể kế thừa thủy tổ chi hồn, không phải do hắn không kính sợ. Giờ khắc này, Thần Phong nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt cũng trở nên có chút bất đồng. Nếu như nói trước đó vẻn vẹn bởi vì Tiêu Phàm là Tu La tộc tộc trưởng tôn trọng, như vậy hiện tại, hắn lại là phát ra từ nội tâm kính sợ. Tiêu Phàm cũng thật lâu mới bình tĩnh trở lại, đột nhiên hắn lại nghĩ tới một vấn đề, nghi ngờ nói, không đúng rồi, ta nhớ được có người không phải gọi thủy tổ chi hồn, mà gọi là nó Tu La tổ cái gì, chẳng lẽ là Tu La đệ nhất tổ? Hẳn là Tu La tổ ma. Thần Phong nghĩ nghĩ, trịnh trọng giải thích nói, ta Tu La tộc tu sĩ, xưng lão nhân gia ông ta là đệ nhất tổ, hoặc là thủy tổ, nhưng ngoại nhân, lại tôn xưng thủy tổ là Tu La tổ ma. Nghe được Thần Phong mà nói, Tiêu Phàm lộ ra vẻ hiểu rõ, bất quá, hắn cũng vì Tu La tộc thủy tổ xưng hô thế này cảm thấy kinh ngạc. Tu La tộc, có thể cũng không phải là cái gì ma tộc, mà là có được đặc thù huyết mạch nhân tộc, vì sao sẽ bị những người khác trở thành ma đây? Thần Phong tựa như nhìn ra Tiêu Phàm nghi hoặc, tiếp tục giải thích nói, thủy tổ năm đó tung hoành thái cổ thần giới, diệt sát địch thủ vô số, bị tất cả mọi người xưng là ma đầu, bởi vì là Tu La tộc thủy tổ duyên cớ, bởi vậy cũng nói là tổ ma. Tiêu Phàm nghiêm túc nghe, ở sâu trong nội tâm cực kỳ không bình tĩnh. Tu La tộc thủy tổ đã hủy diệt vô số tuế nguyệt, có thể uy thế của hắn lại là chấn nhiếp vạn cổ, ngay cả hôm nay đều có rất nhiều người biết rõ tên tuổi của hắn, có thể nghĩ năm đó Tu La tộc thủy tổ cường đại. Tiêu Phàm cảm thụ được sau lưng Tu La ma ảnh, cũng rốt cuộc minh bạch, vì sao hắn Tu La ma ảnh như thế cường hãn, đoán chừng cũng là cùng Tu La tộc thủy tổ có quan hệ. Chỉ là Tiêu Phàm không hiểu là, vì sao hắn tu luyện ra Tu La ma ảnh vừa lúc là thủy tổ chi hồn, chẳng lẽ là cùng huyết mạch thức tỉnh có quan hệ sao? Nghĩ vậy, Tiêu Phàm trong đầu tràn đầy vô số nghi hoặc, bất quá tất cả những thứ này đối với hắn mà nói, tạm thời chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Hiện tại ta có thể mở ra huyết kim quan rồi a hát. Tiêu Phàm tập trung ý chí, ánh mắt lần nữa rơi vào huyết kim quan mới phía trên. Thần Phong rất nghi hoặc Tiêu Phàm loại hành vi này, dù sao đây là Tu La tộc thủy tổ quan tài, mở ra thủy tổ quan tài, đây chính là tiết độc hành vi. Làm một tộc đời sau đệ tử, là không nên đi mạo phạm tổ tiên. Nhưng Thần Phong vẫn như cũ gật đầu một cái, trong lòng của hắn cũng nghi hoặc không hiểu, năm đó thủy tổ lưu lại cái này một đạo mệnh lệnh, tựa như chính là vì để cho người ta mở ra hắn quan tài. Bây giờ Tiêu Phàm có được thủy tổ chi hồn, nói cách khác, Tiêu Phàm chính là cái kia có thể mở ra huyết kim quan người, hơn nữa còn là Tu La tộc tộc trưởng, hắn tự nhiên không thể ngăn cản. Nhìn thấy Thần Phong đồng ý, Tiêu Phàm lần nữa tiến lên, hắn không có thu hồi Tu La ma ảnh, mà là đi thẳng tới huyết kim quan trước mặt. Quấy dậy rồi, Tiêu Phàm hướng về phía huyết kim quan bái, ngay sau đó lấy tay vung lên, trực tiếp vén lên huyết kim quan. Bang một tiếng, huyết kim quan chấn động một cái. Nắp quan tài bị một cỗ cự lực quét ngang mà ra, từng đạo lưu quang từ trong quan tài bắn ra. Lưu quang tại hư không khuấy động, sau đó chậm rãi dung hợp lại cùng nhau, kết thành một màn ánh sáng bao phủ huyết kim quan. Tiêu Phàm ánh mắt một mực nhìn chằm chằm huyết kim quan bên trong, có thể bên trong một mảnh đen kịt, hắn căn bản liền nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật. Hắn vốn chuẩn bị đắp lên huyết kim quan vật liệu, nhưng không biết vì sao. Tiêu Phàm thể nội vô tận chiến huyết sôi trào, linh hồn bản thể rung động, tựa như cùng vật gì đó sinh ra cộng minh. Cái loại cảm giác này, liền tựa như người xa quê trở về nhà đồng dạng, để Tiêu Phàm hận không thể lập tức đi vào. Nơi này đến cùng có cái gì? Tiêu Phàm nghi hoặc không hiểu, cuối cùng khẽ cắn môi, bước vào. Hắn linh hồn 10 điểm nhạy cảm, nếu có bất kỳ nguy hiểm nào, đã sớm sẽ nhắc nhở hắn. Có thể Tiêu Phàm căn bản không có cảm thấy được nguy hiểm, ngược lại cảm giác rất thân thiết, bởi vậy mới nghĩa vô phản cố đi vào. Làm Tiêu Phàm bước vào màn sáng một sát na kia, huyết kim quan nắp quan tài lần nữa khép lại, bên ngoài Thần Phong muốn nhìn một chút bên trong sẽ phát sinh cái gì, đáng tiếc nhất định nhường hắn thất vọng rồi. Làm huyết kim quan triệt để khép lại, Thần Phong thân hình lóe lên, xuất hiện ở một tòa thật nhỏ khi thiên huyết quan phía trên, mở ra huyết quan nằm ở bên trong. Bốn phía lần nữa khôi phục bình tĩnh, tựa như cái gì đều không phát sinh một dạng. Tiêu Phàm tiến vào huyết trong kim quan, nhìn thấy huyết kim quan nắp quan tài phong bế, không khỏi nhíu mày,
hướng về phía trên nhìn tới. Nhưng mà, để Tiêu Phàm kinh ngạc chính là, khi hắn ngẩng đầu thời khắc, thấy cũng không phải là nắp quan tài, mà là một vùng trời, chân trời sao lốm đốm đầy trời, mênh mông bát ngát. Chỉ là, khi hắn cúi đầu nhìn tới thời khắc, lại là vùng đất bằng phẳng, khắp nơi chim hót hoa nở, loại này cảnh sắc, cùng Tiêu Phàm tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Tiêu Phàm có loại ảo giác, bản thân tiến tới đến một cái thế giới khác. Hắn phóng ra bước chân hướng phía trước đi đến, chẳng biết tại sao, nội tâm trở nên khẩn trương lên, nhịp tim đều bắt đầu gia tăng tốc độ. Đánh giá bốn phía tràng cảnh, Tiêu Phàm có loại cảm giác quen thuộc, có thể trong trí nhớ của hắn, lại căn bản không có nơi này, cái này khiến Tiêu Phàm kinh ngạc không thôi. Cái thế giới này không lớn, nhưng là không nhỏ, Tiêu Phàm dựa theo trong lòng chỉ dẫn chậm rãi đi tới. Đại khái đi một canh giờ, Tiêu Phàm rốt cục thấy được một tòa núi nhỏ, ngọn núi bên trên có một tòa tiểu viện. Tiêu Phàm rất nhanh liền đi tới ở ngoài viện, sân nhỏ rất phổ thông, nhưng bị đánh lý phải ngay ngắn rõ ràng, hiển nhiên vẫn luôn có người ở chỗ này. Có ai không? Tiêu Phàm khẽ nói một tiếng, gõ gõ cửa sân, cũng không có tự tiện đi vào. Đáng tiếc, thật lâu đều không có người trả lời hắn, Tiêu Phàm lại kêu một tiếng, không khỏi nhíu mày, chẳng lẽ nơi này căn bản không người ở. Suy nghĩ một chút cũng liền bình thường trở lại, nơi này chẳng qua là huyết kim quan bên trong một cái tiểu thế giới, huyết kim quan tồn tại vô số tuế nguyệt, lại làm sao có thể có người đấy. Thậm chí, Tiêu Phàm cảm thấy trước mắt những cái này, cũng là huyễn cảnh mà thôi. Kết liền khi Tiêu Phàm quay người chuẩn bị rời đi bản thân, sân cửa phòng rốt cục mở ra, một bóng người đi ra, đó là một người cao khôi ngô nam tử. Đương nhiên, đây cũng là Tiêu Phàm cho rằng như vậy mà thôi, bởi vì hắn căn bản thấy không rõ đạo thân ảnh này khuôn mặt, chỉ là từ kinh nghiệm của hắn phán đoán, đây cũng là một cái nam tử. Nam tử mở cửa phòng, cũng không để ý tới Tiêu Phàm, tựa như căn bản không thấy được hắn đồng dạng, mà là nhìn về phía cửa phòng bên trong. Tiêu Phàm cau mày, vừa định mở miệng muốn hỏi, lại là nhìn thấy lại một bóng người từ trong cửa phòng đi ra, đó là một cái hơn 20 tuổi nữ tử váy trắng. Nữ tử váy trắng lộ ra rất mảnh mai, sắc mặt hơi có vẻ trắng bệch, bất quá trên mặt của nàng lại tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Ở trong ngực của nàng, là một cái trong tã lót hài nhi, trắng nõn nà, 10 điểm đáng yêu. Nam tử vịn nữ tử váy trắng đi tới trong sân, tắm ánh nắng, một nhà ba người, một bộ hạnh phúc mỹ mãn tràng cảnh. Tiêu Phàm nhiều lần muốn cắt ngang, nhưng cuối cùng đều không nhẫn tâm, chỉ là lẳng lặng nhìn. Thời gian chậm rãi xói mòn, Tiêu Phàm tựa như quên đi tất cả, hoàn toàn tiến nhập hình ảnh trước mắt bên trong, đi qua rất nhanh một năm thời gian. Một năm thời gian, hài nhi cũng học xong hành tẩu, nhìn thấy chậm rãi lớn lên hài tử, nữ tử váy trắng trên mặt lộ ra hạnh phúc nụ cười, nam tử cũng rất thỏa mãn cuộc sống như vậy. 5 năm sau, tiểu hài đã 6 tuổi, rất có một bộ tiểu đại nhân dáng vẻ, đã có thể giúp phụ mẫu làm một chút sự tình đơn giản. Nam tử cùng nữ tử váy trắng trên mặt thường xuyên mang theo nụ cười, người một nhà hòa thuận vui vẻ hòa thuận vui vẻ. Nhưng mà, tất cả những thứ này, ngay tại năm thứ 6 đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một ngày này, nam tử từ bên ngoài trở về, lại là nhìn thấy nằm trong vũng máu nữ tử váy trắng cùng tiểu hài, nam tử ôm vợ con thi thể, thân thể run rẩy kịch liệt lấy. Mặc dù Tiêu Phàm thấy không rõ mặt mũi của hắn, nhưng là có thể cảm nhận được trên người hắn đáng sợ sát ý. Thậm chí, liền hắn đều cảm giác toàn thân phát lạnh, dù là hắn biết rất rõ ràng đây không phải là thật, chỉ là một loại lạc ấn hình ảnh. Tiêu Phàm nắm đấm nắm chặt, trên người cũng dâng lên một cỗ sát khí lạnh lẽo, mặc dù hắn không biết là ai giết nữ tử váy trắng cùng tiểu hài, nhưng một cái đối nhỏ yếu nữ tử cùng tiểu hài xuất thủ người, cũng là người đáng chết. Tiêu Phàm nhìn thấy trung niên nam tử ngửa mặt lên trời gào thét, theo hắn gầm lên giận dữ, thế giới trước mắt trong nháy mắt vỡ nát, trở thành phá thành mảnh nhỏ lên, liền tựa như vô số mắt kính một dạng. Hắn lúc này mới phát hiện, thời gian mấy năm qua, trung niên nam tử vẫn không có hiển lộ ra tu vi, cho tới bây giờ, Tiêu Phàm mới biết được sự cường đại của hắn. Thế giới trước mắt mặc dù phá thành mảnh nhỏ, nhưng nam tử nhưng vẫn ôm vợ con quỳ ở trong hư vô. Sau một hồi lâu, hắn mới bình tĩnh trở lại. Tiêu Phàm nhìn thấy nam tử đối thê tử của hắn nói rất nhiều, cuối cùng dứt khoát đem thê tử của hắn táng thân trong hư vô,
từ từ xem vợ mình thi thể đã đi xa, cuối cùng biến mất. Mà hắn tiểu hài, cũng là bị hắn bỏ vào một bộ bên trong khi thiên huyết quan về sau, mang theo trên người. Sau một khắc, hình ảnh lại biến, nam tử lúc xuất hiện lần nữa, là ở một mảnh cuồng bạo trong hư vô, đại sát tứ phương, chiến bào nhuốm máu, tóc dài loạn vũ. Hư không khắp nơi đều là huyết vũ, hình ảnh 10 điểm thê thảm. Tiêu Phàm thậm chí thấy được vô số ngôi sao vỡ nát, tinh hà cắt đứt, càn khôn đảo ngược, thiên băng địa liệt, bậc này tràng cảnh, dù là lấy Tiêu Phàm bây giờ tu vi đều cảm giác có chút phát run. Quan sát phía dưới, một mảnh đại lục mênh mông đều bị đánh phá thành mảnh nhỏ, chỉ có nam tử một thân chiến bào phần phật, lạnh lùng hướng về phía dưới, tựa như tại làm một cái nào đó quyết định một dạng. Hồi lâu, hình ảnh lại biến, Tiêu Phàm nhìn thấy nam tử lại xuất hiện ở một mảnh khác trong hư vô, mở ra táng lấy hắn hài tử khi thiên huyết quan. Tiêu Phàm không biết nam tử đang làm cái gì, nhưng là sau một khắc, Tiêu Phàm con người bỗng nhiên co rụt lại, thân thể đều run rẩy kịch liệt lên. Chỉ thấy nam tử xòe bàn tay ra, lòng bàn tay đột nhiên hiện lên một đoàn bạch sắc quang mang oánh oánh lập lòe, 10 điểm đoạt người nhãn cầu. Bạch sắc thạch đầu, Tiêu Phàm nhìn thấy bạch sắc quang mang thời khắc, trực tiếp kinh hãi kêu lên. Tiêu Phàm ngây ngốc đứng tại chỗ, vẻ mặt kinh hãi nhìn xem trong tay nam tử bạch sắc thạch đầu. Cũng khó trách Tiêu Phàm như thế kinh hãi, qua nhiều năm như vậy, hắn một mực không biết bạch sắc thạch đầu là cái gì. Không nghĩ tới là trước mắt tác phẩm của người đàn ông này. Khi hắn lấy lại tinh thần thời khắc, nam tử đột nhiên hai tay kết ấn, đem bạch sắc quang mang đánh vào bên trong khi thiên huyết quan, sau đó xé mở hư vô, đem khi thiên huyết quan chôn vào. Dừng tay, Tiêu Phàm kêu to, muốn ngăn lại nam tử, đáng tiếc, nam tử căn bản nghe không được lời của hắn. Không đợi Tiêu Phàm nhào tới, trước mắt hình ảnh lần nữa phát sinh biến hóa, tất cả hỗn loạn toàn bộ biến mất. Tiêu Phàm lại trở về hắn ban đầu xuất hiện ở ngoài viện. Két một tiếng, sân cửa phòng lần nữa mở ra, nam tử đi ra, tựa như lại là lặp lại trước kia hình ảnh. Nhưng mà, để Tiêu Phàm kinh hãi là, nam tử đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tiêu Phàm, trung khí 10 phần thanh âm truyền đến, người đã đến. Tiêu Phàm mãnh kinh, mặc dù hắn vừa mới nhìn thấy những cái kia lạc ấn hình ảnh, nhưng hắn vẫn không có nghe được nam tử nói chuyện qua, cái này còn là lần đầu tiên. Nhất là khi hắn nhìn thấy đối phương lúc, lại là phát hiện đối phương cũng đang nhìn hắn, cái này khiến Tiêu Phàm có chút phát run. Mặc dù thấy không rõ mặt mũi của đối phương, nhưng Tiêu Phàm lại tựa như thấy được một tấm uy nghiêm mặt. Chẳng lẽ hắn ở nói chuyện với chính mình? Tiêu Phàm nội tâm kinh ngạc hết sức, bất quá mặt ngoài rất nhanh bình tĩnh trở lại, thở sâu, hơi hơi thi lễ nói, xin ra mắt tiền bối. Đối mặt trung niên nam tử, Tiêu Phàm liền hô hấp đều cảm giác có chút dồn dập lên, trước mắt nam tử này, mang cho hắn áp lực quá lớn. Hơn nữa, Tiêu Phàm trong lòng đã ẩn ẩn đoán được thân phận của đối phương, chính là bởi vì như vậy, Tiêu Phàm càng thêm khó có thể bình tĩnh. Ngồi đi, trung niên nam tử đóng cửa phòng, đi đến trong sân bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống. Tiêu Phàm nội tâm có quá nhiều nghi hoặc muốn hỏi thăm trung niên nam tử, lại nhất thời ở giữa không biết làm sao mở miệng. Hắn nguyên vốn cho là mình tâm tính đầy đủ kiên định, dù là Thái Sơn sụp đổ tại phía trước, cũng sẽ mặt không đổi sắc, nhưng bây giờ, Tiêu Phàm lại hoàn toàn làm không được. Đa tạ tiền bối, Tiêu Phàm hơi hơi câu nệ nói, cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Dù vậy, Tiêu Phàm cũng cảm giác nam tử một mực ở nhìn xem hắn, chỉ là quỷ dị chính là, Tiêu Phàm cũng không cảm giác khó chịu, ngược lại cảm thấy có chút sưởi ấm. Đại đế cảnh trung kỳ. Tu vi vẫn quá yếu, trung niên nam tử dùng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép giọng nói. Phất tay, trên bàn đá đột nhiên xuất hiện một chén trà cùng hai cái chén trà, ngay sau đó cho nam tử cùng Tiêu Phàm rót một chén. Tiêu Phàm trong lòng hơi hơi kinh ngạc, bản thân hơn 20 năm đột phá đến đại đế cảnh đỉnh phong, cái này đã rất hiếm thấy a. Mới vừa tất cả, người đều thấy được, nam tử nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Tiêu Phàm gật gật đầu, nhìn thấy những hình ảnh kia, hắn thế mới biết, cái này huyết trong kim quan, táng lấy cũng không phải là thủy tổ thi cốt, mà là thủy tổ một đời mỹ hảo ký ức. Chỉ là Tiêu Phàm không biết là, vì sao thủy tổ chỉ làm cho có được thủy tổ chi hồn người tiến vào nơi này đây, những hình ảnh này, lại không phải là cái gì bí mật. Tiền bối, không biết ngài triệu hoán vãn bối tới đây là ý gì?
Tiêu Phàm hít sâu một cái nói, chậm rãi bình phục một lần suy nghĩ. Nhìn thấy Tiêu Phàm có thể nhanh như vậy khôi phục lại bình tĩnh, nam tử hài lòng gật đầu, bất quá lại cũng không nói lời nào, mà là hướng về phía Tiêu Phàm đưa bàn tay ra. Tiêu Phàm vẻ mặt không hiểu, có thể sau một khắc, Tiêu Phàm lại là sắc mặt đại biến, chỉ thấy trong cơ thể hắn bạch sắc thạch đầu đột nhiên từ trong cơ thể hắn bay ra, tại hư không xuyên động lên, không biết là kích động hay là cái gì. Bạch sắc thạch đầu nhưng là hắn bí mật lớn nhất a, vậy mà trực tiếp bị nam tử bắt đi ra, hơn nữa nhìn thấy nam tử thời khắc, vậy mà còn đang gieo hò nhảy cẫng. Bất quá nghĩ đến cái này bạch sắc thạch đầu vốn chính là nam tử, Tiêu Phàm cũng liền bình thường trở lại. Nếu như nam tử có thể lấy đi cũng tốt, dù sao, Tiêu Phàm cũng không muốn trong cơ thể mình có quả bom hẹn giờ tồn tại, dù là trong lòng của hắn lại làm sao không muốn. Nam tử ngắm nghía trong tay bạch sắc thạch đầu, liền tựa như thấy được con của mình đồng dạng, thật lâu thất thần. Đây là ngươi đồ vật. Hồi lâu, nam tử mở miệng, đem bạch sắc thạch đầu đưa cho Tiêu Phàm. Bất quá, Tiêu Phàm nhưng không có tiếp bạch sắc thạch đầu, chỉ là lẳng lặng nhìn nó, bạch sắc thạch đầu lấp lóe lấy bạch sắc quang mang, liền tựa như nhận lấy ủy khuất hài tử. Đây cũng là ngươi đồ vật. Thật lâu, Tiêu Phàm lúc này mới phun ra một câu. Lắc lắc đầu nói. Nam tử hơi sững sờ, bất quá rất nhanh liền biết, bản thân mới vừa hành vi, là có chút đường đột, đổi lại là hắn, đoán chừng cũng sẽ không lại muốn vật này. Huống hồ, Tiêu Phàm đã thấy những cái kia in dấu xuống đến hình ảnh, càng thêm sẽ không cần. Là ta đường đột, nam tử hơi có vẻ khàn khàn, không biết là khổ sở hay là cái gì. Tiêu Phàm trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, hắn thấy, lấy nam tử tâm tính. Đoán chừng thế giới này đã không thứ gì có thể chấn động tâm huyền của hắn. Có thể thấy đến bạch sắc thạch đầu thời khắc, nam tử nhưng có chút nghẹn ngào. Tiêu Phàm trong đầu trong nháy mắt hiện lên một hình ảnh, chính là nam tử đem bạch sắc thạch đầu đưa vào táng lấy con của hắn huyết quan bên trong một màn kia. Ở nam tử trong mắt, có lẽ nhìn thấy bạch sắc thạch đầu, liền tựa như thấy được con của mình một dạng. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm lúc này mới tiếp nhận bạch sắc thạch đầu. Nói tiền bối, cái này bạch sắc thạch đầu đến cùng là vật gì? Ngươi cảm thấy hắn là vật gì? Nam tử khẽ cười một tiếng nói. Mặc dù Tiêu Phàm không nhìn thấy mặt mũi của hắn, nhưng là có thể cảm nhận được thiện ý của hắn, bất quá vẫn là lắc lắc đầu nói, trước kia ta cho rằng nó là mệnh thạch, nhưng về sau ta phát hiện hắn so mệnh thạch muốn kỳ lạ. Ngươi kỳ thật có thể làm nó là một mai mệnh thạch. Nam tử cười cười nói. Ách, Tiêu Phàm sững sờ. Trong lòng càng thêm nổi lên nghi ngờ, hắn biết rõ, nam tử căn bản không có lửa hắn tất yếu. Chỉ là, một khỏa mệnh thạch, có thể có ý thức của mình sao? Hiển nhiên không có khả năng, nhưng là bạch sắc thạch đầu thì có tự thân ý thức, nó có thể nghe hiểu Tiêu Phàm lời nói. Ngươi là thiên đố chi nhân, nếu như coi nó là thành mệnh thạch, không tốt sao? Nam tử lại hỏi, trong giọng nói tràn ngập tò mò. Tiêu Phàm hai mắt ngưng tụ. Không nghĩ tới nam tử liếc mắt liền có thể nhìn ra mình là thiên đố chi nhân sự tình, hắn nghi ngờ trong lòng, nam tử đến cùng đạt đến cảnh giới nào. Bất quá, Tiêu Phàm vẫn lắc đầu nói, nếu như là tiền bối, nguyện ý vận mệnh của mình bị người trưởng khống sao. Mặc dù bạch sắc thạch đầu không có hại bản thân, thế nhưng chỉ là tạm thời, bây giờ không có, cũng không đại biểu về sau cũng sẽ không có. Nhất là vừa rồi hắn thấy được nam tử tự mình đem bạch sắc thạch đầu đưa vào con của hắn bên trong quan tài về sau. Có ý tứ, ngươi sẽ không sợ ta đem ngươi giết. Nam tử hơi có vẻ ngoài ý muốn nói, trên người tản ra như có như không khí thế. Nếu như bị người khống chế, còn không bằng chết dứt khoát một chút. Tiêu Phàm không kiêu ngạo không tự ti nói. Đối với tử vong, hắn đã từng cho là mình không sợ, nhưng thực gặp phải thời điểm. Hắn cũng xác thực sợ. Nhưng hắn càng sợ chính là mình bị người khác đùa bỡn, sống không bằng chết. Nghe được lời nói của Tiêu Phàm, nam tử trầm mặc, hai người thật lâu đối mặt, ai cũng không nói gì. Trong sân hoàn toàn tĩnh mịch, hai người ai cũng không có mở miệng, đưa mắt nhìn nhau lấy đối phương, bất quá Tiêu Phàm lại không nhìn thấy nam tử mặt. Tiêu Phàm trong lòng có chút mê mang, tiến vào huyết kim quan trước đó. Sâu trong nội tâm hắn cái loại cảm giác này hết sức kỳ lạ, có thể chẳng biết tại sao, hiện tại hắn có chút thất vọng. Huyết kim quan bên trong táng lấy chính là nam tử một chút ký ức mà thôi, cũng không có những vật khác, chuyến này xem như đi không.
Đương nhiên, nếu như nam tử có thể cho hắn biết một chút nghi ngờ, vậy cũng hẳn là sẽ có chút thu hoạch. Nhưng nam tử căn bản không có những ý tứ này, thậm chí còn đối chọi tương đối, lấy hắn bây giờ tình huống, phải chăng có thể rời đi, cũng là ẩn số. Ngươi ngược lại là bảo trì bình thản, nam tử đột nhiên sang sảng cười nói. Tiền bối, không biết làm sao ly khai cái này địa phương. Tiêu Phàm có thể cao hứng không nổi, hiện tại hắn chỉ muốn rời đi. Nam tử hơi sững sờ, Tiêu Phàm lời nói nhường hắn hơi kinh ngạc, nói chẳng lẽ ngươi liền không muốn để cho ta giúp ngươi giải thích nghi hoặc sao? Tiền bối nếu như nguyện ý nói, vãn bối không hỏi, ngươi cũng sẽ nói, ngươi không muốn nói, vãn bối hỏi lại nhiều, cũng là phí công. Tiêu Phàm ngữ khí cũng biến thành bình thản lên. Cùng nam tử ở chung, Tiêu Phàm không có không cảm giác được bất luận cái gì ác ý, nếu như không phải đối phương tự tiện xem xét trong cơ thể hắn bạch sắc thạch đầu, Tiêu Phàm đối với hắn ấn tượng sẽ tốt hơn. Ha ha, có ý tứ. Nam tử cười lớn tiếng nói, sau nửa ngày mới nói, ngươi hỏi đi, ta có thể trả lời ngươi, tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Tiêu Phàm kinh nghi nhìn nam tử một cái, nam tử loại giọng nói này, căn bản không giống như là đối một người xa lạ lời nói. Ngược lại giống như là đối một cái vãn bối nói. Bạch sắc thạch đầu đến cùng là cái gì, vì sao sẽ ở ta thể nội? Tiêu Phàm ngược lại là không khách khí, trực tiếp đoạn mà hỏi. Vấn đề này ta tạm thời không thể trả lời ngươi, bất quá ta không cần thiết hại ngươi, có lẽ không bao lâu ngươi thì sẽ biết, ngươi cũng có thể coi nó là thành một mai đặc thù mệnh thạch. Nam tử khẽ lắc đầu nói. Tiêu Phàm đã sớm đoán được kết quả như vậy, nếu như nam tử nguyện ý nói. Vừa rồi liền đã nói cho hắn biết, căn bản không cần chờ tới bây giờ. Hắn hỏi lên như vậy, chỉ là ôm một tia hy vọng mà thôi. Tiêu Phàm nghĩ nghĩ, hít sâu một cái nói, tiền bối là vẫn còn sống, hay là... Cái này đối với ngươi mà nói, rất trọng yếu sao? Nam tử thản nhiên nói. Trọng yếu, Tiêu Phàm 10 điểm nghiêm túc gật đầu, cười nói, nếu là tiền bối còn sống... Cái này chấn thế đồng quan cùng thần ma vệ vãn bối liền không thể lợi dụng. Tiểu tử ngươi ngược lại là trực tiếp. Nam tử cổ quái cười một tiếng, nói, vô luận ta có hay không sống sót, chấn thế đồng quan cùng thần ma vệ đều là vì ngươi chuẩn bị, cho nên ngươi có thể lợi dụng bọn họ. Chuẩn bị cho ta, Tiêu Phàm giật mình, trong lòng của hắn mặc dù có chút không tin, nhưng lời của nam tử quá thật chí, hắn còn cho rằng mình nghe lầm, lại xác định nói, ý của tiền bối là... Bọn họ đều là vì Tu La tộc tộc trưởng chuẩn bị đúng không hả? Không, chính là vì ngươi chuẩn bị. Nam tử nghiêm túc cường điệu nói. Tiêu Phàm một trận thổn thức, chẳng lẽ nam tử này vô số tuế nguyệt phía trước, cũng đã tính tới hôm nay? Điểm này Tiêu Phàm tự nhiên không tin, nhưng là hắn lại không cách nào phản bác lời của nam tử. Hơn nữa hắn cũng tin tưởng, chấn thế đồng quan cũng tốt, thần ma vệ cũng được, hẳn là chuẩn bị cho hắn, bất quá. Thần ma vệ hiện tại linh hồn chưa hẳn quy vị, người nghĩ lợi dụng bọn họ cũng khó. Nam tử lại bổ sung một câu, về phần chấn thế đồng quan, lấy thực lực ngươi bây giờ, đoán chừng cũng khó có thể hoàn toàn luyện hóa, cho dù luyện hóa, cũng chưa chắc có thể phát huy toàn bộ uy lực. Tiêu Phàm gật gật đầu, thần ma vệ linh hồn chưa quy vị sự tình, hắn cũng nghe thần phong nhắc qua. Về phần chấn thế đồng quan, mặc dù hư hại, nhưng dù gì cũng là lịch cổ 10 đại chí bảo. Tự nhiên không phải hắn một cái đại đế cảnh có thể tùy tiện sử dụng. Đúng rồi, tiền bối, chấn thế đồng quan hư hao, như thế nào mới có thể chữa trị nó? Tiêu Phàm lại hỏi, chấn thế đồng quan uy lực, hắn nhưng là bản thân lãnh hội qua, nếu là có thể phục hồi như cũ, uy lực khẳng định cũng sẽ tăng lên không ít, dù là hắn xem như cục gạch đến dùng. Yên tâm, làm chấn thế đồng quan bên trong vô cực chi khí toàn bộ biến mất thời khắc. Nó sẽ tự hành phục hồi như cũ. Nam tử trầm ngâm lúc này hồi đáp. Quả nhiên là vô cực chi khí. Tiêu Phàm trong lòng cảm giác nặng nề, kinh ngạc nói, chẳng lẽ chấn thế đồng quan bên trong vô cực chi khí, chính là vì rèn luyện chấn thế đồng quan? Không, vô cực chi khí sở dĩ tồn tại, là bởi vì chấn thế đồng quan trấn áp thái cổ thần giới thái cổ một đời. Nam tử lắc đầu. Tiêu Phàm biểu tình vẻ kinh ngạc, trong lúc nhất thời không minh bạch có ý tứ gì. Chỉ chốc lát sau đột nhiên hoảng sợ nói, chấn áp thái cổ thần giới một đời. Thái cổ thần giới biết bao cuồn cuộn, như thế nào một kiện pháp bảo có thể chấn áp. Hơn nữa, cái gọi là một đời, hẳn là cùng thời gian có quan hệ, chẳng lẽ thái cổ thần giới, liền thời gian cũng có thể chấn áp sao? Giờ phút này,
Tiêu Phàm đối chấn thế đồng quan cường đại đã có một cái rõ ràng nhận biết, cửa ải khó khăn có thể trở thành lịch cổ 10 đại chí bảo một trong. Tốt rồi, những tin tức này đối với ngươi mà nói, quá mức xa xôi, việc cấp bách, ngươi là đột phá tự thân tu vi, đợi ngươi đột phá thánh đế cảnh, lại tiến vào chấn thế đồng quan bên trong a. Nam tử khoát tay một cái nói, tựa như không nguyện ý cho Tiêu Phàm để lộ quá nhiều. Trong mắt hắn, Tiêu Phàm chỉ là một cái đại đế cảnh tu sĩ mà thôi, còn không có tư cách biết rõ quá nhiều chuyện, chờ hắn càng tiến một bước, đạt tới thánh đế cảnh, mới có chân chính tư cách. Tốt, Tiêu Phàm gật gật đầu, tất nhiên nam tử nói như vậy, hắn nhất định là sẽ không nói cho chính mình. Hơn nữa, lấy hắn thực lực hôm nay, coi như biết những chuyện này cũng vô dụng, ai bảo hắn tu vi quá thấp đây. Một vấn đề cuối cùng, nam tử mở miệng nói. Tiêu Phàm hơi sững sờ, gật gật đầu trầm giọng nói, lịch cổ đại kiếp, rốt cuộc là cùng ai chiến đấu. Từ thái cổ cho tới bây giờ, thái cổ thần giới cũng đã trải qua thái cổ, loạn cổ, viễn cổ, thượng cổ, mỗi một đời đều rất giống một vòng kỳ, cuối cùng đều sẽ để thái cổ thần giới gặp đại nạn. Tiêu Phàm từng nghe Táng nói qua, hy vọng hắn sớm chút trưởng thành, nghĩ đến cũng là cùng cái này loại đại kiếp có quan hệ. Chỉ là Tiêu Phàm một mực không minh bạch. Tạo thành trận này đại kiếp, rốt cuộc là ai? Bây giờ còn chưa phải là ngươi biết thời điểm. Nam tử không nghĩ tới Tiêu Phàm sẽ hỏi vấn đề này, hắn trọn vẹn dừng lại mấy hơi thở thời gian, lúc này mới lên tiếng nói. Tiêu Phàm trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, còn là bởi vì chính mình thực lực quá thấp sao? Thực lực, Tiêu Phàm ánh mắt lộ ra nồng nặc khát vọng, hắn hiện tại chỉ muốn đột phá đến cảnh giới càng cao hơn, một mực đạt tới thái cổ thần giới đỉnh phong. Đến lúc đó, bí mật gì cũng sẽ không là bí mật. Vậy phiền phức tiền bối đưa ta ly khai a. Tiêu Phàm tập trung ý chí, hỏi một chút ba không đáp, Tiêu Phàm cũng đã mất đi hứng thú, có nhiều thứ, có lẽ đích thân đi thăm dò sẽ càng thêm có thú. Nam tử cũng không nghĩ đến Tiêu Phàm như thế quyết đoán, ngoài ý muốn nói, chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ luyện hóa chấn thế đồng quan sao? Tự nhiên là nghĩ, bất quá đây đều là tiền bối định đoạt. Ta nói lại nhiều cũng không có ý nghĩa, không phải sao? Tiêu Phàm không lạnh không nóng nói. Ngươi cái này cũng không nói, cái kia cũng không nói, vậy ta hỏi lại có dám dùng sao? Nam tử không nghĩ tới Tiêu Phàm lại dám cùng hắn mạnh miệng, bất quá hắn cũng không sinh khí, ngược lại bật cười, tiểu tử ngươi ngược lại là rất có tính tình, bất quá rất hợp khẩu vị của ta. Tiêu Phàm giả bộ như không nghe thấy, nhưng trong lòng thì oán thầm không thôi, ngươi nói nhiều như vậy. Còn không bằng cho ta một điểm bây giờ chỗ tốt, không thấy được ta hiện tại chỉ là đại đế cảnh tu vi sao. Tất nhiên ngươi đến, vậy liền đưa ngươi một trận tạo hóa, giúp ngươi luyện hóa chấn thế đồng quan a. Nam tử lại bổ sung một câu. Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên, hơi hơi thi lễ nói, vậy vãn bối liền đa tạ tiền bối. Nam tử thân phận, Tiêu Phàm đã có suy đoán, hắn thấy, có thể được hắn xưng là cơ duyên, nghĩ đến giá trị sẽ không quá thấp. Dù sao, lúc trước chôn vùi bản thân một trận cơ duyên, xuất thủ cũng là tu la cửu biến, cùng vô số thần huyết. Ngươi ngược lại là không khách khí, nam tử nhàn nhạt lắc đầu. Nói xong, hắn lấy tay vung lên, cảnh sắc chung quanh lập tức đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, vừa mới bọn họ còn đang trong sân, có thể nháy mắt, bọn họ liền xuất hiện ở vô ngần trong hư vô. Bốn phía cuồn cuộn vô cực chi khí cuồn cuộn gào thét, ở nam tử thao túng phía dưới. Vô cực chi khí điên cuồng tràn vào Tiêu Phàm thể nội. Tiêu Phàm chỉ cảm thấy thể nội khí số chính đang nhanh chóng xói mòn, thậm chí ngay cả bắp thịt và tế bào cũng đang tiêu tán, cái này khiến Tiêu Phàm sắc mặt đại biến. Nhưng mà, hắn lại kinh ngạc phát hiện, bản thân hoàn toàn không thể động đậy, chỉ có thể hung tợn nhìn xem nam tử. Nhưng nam tử căn bản không quan tâm Tiêu Phàm ánh mắt, tiếp tục nói, ngươi có thể có cái gì pháp bảo, ta có thể thuận tiện giúp ngươi tăng lên một lần. Cho pháp bảo nhường ngươi tăng lên, Tiêu Phàm trong lòng giận mắng không thôi, tiểu gia kém chút bị ngươi giết chết, loại này vô cực chi khí, căn bản không phải hắn một cái đại đế cảnh có thể ngăn cản. Hiện tại còn muốn ta đem pháp bảo cho ngươi, ngươi nghĩ nhiều lắm a. Nhưng mà một khắc sau, Tiêu Phàm đột nhiên cảm giác một dòng nước ấm truyền khắp toàn thân, lại là nhục thể của hắn nhanh chóng phục hồi như cũ, rất nhanh liền khôi phục như thường. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được. Bản thân bây giờ nhục thân, trở nên càng thêm cường đại. Nghĩ đến tay của nam tử đoạn, Tiêu Phàm cũng là kinh dị không thôi,
những cái này thế nhưng là vô cực chi khí a, hắn vậy mà có thể dùng đến trợ giúp bản thân rèn luyện thân thể. Có, Tiêu Phàm thần sắc khẽ động, lấy tay vung lên, Tu La kiếm cùng một gương mặt khi thiên huyết quan xuất hiện ở trước mặt hắn, nói, vậy liền phiền phức tiền bối, những cái này huyết quan, ta đang chuẩn bị luyện thành mô phỏng bản chấn thế đồng quan. Có đúng không? Nam tử khẽ cười một tiếng, mặc dù không nhìn thấy mặt mũi của hắn, nhưng có thể cảm nhận được trên mặt hắn cười tà, chuôi này kiếm là không sai. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy nam tử đánh ra từng đạo thủ ấn, ở Tiêu Phàm kinh hãi ánh mắt, 49 cỗ khi thiên huyết quan đột nhiên chậm rãi hòa tan ra. Ở nam tử thao túng phía dưới, chất lỏng màu đỏ ngòm nhanh chóng hướng về Tu La kiếm gào thét đi, ngay sau đó sáp nhập vào Tu La kiếm. Tiêu Phàm rất muốn kêu to, ngăn cản nam tử, nhưng làm hắn nhìn thấy Tu La kiếm không ngừng chiến minh lúc, Tiêu Phàm quả thực là cũng không nói ra miệng. Hắn làm sao không cảm giác được, Tu La kiếm chính đang mạnh lên đây. Trước đó vẫn chỉ là tương đương với phổ thông đế giai pháp bảo, nhưng là ngắn ngủi vài cái hô hấp ở giữa, trên người tán phát khí tức đã không kém gì đỉnh giai đế cấp pháp bảo. Tiêu Phàm tin tưởng, Tu La kiếm bước vào thánh đế chí bảo cũng không bao lâu. Quả nhiên, không để Tiêu Phàm thất vọng, mấy chục cái hô hấp về sau, Tu La kiếm chán phóng vô tận huyết sắc quang mang, lộ ra vô địch phong duệ chi khí. Nguyên bản hiện lên từ huyết sắc Tu La kiếm, lần nữa biến thành xích hồng sắc, giống như máu tươi đổ vào đồng dạng, đáng sợ đến cực điểm. Vật liệu vẫn là kém một chút, nam tử khẽ lắc đầu, nhàn nhạt nói ra một câu. Tiêu Phàm nghe vậy, kém chút không một ngụm lão huyết phun ra. Cái này 49 cỗ huyết quan, mặc dù không phải chân chính khi thiên huyết quan, nhưng vật liệu tuyệt đối sẽ không kém, chí ít cũng không yếu với bất luận cái gì đại đế pháp bảo. 49 cỗ huyết quan, càng là không thể nào yếu tại thánh đế chí bảo, nhưng tại nam tử trong mắt, vẫn là một cái sai chữ đánh giá, cái này khiến Tiêu Phàm làm sao không phiền muộn đây. Chỉ bất quá, hắn hiện tại cũng không thể nói chuyện, thân thể đang bị vô cực chi khí tàn phá lấy. Không sai biệt lắm một canh giờ về sau, nam tử lúc này mới dừng lại, Tiêu Phàm sắc mặt hơi có vẻ trắng bệch, nhưng thân thể của hắn lại là chưa từng có cường đại. Người bây giờ nhục thân, hẳn là không kém gì chân chính vô cực chi thể, hơn nữa, thánh đế cảnh trở xuống công kích linh hồn miễn dịch. Nam tử cười nói, tựa như rất hài lòng bản thân nửa ngày thành quả. Nhưng mà, Tiêu Phàm lại là phiền muộn hết sức, người không phải đã nói cơ duyên sao? Chẳng lẽ chính là để thể chất của ta trở nên cường đại một điểm? Hắn căn bản không có nghe được nam tử câu nói sau cùng kia, công kích linh hồn miễn dịch. Hiện tại Tiêu Phàm, còn không biết công kích linh hồn miễn dịch năng lực này để làm gì, thẳng đến hắn chân chính lúc dùng đến, mới thẳng đến năng lực này khủng bố, tuyệt đối không kém gì táng đưa cho hắn Tu La cửu biến và mấy ngàn loại thần huyết. Tốt rồi, chấn thế đồng quan hẳn là cũng luyện hóa, người có thể rời đi. Nam tử khoát tay một cái nói. Tiền bối, ngươi, Tiêu Phàm bỗng nhiên ngẩng đầu, xác thực nhìn thấy nam tử thân hình đột nhiên biến thành hư ảo, chậm rãi tiêu tán lên. Chẳng lẽ mình trước đó nhìn thấy nam tử, một mực chỉ là một đạo tàn niệm? Nghĩ vậy, Tiêu Phàm không khỏi hít một hơi lạnh, một sợi cuối đời, cũng đã cường đại như thế sao, liền hắn cái này đại đế cảnh trung kỳ đều nhìn không ra mảy may dị dạng. Vì đề phòng ngươi lạm dụng chấn thế đồng quan. Quá nhiều ỷ vào nó, chỉ có chờ chấn thế đồng quan hoàn toàn phục hồi như cũ, người mới có thể chậm rãi giải phong nó. Mặt khác, huyết kim quan bên trong tàn huyết, hẳn là đối với người có chút tác dụng. Nam tử thần sắc bình tĩnh, từ đầu đến cuối, Tiêu Phàm đều không nhìn thấy nó gương mặt kia. Nói xong, nam tử thân ảnh hóa thành vô số quang vũ, tiêu tán trong hư không. Đa tạ tiền bối, Tiêu Phàm cung kính cúi đầu nói. Mặc dù nam tử phong ấn chấn thế đồng quan, nhưng Tiêu Phàm lại một chút đều không quan tâm. Lấy thực lực của hắn bây giờ, dù là lấy được chấn thế đồng quan, hắn cũng không khả năng giữ được, cho nên một dạng cũng sẽ không dễ dàng sử dụng. Quang vũ chậm rãi biến mất, bốn phía khôi phục lại bình tĩnh, tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Ngay sau đó, cảnh sắc chung quanh lần nữa phát sinh biến hóa, Tiêu Phàm lúc này mới phát hiện. Bản thân lại ở một chỗ phương viên mấy trăm trượng không gian bên trong. Bốn phía điểm xuyết lấy vô số dạ minh châu, đem mảnh không gian này chiếu 10 điểm thông minh, Tiêu Phàm ánh mắt trong nháy mắt rơi vào không gian ngay trung tâm một cái bên trong ao máu. Phía trên ao máu,
quanh quẩn rực rỡ quang mang, giống như đầy sao tô điểm, dị thường sáng chói, chói lọi chói mắt. Thần huyết, Tiêu Phàm giật mình, thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở huyết trì bên trong, cũng chỉ có thần huyết, mới một lại phát ra dạng này thần tính quang huy. Rơi vào bên trong ao máu, Tiêu Phàm trực tiếp vận chuyển vô tận chiến huyết, đồng thời mở ra nghịch loạn chi đồng, nhanh chóng bốn phía lên trong huyết trì thần huyết. Quả nhiên không hổ là thủy tổ, thủ bút này, so táng tiền bối còn lớn hơn A, hơn 2.000 loại cao cấp hơn thần huyết, ở hắn trong miệng, vẻn vẹn chỉ là tàn huyết mà thôi. Tiêu Phàm không khỏi thở dài một hơi. Mặc dù nam tử không có bại lộ thân phận, nhưng Tiêu Phàm vẫn luôn đem hắn xem như tu la tộc thủy tổ đối đãi, về phần phải hay không phải, còn phải về sau xác định. Những cái này thần huyết, hẳn là đầy đủ ta tu luyện ra tu la đệ ngũ biến rồi a hát. Theo thần huyết nhập thể, Tiêu Phàm cũng chậm chậm nhắm hai mắt lại. Tiêu Phàm nhanh chóng vận chuyển vô tấn chiến điển, bắt đầu luyện hóa hơn 2.000 loại thần huyết, có nghịch loạn chi đồng phụ trợ, hắn căn bản không cảm giác được bất luận cái gì thống khổ. Nếu là táng biết rõ Tiêu Phàm dung hợp thần huyết như thế nhẹ nhõm, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Hơn 2.000 loại thần huyết, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt, những cái này thần huyết, ở cái kia nam tử trong mắt có lẽ không tính là gì. Nhưng là đối với Tiêu Phàm mà nói, lại là cực kỳ chân quý đồ vật. Lấy hắn thực lực, đừng nói lấy được hơn 2.000 loại thần huyết, liền là vậy đến 2 loại thần huyết đều rất khó khăn. Trải qua dòng dã thời gian 3 năm, Tiêu Phàm đem hơn 2.000 loại thần huyết bên trong tinh hoa toàn bộ hấp thu, dung hợp. Ngay từ đầu có nghịch loạn chi đồng, Tiêu Phàm luyện hóa, dung hợp thần huyết thời khắc, không có cảm nhận được bất luận cái gì thống khổ. Chỉ có làm nghịch loạn chi đồng siêu phụ tải thi triển về sau, Tiêu Phàm mới cảm nhận được nỗi đau xé rách tim gan, may ở chỗ này thần huyết cũng không có biến mất dấu hiệu. Tiêu Phàm nghỉ ngơi 3 tháng thời gian, nghịch loạn chi đồng lúc này mới khôi phục hoàn toàn. Như thế lặp lại, Tiêu Phàm luyện hóa 2 cái này hơn 1.000 loại thần huyết, dòng dã hao phí thời gian hơn 3 năm. Đáng tiếc, có một ít thần huyết trùng hợp, chỉ lấy được hơn 1.900 loại. Tiêu Phàm lắc đầu thở dài nói. Nếu là người khác nghe được lời nói của hắn, nhất định sẽ buồn bực không thôi. Bất quá, Tiêu Phàm cái kia dung hợp hơn 1.900 loại thần huyết, hắn cảm giác nhục thân của mình cũng biến thành càng thêm cường đại. Bây giờ, trong cơ thể hắn thần huyết, đã đạt đến hơn 5.300 loại. Nếu là người khác biết, Tiêu Phàm ở đại đế cảnh vậy mà liền dung hợp như vậy nhiều loại thần huyết tinh hoa, đoán chừng sẽ làm bao người ngoác mồm đến mang tai. Phải biết, dù là lịch đại tu la tộc tộc trưởng, cũng không có thực lực như vậy, ở trong thời gian ngắn như vậy bên trong dung hợp hơn 5.000 loại. Đã qua thời gian 3 năm, không biết lão nhị bọn họ thế nào. Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm nói. Hắn rất ít một thân một mình tu luyện thời gian lâu như vậy, đừng nói 3 năm, chính là 3 tháng đều rất ít. Bất quá, Tiêu Phàm vẫn là quyết định, trước tu luyện tu la cửu biến đệ tứ biến, dù sao đã qua thời gian lâu như vậy, cũng không kém điểm này. Mà lúc này, vô trần thiên khuyết lại là đánh thiên băng địa liệt, vô số tu sĩ chính đang điên cuồng công kích một đạo cột sáng màu trắng. Cột sáng bên trong, lơ lửng một bóng người, đó là một cái nữ tử váy trắng, nữ tử quanh thân tản ra thánh khiết quang mang, dị thường sáng chói, chói mắt. Nếu như Tiêu Phàm ở chỗ này, khẳng định có thể liếc mắt liền nhận ra, nữ tử chính là thê tử của hắn, Diệp Thi Vũ. Xa xa một tòa cung điện phía trên, Nam Cung Tiêu Tiêu, Quan Tiểu Thất, Chiến Hoàng Thiên cùng Hoang Bằng ngắm nhìn cột sáng màu trắng vị trí, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Nhị ca, chúng ta làm sao thực không xuất thủ sao? Đây chính là tứ tỷ A. Quan Tiểu Thất lo lắng nói, thiếu chút nữa thì giống lên. Tiểu ma nữ để cho chúng ta đừng động thủ, tin tưởng nàng. Nam Cung Tiêu Tiêu lắc đầu, ngữ khí kiên định nói. Hắn mặc dù cũng rất muốn xuất thủ, nhưng Diệp Thi Vũ nói như vậy, khẳng định có tự tin của nàng. Hơn nữa, nếu là bọn họ hiện tại xuất thủ, những người khác nhất định sẽ tập trung hỏa lực đối phó bọn hắn, lấy thực lực của bọn hắn, lại tại sao có thể là nhiều người như vậy đối thủ. Đến lúc đó, nếu là những người khác liên hợp lại đối phó bọn hắn, dùng bọn họ đến uy hiếp Diệp Thi Vũ, coi như càng thêm phiền toái. Chí ít, hiện người ở chỗ này đều không biết bọn họ cùng Diệp Thi Vũ là cùng một bọn, cũng sẽ không ra tay với bọn họ.
Quan Tiểu Thất nắm chặt nắm đấm, không thể không áp chế tâm tình của mình. Không nghĩ tới điện chủ phu nhân là bị vây ở lớp cấm chế này bên trong, mà lại còn đang tiếp nhận Vô Trần Thiên Cung truyền thừa. Chiến Hoàng Thiên thở dài một hơi. Tiêu Phàm trước đó nhận qua Diệp Thi Vũ tin tức, có thể Thánh Linh Táng Thổ quá mức cuồn cuộn, căn bản không chỗ tìm kiếm, cho nên liền đem Diệp Thi Vũ sự tình để ở một bên. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Diệp Thi Vũ vậy mà sớm liền tiến vào Vô Trần Thiên Khuyết, hơn nữa còn vô cùng có khả năng chiếm được Vô Trần Thiên Khuyết truyền thừa. Đây cũng là nhiều tu sĩ như vậy vây công Diệp Thi Vũ nguyên nhân. Phải biết, đây chính là thế lực cấp độ bá chủ Vô Trần Thiên Cung truyền thừa A, đừng nói những cái này đại đế cảnh tu sĩ, chính là thánh đế cảnh biết rõ, đoán chừng cũng sẽ đoạt vỡ đầu. Nếu là Tiêu Phàm biết rõ, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi. Vô Trần Thiên Cung truyền thừa không phải Vô Trần Bí Điển sao? Nhưng Vô Trần Bí Điển liền ở trên tay hắn A, hay là nói Vô Trần Thiên Cung có khác truyền thừa đây? 3 ngày trôi qua, Lão Tam còn không có xuất hiện, nhất định là đã xảy ra sự tình khác, bất kể như thế nào, chúng ta cũng không thể để tiểu ma nữ xảy ra chuyện. Nam Cung Tiêu Tiêu trầm giọng nói, trên người tản ra như có như không khí thế. Nếu như Tiêu Phàm nghe được câu này, tất nhiên sẽ vẻ mặt mộng bức. Phải biết, hắn ở Huyết Kim Quan bên trong thế nhưng là ngốc hơn 3 năm thời gian A, hơn nữa trước đó ở Vô Cực Chi Khí bên trong hành tẩu hồi lâu. Hai người cộng lại chỉ ít 5-6 năm vẫn phải có thể ngoại giới cũng chỉ là đi qua 3 ngày thời gian mà thôi. Ân, Quan Tiểu Thất trịnh trọng gật đầu. Chiến Hoàng Thiên híp hai mắt nhìn phía xa, hướng về cái kia cột sáng màu trắng, nói tất nhiên điện chủ phu nhân chiếm được truyền thừa, theo ta thấy. Những người này chưa chắc có thể làm gì được nàng. Chuyện như vậy, Chiến Hoàng Thiên đã trải qua rất nhiều, một dạng một cái đại truyền thừa người thừa kế, nhất định sẽ nhận nơi truyền thừa bảo hộ. Nếu là ai cũng có thể công kích người thừa kế, vậy cái này truyền thừa đã sớm đoạn tuyệt, há lại sẽ đợi đến bây giờ. Huống chi Vô Trần Thiên Cung bậc này thế lực cấp độ bá chủ truyền thừa đây. Hy vọng đi, Nam Cung Tiêu Tiêu tự nhiên cũng biết Chiến Hoàng Thiên ý nghĩa. Nhưng chuyện như vậy cũng không phải là tuyệt đối, ai biết Vô Trần Thiên Cung có hay không tính đến một bước này. Bất kể như thế nào, bọn họ cũng sẽ không để Diệp Thi Vũ ngoài ý muốn nổi lên. Quan huynh, tốc độ của ngươi nhanh nhất, nếu là điện chủ phu nhân bị vây công, đến lúc đó ta tận lực ngăn chặn địch nhân, ngươi và Hoang Bằng mang theo điện chủ phu nhân rời đi. Chiến Hoàng Thiên lại bổ sung một câu. Một mình ngươi ngăn được sao? Quan Tiểu Thất kinh ngạc nói. Phải biết, người nơi này cũng không chỉ có người Cơ gia, Bắc Thần gia tộc người, Hoang gia người, còn có Đế Tử gia tộc người. Trừ những thứ này ra gia tộc cao cấp bên ngoài, còn có vô số tán tu, đều đang nhìn chằm chằm, hướng về Vô Trần Thiên Cung truyền thừa. Đừng nói Chiến Hoàng Thiên một người, chính là bọn họ 3 người một thú cùng tiến lên, cũng chưa chắc có thể ngăn được. Ta hết sức nỗ lực, Chiến Hoàng Thiên đắng chát cười nói. Hắn tự nhiên biết mình không phải những người này đối thủ, cũng không khả năng ngăn được, cho dù dứt bỏ hắn cùng Tu La Điện quan hệ trong đó, cũng còn thiếu Tiêu Phàm mấy phần nhân tình, lại làm sao có thể không quan tâm đây. Tiểu Thất, ngươi mang theo tiểu ma nữ rời đi, ta bang Chiến huynh. Nam Cung Tiêu Tiêu thần sắc kiên định nói. Ken két mấy tiếng bén nhọn run rẩy dữ dội vang lên, lại là cái kia cột sáng màu trắng phía trên, đột nhiên xuất hiện vô số khe hở, giống như mạng nhện đồng dạng. Lan tràn hướng 4 phương 8 hướng. Không tốt, nhìn thấy một màn này, Nam Cung Tiêu Tiêu sắc mặt đại biến, cái kia cột sáng màu trắng phía trên khe hở càng ngày càng nhiều, rõ ràng là muốn phá toái tiết tấu A. Quan Tiểu Thất cùng Chiến Hoàng Thiên sắc mặt khó coi hết sức, bất quá, bọn họ đều không có lui về phía sau ý nghĩa, ngược lại lộ ra kiên quyết. Theo kế hoạch làm việc, Chiến Hoàng Thiên ánh mắt sáng quắc hướng về cột sáng màu trắng vị trí nói. Bên trong Huyết Kim Quan, oanh một tiếng nổ mạnh, Tiêu Phàm trên người phồng lên lấy khí tức mạnh mẽ, toàn thân tản ra kim quang sáng chói, giống như một vầng mặt trời vàng óng. Nếu như nói, lúc trước hắn thi triển Tu La Đệ Tam Biến, vẫn chỉ là màu vàng nhạt kim Tu La. Mà bây giờ, Tiêu Phàm lại trở thành chân chính kim Tu La, toàn thân còn như đúc bằng vàng ròng, chiếu sáng rạng rỡ. Hắn giang ra bắp thịt toàn thân, cảm thụ được sức mạnh của bản thân. Trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Tu La cửu biến đệ tứ biến. Tiêu Phàm thở sâu, nói, bằng vào ta bây giờ nhục thân, hẳn là được cho đại đế cảnh bên trong vô địch,
dù là chính diện đối chiến một chút tầm thường đại đế cảnh đỉnh phong, ta cũng có lực đánh một trận, thậm chí giết. Đây cũng là Tiêu Phàm lực lượng, tu la đệ tứ biến, để Tiêu Phàm nhục thân đạt đến đại đế cảnh cực hạn. Thậm chí, Tiêu Phàm có loại cảm giác, một quyền của mình liền có thể oanh sát thông thường đại đế cảnh đỉnh phong. Chỉ là đáng tiếc, hắn bây giờ còn không thể dung luyện đầy đủ khí số, còn không cách nào trèo chống thế giới khuếch trương, bằng không mà nói, Tiêu Phàm đã có thể đột phá đại đế cảnh hậu kỳ. 800 nguyên khí số, còn không phải của ta cực hạn. Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm nói, ngay sau đó nhìn thoáng qua bốn phía, tự nhủ, nơi này đã không có lưu lại đi cần thiết, cũng là thời điểm rời đi. Nói xong, Tiêu Phàm lấy tay vung lên, không gian phía trên truyền đến một trận tiếng ầm ầm, sau đó một đường vết rách xuất hiện, Tiêu Phàm lách mình liền xuất hiện ở huyết kim quan bên ngoài. Ân, người đâu? Tiêu Phàm cau mày, nhìn chung quanh, lại là không thấy được thần phong hình bóng. Nhìn trước mắt mấy ngàn bộ khi thiên huyết quan, hồi tưởng lại thần phong lời khi trước ngữ, Tiêu Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, bây giờ còn chưa phải là lợi dụng thần ma vệ thời điểm. Thậm chí, hắn cũng không biết đạo thần ma vệ lúc nào mới có thể tỉnh lại. Trầm ngâm nửa ngày, Tiêu Phàm cũng sẽ không xoắn suýt vấn đề này, lấy thực lực của hắn bây giờ, tạm thời còn không có lợi dụng thần ma vệ cục diện. Hơn nữa, nếu là chuyện gì đều cho thần ma vệ giải quyết, chính hắn khẳng định cũng sẽ đánh mất lòng cầu tiến, đây không phải Tiêu Phàm muốn thấy. Chờ đột phá thánh đế cảnh, ta nhất định sẽ lại đến. Tiêu Phàm để lại một câu nói, tiện tay tại hư không mở ra một đường vết rách, sau đó trực tiếp một bước bước vào. Vô Trần Thiên Khuyết, vô số tu sĩ nhìn thấy Diệp Thi Vũ chung quanh cột sáng màu trắng xuất hiện rậm rạp chằng chịt khe hở, mọi người nhất thời trở nên điên cuồng lên. Dùng hết toàn lực công kích cột sáng màu trắng. Mấy tức về sau, cột sáng màu trắng rốt cục ngăn cản không nổi mọi người liên thủ đánh giết, oanh một tiếng nổ tung, hóa thành vô số quang vũ bắn về phía bốn phương tám hướng. Cũng ngay tại giây phút này, những cái kia tới gần cột sáng màu trắng tu sĩ chỉ cảm thấy tê cả da đầu, thật giống như bị một con rắn độc tập trung vào một dạng. Mau lui lại, một tiếng kinh hô từ trong đám người truyền đến, trong giọng nói lộ ra ý sợ hãi. Lời còn chưa dứt, không ít người cũng đã bị bạch sắc quang vũ động đâm thủng thân thể, trực tiếp đánh thành cái sàng. Chưa ai từng nghĩ tới, vốn chỉ là loạn xạ bạch sắc quang vũ, trong chớp mắt lại trở thành vô số lợi kiếm, dù là đại đế cảnh đều né tránh không kịp. Phốc phốc, vài chục tu sĩ chết ở cái kia bạch sắc quang vũ phía dưới, hư không tràn ngập xương máu dày đặc, huyết tinh hết sức. Số nương môn, người đáng chết, đem Vô Trần Thiên Cung truyền thừa giao ra. Lão tử tha cho ngươi một mạng, bằng không mà nói, đừng trách lão tử không khách khí. Giết nàng, lại tranh đoạt Vô Trần Thiên Cung truyền thừa. Một đám tu sĩ mắt lộ ra đỏ tươi chi quang, đằng đằng sát khí hướng về trong lúc nổ tung, nhưng lại bình yên vô sự Diệp Thi Vũ, hận không thể lập tức xông tới. Diệp Thi Vũ con người thanh lãnh, không có bất kỳ cái gì tình cảm, vẻn vẹn chỉ là quét bốn phía tu sĩ một cái, liền để bọn hắn cảm thấy tê cả da đầu. Đây quả thật là một cô gái ánh mắt, nếu như không phải tận mắt thấy, đám người tuyệt đối sẽ không tin tưởng, một cái đại đế cảnh nữ tử mà thôi, vậy mà đáng sợ như thế. Vừa mới đến gần, chuẩn bị bảo hộ Diệp Thi Vũ Nam Cung Tiêu Tiêu mấy người, cũng bị Diệp Thi Vũ trên người sát ý dọa sợ. Nguyên bản bọn họ đã làm xong xuất thủ chuẩn bị, nhưng làm bọn họ chuẩn bị tiếp cận gần thời khắc, liền cảm nhận được một cỗ tử vong uy hiếp, cho nên bản năng lui về phía sau mấy bước. Nhìn thấy hắn tu sĩ chết thảm, dựa theo lẽ thường mà nói, loại kia tử vong uy hiếp hẳn là biến mất mới đúng a. Nhưng Nam Cung Tiêu Tiêu mấy người cũng không cảm nhận được tử vong uy hiếp biến mất, ngược lại càng ngày càng đậm. Khi bọn hắn nhìn thấy Diệp Thi Vũ ánh mắt lúc, bọn họ liền biết, cỗ này tử vong uy hiếp không phải đến từ cột sáng, cũng không phải đến từ các đại tu sĩ, mà là Diệp Thi Vũ. Nhị ca, tứ tỷ ánh mắt. Quan Tiểu Thất nhìn không được sợ run cả người, kinh hãi nhìn xem Diệp Thi Vũ nói. Nam Cung Tiêu Tiêu trong lòng cũng trăm mối vẫn không có cách giải, thật lâu mới phun ra một câu, nàng không phải tiểu ma nữ. Không phải tứ tỷ, Quan Tiểu Thất hơi sững sờ, ngay cả Chiến Hoàng Thiên cũng là kinh ngạc hết sức, chỉ bất quá hắn không chút gặp qua Diệp Thi Vũ, cho nên đối Diệp Thi Vũ cũng không phải là hiểu rất rõ. Nhưng Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Quan Tiểu Thất hai người, lại là rất tinh tường. Vừa rồi ánh mắt lạnh như băng kia,
xác thực không phải Diệp Thi Vũ ánh mắt. Quan Tiểu Thất thoại âm vừa dứt, đột nhiên con ngươi co rụt lại, trên người bộc phát ra cường đại sát khí, lạnh giọng nói, vô luận là ai, dám đoạt Xá Tứ tỷ thân thể, đều phải chết. Nam Cung Tiêu Tiêu nắm chặt nắm đấm, mặc dù lông mày mở miệng, nhưng hắn thần sắc đã đại biểu quyết tâm của hắn. Giết, gầm lên một tiếng vang vọng hư không, vô số tu sĩ cuối cùng không có bị Diệp Thi Vũ một ánh mắt dọa lùi, chỉ là dừng lại thời gian một hơi thở, liền lại nhào tới. Trong mắt bọn hắn, một nữ tử lại làm sao cường đại, như thế nào bọn họ nhiều người như vậy đối thủ. Phải biết, bọn họ cũng không chỉ có tán tu, còn có các đại đỉnh cấp thế lực trẻ tuổi một đời siêu cấp cường giả, giết chết Diệp Thi Vũ, chẳng qua là chuyện dễ như trở bàn tay mà thôi. Nhìn thấy đám người đánh giết đi lên, Nam Cung Tiêu Tiêu mấy người vẻn vẹn trần chờ thời gian một hơi thở, liền lần nữa xông tới. Chỉ bất quá, bọn họ vừa mới xông ra mấy trượng khoảng cách, liền đã ngừng lại thân hình, trợn to hai mắt, ánh mắt lộ ra hết sức vẻ kinh hãi. Chỉ thấy những cái kia thẳng hướng Diệp Thi Vũ tu sĩ, đột nhiên không giải thích được nổ tung, hóa thành vô số huyết vụ tràn ngập trong hư không. Đám người căn bản không biết xảy ra chuyện gì, chỉ biết là Diệp Thi Vũ nhẹ nhàng phất phất tay, liền có mấy cái đại đế cảnh tu sĩ hóa thành bột mịn. Nếu như không phải tận mắt thấy, sẽ không ai tin tưởng cả. Một màn này, nhưng làm đám người dọa cho phát sợ, trong lúc nhất thời lại không người dám gần phía trước. Đây là, đột nhiên, trong đám người một đạo tiếng kêu sợ hãi vang lên, ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng rơi vào một cái bạch bào thanh niên trên người. Bạch bào thanh niên không phải người khác, chính là Bắc Thần gia tộc Bắc Thần Tinh Hồn. Bắc Thần Tinh Hồn vẻ mặt kinh hãi nhìn xem đối diện Diệp Thi Vũ. Hắn tự nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra Diệp Thi Vũ, có thể chính là bởi vì như vậy, hắn mới có thể khiếp sợ như vậy, thậm chí trong con ngươi tràn đầy vẻ ghen ghét. Bắc Thần Tinh Hồn, chuyện gì xảy ra? Cách đó không xa, Hoàng Vô Cương cau mày hỏi, những người khác cũng lộ ra vẻ không hiểu. Đáng tiếc, Bắc Thần Tinh Hồn tựa như căn bản không nghe được Hoàng Vô Cương lời nói đồng dạng, run giọng nói tiểu mệnh vận thuật, vậy mà trong truyền thuyết tiểu mệnh vận thuật. Tiểu mệnh vận thuật, đám người nghi hoặc không hiểu, không chỉ tiểu mệnh vận thuật là ý gì, nhưng nghĩ tới vừa rồi cái kia hơn 10 người trong nháy mắt cố ý chết đi, bọn họ cũng đều biết, cái này tiểu mệnh vận thuật thật không đơn giản. Chỉ có Bắc Thần gia tộc những người kia, đang nghe tiểu mệnh vận thuật mấy chữ này lúc, sắc mặt đại biến, nhìn về phía Diệp Thi Vũ ánh mắt cũng trong nháy mắt trở nên bất đồng. Hiển nhiên, bọn họ cũng đều biết cái gì là tiểu mệnh vận thuật, cũng chính là bởi vì như vậy, bọn họ trong đôi mắt mới tràn đầy kiêng kỵ cùng vẻ sợ hãi. Nhị thiếu, nàng làm sao biết ta Bắc Thần gia tộc đỉnh cấp cổ pháp? Một cái hôi bào lão giả nhịn không được hỏi. Bắc Thần Tinh Hồn vẻ mặt không cam lòng, trong lòng phiền muộn hết sức, ngay sau đó chậm rãi bình tĩnh trở lại, bởi vì, hắn cũng là ta Phong Thiên nhất tộc người, cái gì? Bên cạnh một chút lão giả trực tiếp kêu sợ hãi mà ra. Cái kia hôi bào lão giả càng là run giọng nói chẳng lẽ nàng là nhị đại huyết mạch. Những người khác nghe vậy, chỗ nào còn có thể bình tĩnh, tất cả đều vẻ mặt kính sợ nhìn xem Diệp Thi Vũ. Người khác có lẽ không biết, nhưng là bọn họ thân làm Bắc Thần gia tộc người, tự nhiên hết sức rõ ràng, tiểu mệnh vận thuật đại biểu cái gì. Đây chính là Bắc Thần gia tộc không truyền bí thuật, hơn nữa chỉ có nhị đại trở lên huyết mạch người mới có thể tu luyện a. Hiện tại Diệp Thi Vũ có thể thi triển tiểu mệnh vận thuật, đây chẳng phải là nói rõ nàng là Phong Thiên nhất tộc nhị đại huyết mạch, thậm chí sơ đại huyết mạch. Tiểu mệnh vận thuật, như kỳ danh chữ đồng dạng, có thể tùy tiện quyết định số mệnh của người khác, cũng chính là đoạn người sinh tử, tình cảnh vừa nãy liền là rất tốt chứng minh. Bất quá, ở trên tiểu mệnh vận thuật, còn có càng kinh khủng hơn đại mệnh vận thuật. Đại mệnh vận thuật vừa ra, hủy thiên diệt địa, tinh hà treo ngược không thành vấn đề. Bởi vậy có lời đồn, tiểu mệnh vận thuật đoạn sinh tử, đại mệnh vận thuật phán tương lai. Nói cách khác, tiểu mệnh vận thuật có thể tùy tiện đoạn sinh tử của một người, về phần cụ thể làm sao đoạn cá nhân sinh tử, không có người nào rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Mà đại mệnh vận thuật, mà có thể quyết định một người tương lai, thậm chí đoạn tuyệt một đám người tương lai, uy lực của nó, có thể so sánh tiểu mệnh vận thuật còn muốn đáng sợ. Đáng tiếc, đại mệnh vận thuật, dù là Bắc Thần gia tộc cũng vô số vạn năm chưa từng có người tu luyện qua, hắn còn tồn tại hay không cũng là ẩn số. Bất quá, có thể tu luyện tiểu mệnh vận thuật người,
Bắc Thần gia tộc ngược lại là có một ít, chỉ là cái kia một số người rất ít có thể thấy được, cũng là gia tộc nội tình một dạng nhân vật. Mà bây giờ nhìn thấy Diệp Thi Vũ có thể thi triển tiểu mệnh vận thuật, cái này khiến bọn họ làm sao không kinh ngạc đây. Nghe được một bên Bắc Thần gia tộc tu sĩ lời nói, Bắc Thần tinh hồn sắc mặt hết sức khó coi, hắn trong lòng có chút hối hận, biết sớm như vậy, liền không được lộ ra Diệp Thi Vũ thân phận. Bất quá hắn cũng biết, coi như hắn không nói, những lão giả kia đoán chừng cũng có thể cảm thụ được. Nghĩ vậy, Bắc Thần tinh hồn trong con ngươi tràn ngập sự không cam lòng, trong lòng quát ầm lên, nhất định là hắn chiếm được Vô Trần Thiên Cung truyền thừa, nếu như là ta được đến Phong Thiên Thạch Bi, cái này truyền thừa chính là ta. Bắc Thần tinh hồn con ngươi đỏ bừng như máu, hận không thể lập tức xông đi lên giết Diệp Thi Vũ, đem truyền thừa đoạt lại. Tiểu mệnh vận thuật a, nếu là hắn có thể đủ khống chế loại này cổ pháp, cùng giai bên trong còn có ai là đối thủ của hắn? Dù là gặp gỡ đại ca hắn Bắc Thần vọng cổ, hắn cũng tự tin có thể chiến thắng. Đáng tiếc, tất cả những thứ này cũng chỉ là bọt nước, giấc mộng của hắn, đoán chừng cũng không còn cách nào thực hiện. Bất kể hắn là cái gì tiểu mệnh vận thuật, giết nàng liền có thể lấy được Vô Trần Thiên Cung truyền thừa, tiểu mệnh vận thuật là mạnh, nhưng cũng là một loại cổ pháp, cũng không phải là thời gian dài có thể sử dụng, mau giết nàng. Nếu như là những người khác, có lẽ ta còn sẽ không quản, có thể Bắc Thần gia tộc người, ai cũng đừng hòng trốn. Giết, từng tiếng gào giết giận dữ vang lên, những cái kia an tĩnh lại tu sĩ, lần nữa gầm hét lên. Trong mắt bọn hắn, tiểu mệnh vận thuật lại lợi hại như vậy cũng chỉ là một loại cổ pháp đối linh hồn chi lực cùng tâm thần tiêu hao thế nhưng là cực lớn. Lấy Diệp Thi Vũ trạng thái, lần nữa thi triển tiểu mệnh vận thuật, căn bản không kiên trì được bao lâu thời gian. Dạng này một cái có thể có được Vô Trần Thiên Cung truyền thừa cơ hội tốt, đám người làm sao có thể bỏ qua đây. Dừng tay, lúc này, trong đám người gầm lên giận dữ truyền ra, lại là nhìn thấy mấy cái lão giả lách mình xuất hiện, đứng ở Diệp Thi Vũ cách đó không xa. Trước đó cái kia hôi bào lão giả càng là trầm giọng nói, các vị, người này là ta Bắc Thần gia tộc người, ta Bắc Thần gia tộc cùng các ngươi cũng không có gì thù a. Đám người nghe vậy, trong lòng oán thầm không thôi, cái này cùng không cùng các ngươi Bắc Thần gia tộc có thù, lại liên quan gì đến ngươi? Chẳng lẽ ai có thể thi triển tiểu mệnh vận thuật, chính là ngươi Bắc Thần gia tộc người sao? Người nhà cũng quá hướng trên mặt mình rát vàng, cút ngay, lúc này đối diện, một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, chỉ thấy đế tử Yên lạnh lùng trừng Bắc Thần gia tộc cái kia hôi bào lão giả một cái, lạnh giọng nói. Lấy đế tử Yên thân phận, hoàn toàn không cần thiết đem Bắc Thần tinh hồn một cái thuộc hạ để ở trong lòng. Nhất là nghĩ đến đoạn thời gian trước, Bắc Thần tinh hồn trộm đi nàng Kim La hồn quả đan thụ, đế tử Yên lửa giận liền không đánh một chỗ. Đế tử Yên một lần này cuống họng, nhưng làm hôi bào lão giả dọa cho phát sợ, bất quá rất nhanh khôi phục trấn định, nói, đế tử Yên, ta Bắc Thần gia tộc cùng ngươi không oán không cừu, vì sao muốn nhằm vào ta Bắc Thần gia tộc người? Lão giả lời nói ngữ có thể nói không kiêu ngạo không tự ti, dù là đối mặt đế tử Yên hắn cũng không có thấp đầu của mình. Cùng ngươi Bắc Thần gia tộc không thù, lúc này, lại một đường càn rỡ tiếng cười to vang lên, thanh âm có chút bén nhọn, ánh mắt của mọi người rất nhanh khóa chặt một người, kia liền là Cơ Vô Nhạn. Cơ Vô Nhạn tiến lên một bước, con người băng lãnh hướng về Bắc Thần gia tộc người nói, đoạt ta đồ vật, cũng nên còn điểm lợi tức. Dứt lời, Cơ Vô Nhạn nhẹ nhàng phất phất tay, ngay sau đó, phía sau hắn mấy cái thuộc hạ tiến lên một bước, khí thế mạnh mẽ tập trung vào Bắc Thần tinh hồn bọn họ. Bắc Thần tinh hồn biến sắc, Cơ Vô Nhạn cùng đế tử Yên cừu hận quá mức không hiểu ra sao. Lần trước nhìn thấy Cơ Vô Nhạn, vừa xuất hiện liền đem bản thân đuổi tận giết tuyệt, cái này cỡ nào lớn thù a? Điểm này, Bắc Thần tinh hồn hoàn toàn nghĩ không hiểu. Cũng không có thời gian cho hắn suy nghĩ nhiều, Cơ Vô Nhạn những thuộc hạ kia, cũng đã hướng về hắn giết tới đây, căn bản không cho hắn cơ hội giải thích. Mấu chốt là, Bắc Thần tinh hồn cũng không biết giải thích như thế nào, bất quá hắn thấy, bản thân chỉ cần đột phá cảnh giới càng cao hơn, những vấn đề này cũng liền giải quyết dễ dàng. Cơ Vô Nhạn, người đừng bức ta. Bắc Thần tinh hồn nhìn thấy Cơ Vô Nhạn rốt cuộc lại giết tới, lập tức hỏa khí cũng nổi lên. Buộc ngươi lại như thế nào? Cơ Vô Nhạn cười lạnh nói, ngươi dám cướp đồ vật của ta, bây giờ ngươi Bắc Thần gia tộc người lấy được Vô Trần Thiên Cung truyền thừa,
ngươi cảm thấy ta sẽ nhường các ngươi thuận lợi như vậy sao? Ta, Bắc Thần Tinh Hồn rất muốn giải thích, nữ nhân trước mắt này mặc dù là Phong Thiên nhất tộc, nhưng hắn căn bản không biết. Chỉ là, không đợi hắn mở miệng, xa xa đế tử Yên cũng gật đầu một cái, nhìn bên người mấy người nói, mấy người các ngươi, cũng cùng Bắc Thần Tinh Hồn đi chơi một chút. Phốc, nghe nói như thế, Bắc Thần Tinh Hồn trực tiếp buồn bực phun ra một ngụm lão huyết, hắn hoàn toàn nghĩ không hiểu, mình rốt cuộc là lúc nào đắc tội những người này. Đám người vẻ mặt kinh ngạc, mọi người mục tiêu không phải là Diệp Thi Vũ sao, làm sao đột nhiên trở thành Bắc Thần gia tộc người. Hơn nữa còn là Cơ gia cùng đế tử gia tộc liên hợp lại đối Bắc Thần gia tộc xuất thủ, đây là đám người như thế nào cũng không nghĩ đến. Nơi xa vừa mới đến gần Nam Cung Tiêu Tiêu mấy người thấy thế, nhìn nhau, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, bọn họ tự nhiên biết rõ vì sao Bắc Thần gia tộc sẽ trở thành mục tiêu công kích. Phải biết, lúc ấy Tiêu Phàm trở thành Bắc Thần tinh hồn cướp đoạt tiên thiên nguyên khí chỉ cùng Kim La hồn quả đan thụ, Chiến Hoàng Thiên đều ở đây. Chiến Hoàng Thiên đem sự tình cùng Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Quan Tiểu Thất đơn giản giảng thuật Tiêu Phàm cướp đoạt tiên thiên nguyên khí chỉ sự tình, hai người không khỏi khóe miệng giật một cái. Lão Tam cũng quá hỏng, Nam Cung Tiêu Tiêu cười nói. Còn tốt, hắn là Tiêu Phàm huynh đệ, nếu là trở thành Tiêu Phàm địch nhân, sớm cũng không biết lúc nào bị Tiêu Phàm đùa chơi chết. Chiến Hoàng Thiên cùng Quan Tiểu Thất trong lòng sao lại không phải ý nghĩ này đây? Thậm chí, bọn họ đều có loại hoang đường ý nghĩ, Tiêu Phàm thực lực cũng không phải là kinh khủng nhất, mà là đầu của hắn, cho tới nay, đều tính toán không bỏ sót. Nhìn phía xa ba đại gia tộc tu sĩ đại chiến, Nam Cung Tiêu Tiêu mấy người thừa cơ nhanh chóng hướng về Diệp Thi Vũ vị trí tới gần. Mặc dù Diệp Thi Vũ mới vừa xuất thủ, trấn trụ không ít người, tạm thời không có người nào dám tới gần, nhưng qua không được bao lâu, đám người trong lòng sự sợ hãi ấy cảm giác liền sẽ biến mất. Đến lúc đó nếu là tính ra hàng trăm tu sĩ xông đi lên, Diệp Thi Vũ coi như thật phiền toái. Hơn nữa, bây giờ tu sĩ mặc dù không có tiếp tục đối Diệp Thi Vũ xuất thủ, nhưng cũng không có để Diệp Thi Vũ rời đi ý nghĩa, mà là làm thành một vòng tròn, nhìn chằm chằm. Cơ Vô Nhạn, đế tử Yên, ta và các ngươi không xong. Bắc Thần Tinh Hồn gầm thét không thôi, kinh khủng sát khí tại hư không. Cũng khó trách hắn tức giận như thế, lần trước những cái kia đại đế cảnh thuộc hạ tử vong, Bắc Thần Tinh Hồn thực lực tổng hợp coi như giảm xuống không ít. Bây giờ thật vất vả tìm được một chút người tới đây tranh đoạt cơ duyên và truyền thừa, lại không nghĩ rằng, lại bị Cơ gia cùng đế tử gia tộc người giết hơn phân nửa. Nếu là những người này chết rồi, về sau lại còn có ai dám lưu ở bên cạnh hắn đây? Đi, Bắc Thần Tinh Hồn quát khẽ một tiếng, không cam lòng hướng về nơi xa thối lui. Mặc dù đi, liền cùng Vô Trần Thiên Cung truyền thừa bỏ lỡ cơ hội, nhưng là lưu lại nơi này, sống sót đối với hắn mà nói cũng là một loại xa xỉ. Cơ Vô Nhạn cùng đế tử Yên lại há sẽ bỏ qua hắn. Nhìn thấy Bắc Thần Tinh Hồn rời đi, Cơ Vô Nhạn cùng đế tử Yên hai người gọi hắn lại thuộc hạ, mặc dù Bắc Thần Tinh Hồn đoạt các ngươi đồ vật. Nhưng là, bọn họ cũng không dám đối Bắc Thần Tinh Hồn đuổi tận giết tuyệt, hơn nữa còn là trước mặt nhiều người như vậy. Bắc Thần Tinh Hồn dù sao cũng là Bắc Thần gia tộc người, thực lực có lẽ không thế nào, nhưng địa vị, thế nhưng là tươi có người có thể so sánh. Huống chi, bọn họ cũng cần lưu lại càng nhiều người, đến tranh đoạt Vô Trần Thiên Cung truyền thừa. Theo Bắc Thần Tinh Hồn rời đi, ánh mắt của mọi người liền lưu tại Diệp Thi Vũ trên người. Diệp Thi Vũ sắc mặt bình tĩnh như thường, còn người băng lãnh quét mắt tứ phương, nàng không nghĩ lấy đào tẩu, cũng biết căn bản chạy không thoát. Đem đồ vật giao ra, xem ở cùng là nữ nhân phân thượng, ta có thể cho ngươi một cái thống khoái, nếu không. Đế tử Yên lãnh đạm nhìn xem Diệp Thi Vũ, vẻ mặt cao cao tại thượng bộ dáng. Đế tử Yên thân làm đế tử gia tộc số một số hai thiên tài, nàng quả thật có miệt thị đại bộ phận cùng tuổi tu sĩ vốn liếng. Một dạng thực lực mạnh hơn nàng, gia cảnh cũng chưa chắc có nàng tốt, mà gia cảnh bối cảnh so với nàng tốt cũng không có mấy cái, hơn nữa thực lực cũng chưa chắc có thể so sánh nàng. Chỉ là, lời còn chưa dứt, đế tử Yên đột nhiên sắc mặt đại biến, lách mình liền hướng lấy nơi xa thối lui. Ở nàng vừa mới lui về phía sau một sát na kia, hư không đột nhiên toát ra một chuôi trường kiếm màu đen, dù là đế tử Yên phản ứng rất nhanh, nhưng vẫn như cũ bị một chuôi hắc kiếm xuyên thủng đầu vai, huyết sái trường không. Muốn chết, đế tử Yên giận tím mặt,
cuồng bạo sát khí đánh thẳng vào hư không đều mãnh liệt lay động. Nàng nằm mơ đều không nghĩ đến, vẫn còn có người dám đánh lén nàng, nếu như không phải nàng phản ứng kịp thời, đoán chừng vừa mới một kiếm kia đã chết. À, không chờ nàng tức giận, bốn phía đột nhiên truyền đến từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Làm đám người quay đầu nhìn tới thời khắc, lại là nhìn thấy 40-50 cái tu sĩ mi tâm bị một chuôi huyết kiếm xuyên thủng, giọt giọt máu tươi dọc theo huyết kiếm rơi xuống, hết sức đỏ tươi. Là đệ tử gia tộc người, có người kêu lên sợ hãi, nhận ra những cái kia bị giết tu sĩ. Nghe nói như thế, rất nhiều người thỉnh thoảng hít một hơi lạnh, đây chính là đệ tử gia tộc người A, lại có người dám ra tay với bọn họ. Chẳng lẽ sẽ không sợ đệ tử gia tộc điên cuồng trả thù sao? Phải biết, đệ tử gia tộc có thể là có tiếng bao che khuyết điểm, hơn nữa đại đế cảnh cường giả cũng là nhân tộc đông đảo thế lực gia tộc bên trong nhiều nhất một cái. Dù là cùng là năm đại cổ tộc mặt khác bốn đại cổ tộc, cũng chưa chắc nguyện ý dạng này đắc tội đệ tử gia tộc. Mà bây giờ, lại có người chuyên môn săn giết đệ tử gia tộc người, cái này khiến đám người làm sao không khiếp sợ đây. Để cho bọn họ kinh ngạc là, những cái kia ám sát đệ tử gia tộc tu sĩ ở thành công đắc thủ về sau, liền nhanh chóng tiềm nhập phía dưới sơn lâm bên trong, rất nhanh không thấy bóng dáng. Rất nhiều người tốc độ quá nhanh, thậm chí chỉ làm cho đám người nhìn thấy một đạo tàn ảnh, hoàn toàn không thấy được những cái kia đánh lén người chân diện mục. Trong lúc nhất thời, toàn trường lặng ngắt như tờ, đám người đều bị những người áo đen này ám sát thủ đoạn cho khiếp sợ đến. Một đòn xuất thủ, vô luận thành công hay là thất bại, đều lập tức thối lui, không lưu mảy may dấu vết. Đệ tử Yên sắc mặt rốt cục không còn bình tĩnh nữa, phẫn nộ thời khắc, còn lờ mờ mang theo một tia sợ hãi, hiển nhiên, nàng nhận ra vừa rồi ám sát bọn hắn người. Loại này ám sát phương pháp, làm sao cảm giác cùng Bích Lạc Hoàng Tuyền rất giống a? T, không thể nào, thật chẳng lẽ là Bích Lạc Hoàng Tuyền người? Bọn họ không cần thiết cùng đệ tử gia tộc xung đột a? Tuyệt đối chính là Bích Lạc Hoàng Tuyền sát thủ, các ngươi nói, trừ bỏ Bích Lạc Hoàng Tuyền, nhân tộc 3000 vực, còn ai có ám sát như vậy thủ đoạn? Đó cũng là, Bích Lạc Hoàng Tuyền dày đặc nhân tộc 3000 vực, U Minh địa ngục ở nhân tộc sát thủ không có nhiều, đại bộ phận bố trí ở chủng tộc khác địa hạt, về phần trong nhân thế, càng thêm không có khả năng. Chỉ chốc lát sau, đám người từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, ngay sau đó mà đến chính là một trận kịch liệt thảo luận. Rất nhiều người trong đầu nghi hoặc không thôi, phải biết, Bích Lạc Hoàng Tuyền là mạnh, có thể đệ tử gia tộc thân làm năm đại cổ tộc một trong, há lại sẽ yếu sao? Bích Lạc Hoàng Tuyền sát thủ, trắng trợn như vậy ứng phó đệ tử gia tộc người, cái này cỡ nào lớn cửu hận a? Đệ tử Yên cau mày, còn người băng lãnh hướng về phía dưới cổ lâm, vừa mới một sát na kia, nàng chuẩn bị để gia tộc người đuổi theo giết không tha. Nhưng nghĩ đến đối phương cái kia quỷ dị ám sát thủ đoạn lúc, nàng vội vàng ngậm kín miệng. Đệ tử gia tộc nhiều người như vậy, ngay cả sát thủ tới gần đều không có tỉnh giấc, nếu để cho đệ tử gia tộc người đuổi theo, tiến vào trong cổ lâm, tuyệt đối chỉ có thể chết càng nhanh. Bích Lạc Hoàng Tuyền, đệ tử Yên nghiến răng nghiến lợi nói, lập tức bị mạt sát hơn 40 cái cấp dưới, nàng trái tim đều đang chảy máu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 149.